lăn lộn hoài mà người yêu chưa xuất hiện vậy ta? Có nên lộn nữa không? Không nên. Xàm quá. Có khả năng ngồi đây chờ sẽ đỡ xàm hơn. Ôi con tê giác một sừng bé nhỏ của anh, sao lần nào xuất hiện em cũng hốt hoảng quá vậy? Ôi con trâu điên hai sừng của lòng em, tại vì em đánh phủ đầu đó anh. Xã hội bây giờ loạn lạc quá mà, cướp tràn lan, em phải la phủ đầu như vậy cho nó tưởng là em bị cướp rồi, nó không cướp nữa. Tốt. Em. Anh. Em đẹp quá. Ôi anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh lạ quá. Em đẹp lắm. Ôi em biết mà, anh lạ lắm. Em đẹp lắm. Dạ anh cũng lạ lắm. Chóng mặt quá. Em. Dạ. Em chờ anh lâu chưa? Dạ. Ủa là anh tới đây trước em à? À anh nhầm. Dạ. Em đợi anh lâu chưa? À anh nói y chang như cũ đó anh. Em đã để cho anh đợi 4 phút 59 giây và sau khi em nói xong câu này đã tròn 5 phút anh à. Thay mặt cho bà con nội ngoại, hàng xóm, cùng gia đình, anh thành thật xin lỗi em. Ôi anh ơi, anh rủ cả dòng họ anh ra xin lỗi em vậy đó hả? Thế nó mới chân thành em à? Dạ, anh em. Ơi, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Em, anh mới đọc được một mẫu tin casting phim. Phim hả? Phim gì? Một bộ phim tầm cỡ quốc gia, quốc tế, trái đất. Tổ chức ở xã mình. Mà phim gì vậy anh? Đây là một bộ phim xã hội đen sặc màu hành động. Tự gì vậy anh? Chú heo con ở bản đôn. Ủa anh, hồi nào giờ em nghe nói là chú voi con ở bản đôn, em nào có biết là có heo đâu anh à? Bản đôn bây giờ nó nuôi cả heo em à? À vậy nhưng mà quan trọng là, dạ, quan trọng là có một cái vai nó cực kỳ sang chảnh, cực kỳ lịch lãm và vô cùng bốc lửa. Bốc lửa? Vai gì vậy anh? Cô bé bán diêm. Anh ơi, cô bé bán diêm mà sao gọi là bốc lửa vậy anh? Bán diêm, bỏ que diêm ra, quẹt một cái, cháy bản đôn, bốc lửa. Em bán diêm đi em. Em thử vai luôn đi. Bây giờ là em phải tập đó anh. Trời, cái đó là để em cố gắng nè. Em tập đi em. Dạ, bây giờ em đi bán diêm nha anh. Dạ. Ai mua diêm không? Cho em hỏi, mua diêm không? Thôi, cái này đâu phải bán diêm. Chứ bán gì anh? Bán dâm. Ủa sao tại anh? Ý anh nói là em đi bán diêm gì mà cứ như kiểu em đi bán em luôn ấy. Chứ phải làm sao anh? Bán diêm nó phải như thế này nè em à. Anh chỉ cho em đi. Em là cô bé bán diêm. Em đói quá, em lạnh quá, em quẹt một que diêm. À, bố đã về. Em quẹt hai que diêm. À, mẹ đã về. Em quẹt ba que diêm. À, cháy nhà. Đó. Như thế là mới bốc lửa em ạ. À. Dạ, anh tài ba và xuất chúng quá. Anh ơi, nếu như mà em cast vai đó rồi anh cast vai gì? Anh sẽ cast một vai cực kỳ tri thức. Tri thức hả? Hợp với anh lắm đó. Vai gì vậy anh? Bán báo dạo. Anh bán báo dạo sao anh gọi là tri thức vậy anh? Em ơi, bán báo ấy là mình đi bán tri thức cho người ta. Dạ. Mà đi bán được tri thức cho người ta thì mình phải có tri thức. Dạ. Mà ai là người có tri thức? Ai? Ai? Thằng bán báo dạo. Anh bán báo. Lady and gentlemen, Mạc Văn Khoa xin kính chào quý khách. Tôi là phóng viên của báo cô, báo chú, báo cha, báo mẹ, báo động. Sau đây tôi sẽ gửi tới các bạn một bản tin
của một xóm rất nhỏ cạnh một làng rất nhỏ. 19 giờ chiều ngày hôm nay, một con bò cái có tên nguyên trong giấy khai sinh là Anla Satanya Halak Chama. Làng bò là Việt kiều Australia. Sau khi đánh tung gióng chuồng, đi theo dõi chồng và bắt gặp chồng mình có qua đêm với một số con bò mái ở làng bên, bọn ta đã quyết định phi ngay ra quán photocopy, photo ngay một lá đơn ly dị, rồi về dí dao cạo râu vào cổ chồng, bắt chồng mình là bò đực Peter Sóc Ký rồi bỏ chuồng ra đi. Đặc điểm nhận dạng, đây là một nàng bò mái rất xinh gái, cao 1m2, nặng 200 pound, thân hình eo ả trắng trẻo, rất thích dùng hàng hiệu, thích ăn các món ăn ngon, đặc biệt là bim bim và kẹo mút. Vậy ai biết dấu tích hay là dấu chân bò ở đâu, hãy liên hệ ngay chúng tôi, Ban Thể thao Giải trí Thông tin Kinh tế Đài Tìm Bò Việt Nam. Tôi là Mạc Văn Khoa, chúc các bạn ngủ ngon. Đó em, anh bán báo đâu em? Anh ơi, anh thiên tài đó. Đó, anh tuyệt vời. Mình bán như thế rồi mình sẽ cast được cái phim này. Rồi, đúng rồi. Bây giờ mình đi anh, mình đi cast đi. Mình đi cast. Em. Ủa chứ sao? Mình phải tập nhảy nữa. Ủa anh bán báo với bán diêm mà sao phải tập nhảy để làm gì? Nhảy để gây sự chú ý, gây sự chú ý em à? Rồi, nhưng mà anh rồi. Không biết nhảy. À, không, em có thể chỉ anh. Ủa, em chỉ hả? Đơn giản lắm anh à. Tay anh đâu? Tay anh đây. Đây tay em đây. Eo em đâu? Eo em đây. Nhảy đi em. Nhảy đi nè. Anh ơi, anh nhảy cũng tài năng lắm đó. Bây giờ là đủ rồi, bây giờ mình đi thôi anh à. Được rồi. Em chưa. Chứ sao? Ý anh không phải là nhảy như thế mà. Chứ nhảy chứ gì? Chứ không phải nhảy như thế. Chứ nhảy sao? Nhảy lâu. Ủa gì kỳ anh, sao mà cái vai của mình nó tan nát, nó thảm thương vậy anh? Đấy là sự trả giá cho việc bán diêm đốt cháy bản đôn em à. Ủa vậy không, nhưng mà em nghĩ là nhảy lầu không nên tập trước đâu anh à. Mình làm một phát ăn ngay anh ơi, tập có khi mình không có cơ hội đóng phim đâu anh à. Ừ đúng, vì vai diễn mình có thể hy sinh tất cả em à. Đúng. Và rồi, khi mình hy sinh tất cả, mình sẽ được nổi tiếng. Mình nổi tiếng rồi, anh hào quang sẽ ùa vào tới mình. Đúng và rồi. Mình nổi tiếng, lúc đó tiền bạc sẽ vây quanh mình. Em ơi, nhặt tiền đi em. Dạ, dạ, vâng. Lúc đó sẽ có người, nhiều người để ý. Rồi báo chí sẽ ùa vào. Báo vệ chiêu, em bảo vệ đi. Bảo vệ đừng để báo chí em. Bảo vệ đi 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 em. Báo chí có nhiều người nguy hiểm lắm. Họ sẽ tìm tới mình. Họ sẽ đưa những cái tin, những cái tin cực sốc em à. Rồi mình sẽ bị áp lực. Những cái thằng anh hùng bàn phím sẽ làm mình áp lực. Mình bị điên đâu em à. Đúng rồi, áp lực đó, xung quanh đó, nó làm phiền mình lắm á. Xung quanh nè, 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 anh hùng bàn phím đó, 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 chụp hình em đăng lên mạng. Em không okay, có như vậy, em không có như vậy, em không có như vậy đâu. Có, bình tĩnh lại, mình tĩnh lại. Lại đây ngồi. Bình tĩnh. Tôi đã nói em biết bao nhiêu lần rồi, tại sao anh cứ lên đây làm phiền cô ấy vậy? Anh biết rồi, anh biết đó, cô ấy bị áp lực từ dư luận. Anh là một người tỉnh táo mà cứ vào đây giả điên với cô ấy. Anh có biết là anh đang làm cho tình trạng cô ấy càng ngày càng nặng hơn không? Bác sĩ, thật sự là tôi chỉ muốn vào đây giả điên để hàng ngày được gặp cô ấy thôi mà. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh lại. Tỉnh lại? Bình thường hả? Bằng cách nào? Bằng tình yêu của tôi. Tình yêu? Cô ấy là ai? Cô ấy là bệnh nhân tâm thần, là một người điên. Mà người điên thì không biết yêu. Không, bác sĩ sai rồi. Bác sĩ chưa nghe bài Người Điên Yêu của Minh Hằng à? Tại sao chứ? Tại sao người tỉnh có thể yêu người tỉnh một cách điên cuồng như người điên cuồng, mà người điên cuồng lại không thể yêu người điên cuồng một cách tỉnh táo như người tỉnh? Bác sĩ có hiểu không? Bác sĩ hiểu rồi à? Bác sĩ vô trong đi. Trong người tỉnh. Trời ơi! Trời ơi! Riết của tôi điên giống hai người luôn quá. Không có điên với tỉnh gì đây hết. Nói chung là anh đi về, đừng làm phiền cô ấy nữa. Con trâu hai sừng của lòng em. Con tê giác một sừng bé nhỏ của anh. Anh ạ, em biết là em trốn tránh, nhưng mà em không nghĩ là anh có thể vì em mà giả điên cho cùng mỗi ngày như vậy. Em sẽ cố gắng, em sẽ đối mặt với sự thật, em không trốn tránh nữa. Cảm ơn anh.
về là em tỉnh rồi đúng không? Em sẽ mạnh mẽ lên. Chúng ta ra ngoài làm lại từ đầu nha. Mình đi anh. Không. Sao vậy? Em đi đi. Tại sao? Tự nhiên anh cảm thấy mình thuộc về nơi này. Vào đây giả điên để hòa nhập với em. Nhưng bây giờ anh nhận ra rằng anh bị hòa tan luôn rồi. Là sao anh? Là anh muốn sống ở đây em ạ. Nếu em yêu anh thật lòng thì vài bữa lại quay lại cảm hóa anh nhá. Bác sĩ. Anh ơi, như vậy là em phải yêu lại từ đầu đó hả? Đúng đó em. Ôi trời đất ơi, vậy là ai điên coi ta? Trời ơi, ai điên em tỉnh đi trời. Cảm ơn Mã Duy Ngọc và diễn viên Khả Như đã hỗ trợ cho phần dự thi của Mạc Văn Khoa. Xin chào tất cả mọi người. Nếu như ai thấy được kho báu, nhớ nhắn cho tôi biết nha. Xin cảm ơn. Tin nhắn đến. Nếu người muốn tìm được kho báu, hãy vượt qua ba màn của trò chơi định mệnh này. Người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Màn 1, người hãy thâm nhập vào một nhà hát giao hưởng vũ trường ý lộ vũ kịch và hãy biểu diễn vũ kịch Hồ Thiên Nga như một nghệ sĩ thực thụ. Cùng các nghệ sĩ trong đoàn, nếu không ứng biến nhanh để hòa nhập cùng các nghệ sĩ hoàn thành vở diễn, người sẽ mãi mãi không tìm được kho báu. Lưu ý, người có quyền sáng tạo cho hấp dẫn. Trò chơi bắt đầu. Tôi mà là Hồ Thiên Nga, tôi có nước hồ con rùa thì có. Trời ơi. Vượt qua màn 1 bằng sự thông minh của người. Màn 2, người hãy đến một công viên có nhiều bạn trẻ và hãy thách đấu họ nhảy đường phố cùng người. Người phải nhảy thật chuyên nghiệp như một nghệ sĩ đường phố. Nếu không vượt qua thì người sẽ game over và mãi mãi không tìm được kho báu. Trò chơi bắt đầu. Mãi nhớ
đêm cho đời bài tình ca đất phương Nam. Công nhận người lì thực đã vượt qua được màn hài, nhưng khó khăn bây giờ mới thực sự xuất hiện. Người hãy chuẩn bị tâm lý thật kỹ, nếu người vượt qua được màn ba sẽ gặp được trùm cuối, và ngươi sẽ nhận được kho báu từ trên trùm cuối khi người chiến thắng màn ba. Ngươi hãy xin tuyển vào một rạp xiếc vui nhộn với vai trò nghệ sĩ ảo thuật. Hãy nhớ là ngươi vẫn phải chứng tỏ cho những kẻ có mặt ở đó thấy ngươi là một nghệ sĩ ảo thuật chuyên nghiệp. Đây là màn tính điểm chính của ngươi trong cuộc chiến này. Không vượt qua được, ngươi sẽ mất trắng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đó nha. Hy vọng ngươi còn sống sót để gặp được trùm cuối. Ngươi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Màn ba bắt đầu. Gentlemen, hi, tôi chính là chú Hề Nhí Nhảnh. Tôi đã cộng tác và đoạn xiếc này 20 năm rồi. Và điều đặc biệt của tôi là không biết xiếc. Nhưng chính vì lẽ đó tôi mới tồn tại lâu đến như vậy. Xiếc chi xiếc cho chết sao trời. Biết xiếc đâu. Xém chết lần rồi kể cho nghe. Xém chết rồi đó. Anh Linh nghe không kể luôn lượt. Rồi, chuyện là như vậy nè. Cô Sáu gương mặt quân tư hóng chuyện dễ sợ. Đợi cái bàn hỏi với điều cũng như vậy luôn nè trời. Trời ơi. Để từ kể cho nghe. Cái bữa nó mới vô đoàn xiếc. Ông chủ đoàn hỏi làm nghề gì. Nói đấm bóp vắt hơi. Nó kêu lên xiếc khán giả coi. Kêu khán giả đâu thèm lên, ta sợ vắt hơi nóng cháy thì sao. Kêu chủ đoàn xiếc ra thử đó. Hỏi về đây bình thường đổ hút cái cồn vô hũ cha nhâm bi lớn này nè. Để chấm múc vắt hơi đó. Rồi cái có đầu cười. À, cái hả bình thường bỏ vô hũ cha bê lớn. Cái bữa đó kêu khán giả đang sung, khán giả đang sung, chơi cảm giác mạnh đi em. Có đổ hết hũ cồn cho người ổng luôn. Trời lửa cực cực quá trời. Thay vì chán tình làm im không chịu đứng lên làm nha. Tôi muốn lửa ngồi coi vỗ tay gần chết. Trời ơi. Đó. Nó đợi tới lúc mà ông tàn lửa dân chúng kéo đánh tôi tàn mạc luôn. Ủa tấm lẹo không chết, tôi có chết đâu ta. Có kệ, xin người tử nghiệp ái chết cũng vậy không? Thiện tai. Đêm nay tại sân khấu này, mọi người sẽ trầm trồ và thán phục. Sẽ trầm trồ và thán phục. Bởi những điều kỳ diệu sắp xảy ra. Bởi những nhân tố mới nhất hiện nay của đoàn xiếc chúng tôi. Và chương trình xin được phép bắt đầu. Dạ, kính thưa quý vị, tôi xin trình diễn màn ảo thuật đầu tiên của tôi. Là anh đi cứng. Đầu tiên, tôi muốn mời một vị khán giả bước lên trên đây. Một vị khán giả bất kỳ. Cô bé này. Mời cô. Cô gái này không hề quen thuộc với tôi. Đây, hãy bước vào chiếc hộp này. Gì? Từ chiếc hộp này không hề có cơ quan gì hết. Tôi sẽ biến cô gái từ bên này xuất hiện từ bên này. Ô, tên đâu? Không. Ba la Hồ Biên. Nó còn trong đây nè ông nội. Xin lỗi, tôi run quá, tôi quên đọc cái câu thần chú. Thần chú gì? Cái câu thần chú này nè. Khớp lệnh. À, khớp lệnh mới biến bệnh hả? Đúng rồi, được về đội hay không là khớp lệnh. Khớp lệnh. Sao nó còn trong đây nè? Tôi nói mới được cái thần chú đó. À, ông nói mới được hả? Nói đi. Ừ, ông sao ông nói được? Nhìn tôi đây. Ba la khớp lệnh. Ô, vũ tay không gì ơi. Hay quá các bạn. Chưa hết. Từ bên đây cô ấy sẽ trở về bên đây. Trở qua trở lại, trở qua trở lại liên tục. Làm đi khớp.
Lên! Khóc! Lên! Khóc! Lên! Khóc! Lên! Khóc! Lên! Khóp! Lên! Khóp! Lên! Ông mà đẻ hai đứa luôn! Kính thưa quý vị, đây là cái thuật phân thân của tôi, từ một tôi đã biến thành hai. Ôi hay quá con, hay quá. Hay không? Ờ mày xạo mày. Trời mày cũng xì rồi, cái tuồng này có rồi. Có ở đâu? Ở trong đó cái tuồng mà gánh xiếc trong live show Bật Mí Bí Mật Bị Mất của anh Quỳ Linh những rồi. Có Minh Linh, những rồi kìa. Mà tôi nhớ là anh Linh diễn cái tiết mục với ai quen lắm. Diễn với ông nội tôi chứ với ai. Nên giữ hình ảnh trong nội mình đi cưng thôi, thôi khác đi. Bỏ qua tiết mục rồi đi vô đi mấy bà nội. Chán quá bởi vậy. Thôi tự biểu diễn một mình. Ừ làm mình đi cưng. Đây, hãy xem đây. Gì vậy? Đây. Gì vậy? Gãy thần kỳ. Ồ, tác dụng gì? Tôi sẽ nhờ một vị khán giả nam có mặt ở đây cầm thử cho tôi chiếc gãy thần kỳ này. À, chàng trai rất đẹp trai. Mời anh Phi Long cầm thử cho tôi chiếc gậy này. Rồi, quéo dễ tính luôn. Tôi xin giới thiệu chiếc gậy này là chiếc gậy phát minh chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới này, gậy xác định giới tính. Nếu như là một người đàn ông thật sự cầm vào, nó sẽ thẳng như vậy. Ai dám thử không? Chưa hề thử không? Thử đi, thử đi, thử đi. Còn thử không nào? Ừ. Mời anh. Ở bất hạnh luôn. Thôi, hồi nãy giờ là chỉ là đùa vui thôi. Bây giờ tôi xin trình diễn một màn ảo thuật ghê rợn nhất của tôi. Đây. Đây là một chiếc lồng, bốn mặt đều trống. Chiếc mồi lửa này, hãy xem đây. Ê, có chừng nhé. Đốt phòng lông phải không nội? À quên. Hãy xem đây. Ê, cháy đó. Ba la. Cháy tấm ba la. La hồ biên. Ô, vỗ tay quý vị. Sao vui vô két sắt gì cưng? Làm cái gì vậy? Sao nhốt mày được? Sao nhốt mày vô đó? Nó chết rồi sao? Cái gì vậy? Ê! Giết chết người đó! Từ từ nha! Ê! Được không? Ê! Ê! Ý, đứt chồng một vậy luôn. Anh nói ơi, trời nhỏ chết không toàn thay. Rồi cái bộ lòng nó đâu? Ồ, ồ. Ồ, chết là ba chỗ. Nó chết rồi. Đem đi chôn hả? Ồ, không có máu. Ồ,
cô gái còn sống quý vị ơi. Vỗ tay lên. Như vậy là tôi sắp lấy được kho báu của chính mình rồi. Yeah! Đứng lại! Đừng định đi đâu? Định đi đâu? Dựa qua bọn ta đi rảy đi! Buông tay ra! Bỏ ra! Còn ai nữa không? Còn ta. Biển Caribe. Đó. Thì ra nhà ngươi là kẻ đã gây ra tất cả mọi sóng gió, buộc ta tới đây tìm kho báu đúng không? Đúng. Chưa ai vượt qua được ba màn của ta đưa ra. Ngươi giỏi lắm. À. Nếu như vậy thì trao trả báu vật cho ta. Cái gì đây? Đây là ba món quà. Món quà thứ nhất là kho báu mà ngươi đang tìm kiếm. Món quà thứ hai, một món quà vô cùng giá trị. Món quà thứ ba là một quả bom nổ chậm có thể sang bằng thành phố này. Chọn đi. Quả bom nổ chậm sang bằng cả thành phố này à? Nếu như vì mục đích của ta mà làm chết dân lành thì ta không chọn. Phải chọn à? Tôi nên chọn món quà nào thưa quý vị? Món quà nào? Thứ nhất à? Quý vị nghĩ như thế nào ạ? Quý vị? Tôi chọn món quà này! Tôi chết rồi. À, chú lùng đứng trước mặt là tôi chưa chết. Tôi chưa chết. Có nghĩa là đây là kho báu. Kho báu. À, kho báu. Con ơi, những ngày qua người ta có đối xử tệ với con không con? Người đâu có thương con người đâu mà tỏ vẻ lo lắng. Tại sao người biết ta không thương con ta? Cha mẹ nào trên đời này mà không thương con chứ? Người thương con sao người bỏ con? Ta bỏ con ta bao giờ?
cả mọi chuyện là do ngươi bày ra. Ngươi bắt giữ con ta, ngươi bắt ta phải trải qua được những thử thách, những khó khăn để tìm lại được con mình. Và ngươi đã gửi cho ta chiếc điện thoại và chiếc xe điện để ta có thể vượt qua được những thử thách này. Ta đã hiểu rồi. May là ta giữ con ngươi, chứ nếu mà lọt vào tay của bọn bắt cóc buôn nội tạng là không được gặp con nó đâu, nghe chưa? Ta đã hiểu rồi. Ta đã hiểu ra được, trên đời này không gì quan trọng, không gì giá trị với mình bằng con cái của mình. Ta xin thề, ta sẽ bỏ hết những thói hư tật xấu, sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi dạy con của ta đàng hoàng. Chú cảm ơn con, chú về. Chú cái gì mà chú? Tôi lớn rồi. Ông bao nhiêu tuổi mà ông la lớn? Tôi 50 tuổi rồi. Trời, 50 tuổi mà có mày dai vậy đó hả? Tôi hồi xưa cũng là trẻ bị bắt cóc, không biết bọn bắt cóc cho tôi ăn cái gì mà tôi cao không nổi, tôi lùn tẹt có ăn khúc à. Trời ơi, 50 tuổi mà tưởng tôi có 5 tuổi không à. Vậy là lớn rồi đó hả? Tôi mang ơn ông anh nhiều lắm, tôi đưa con tôi về nha. Khoan, đứng lại. Sao nữa? Cuộc chơi chưa kết thúc. Hả? Chưa kết thúc tôi phải làm gì nữa? Còn 2 món quà, chọn đi. Không, tôi đã có con tôi bên cạnh, tôi không cần cái gì trên đời này nữa hết. Tôi không chọn. Phải chọn. Còn 2 món quà là xác suất gặp được trái bom rất cao. Một, chọn lại đi. Chọn giờ. Hả? Cái gì vậy? Ủa, chú Hề. Chú Hề ơi, chú Hề đi đâu vậy? Mà chú Hề, đây là chị em sinh đôi với lại chú Hề, Thím Hề nè. Thím Hề đây hả? Ừ. Thím Hề ra đây chi vậy? À, Thím biết là vợ chàng đã bỏ đi từ lâu rồi. Một mình chàng, một mình chàng để gà trống nuôi con, nên Thím tình nguyện về làm gà mái cục tóc để bảo vệ cho chàng. Vợ tôi hả? Thôi cho tôi đổi là chọn trái bom được không? Phải chọn. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Thiếp nè. Chàng ơi. Chàng ơi. Đi lên đây, đi lên đây, nhanh lên, đi vô đây. À, tôi đâu làm gì đâu, bắt gì đâu, làm gì đâu, trả cho tôi đi. Trả gì? Trả cho tôi đi mà, tôi đang nghỉ ông đó. Ủa, tôi đang giận đâu lấy đâu mà trả. Tôi khẳng định ông lấy của tôi đúng không? Mà mất gì? Tôi mất rồi. Mất cái gì? Viên kim cương. Kim cương? Đúng rồi, viên kim cương của tôi. Tôi mất viên kim cương rồi. Dòm xuống. Thấy người nào máu đen không? Lấp lánh lấp lánh thấy không? Trên tay có 2 viên kim cương. Không có ai bình thường mà giàu như trấn rồi á. Nhưng mà tôi khẳng định mấy cái hộp bự bự á toàn là hàng giả thôi. Trời ơi, ghê quá. Giúp tôi tìm lại viên kim cương đi. Nhưng mà ông làm cái gì mà không có kim cương để mất vậy? À, tôi làm tướng cướp. Lại cũng cướp của ta phải có mình đâu đòi. Không có, nhưng mà tôi tướng cướp bây giờ tôi hoàn lương rồi, giờ chuyển qua bán hải sản rồi. Vậy thì tôi kiếm phụ lại kim cương mà có, tôi thưởng thưởng gì? Thưởng thưởng vài ký càng cua đồng ăn chơi. Dạ, 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 đi. Kim cương với lại cua đồng nó ngàn nhà quá. Thì đó, đi giúp tôi đi, kiếm đi, giúp đi, đi, giúp tôi. Nhiều ngày hôm nay đã đến đây để đến với buổi đấu giá triển lãm của tôi. Và cũng xin được cảm ơn tất cả các anh chị báo chí đã để ý tin ra thiệt là xa để buổi triển lãm đấu giá ngày hôm nay mang tầm quốc tế. Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì ngày hôm nay có sự xuất hiện đặc biệt của 2 vị khách đến từ phương xa. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón vị khách đến từ châu Mỹ. Hey! 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey! Chào đón một vị khách đến từ châu đó. Chỉ là một sự cố nhỏ thôi nha mọi người. Nếu như vậy thì tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, còn chân cho gì nữa. Tôi xin được giới thiệu vật phẩm đấu giá ngày hôm nay. Đó chính là một viên kim cương.
khoan bà chủ, bà chủ khoan. Bà mở lên cái gì vậy? Con thấy cái gì vậy? Một viên kim cương màu đỏ. Mọi người hãy nhìn cho thật kỹ. Đây không phải là một viên kim cương tầm thường, mà đây chính là viên kim cương bự và cứng nhất thế giới. Bây giờ buổi đấu giá bắt đầu. Mọi người cho xin ngã giá nào. Ai à? 2.000 Ai biết à? Còn ai à? Thôi. Mọi người cũng thấy đó, một viên kim cương quá trời đắt giá và có giá trị như vậy. Mọi người cho cái giá gì quá trời thấp, làm sao mà có thể sở hữu nó được? Đúng. Để tôi đưa giá 50 chân hụi chết. Hôm nay tôi đã thọt cái giò qua tới đây rồi, nhất định tôi phải đấu giá và lấy được viên kim cương này. Tôi sẽ đưa ra giá cược là một khoản nợ ngân hàng lãi suất 3% và đóng trong vòng 60 năm. Mọi người ơi, mình đang trong một buổi đấu giá chứ đâu phải vượt lên chính mình nói cái gì mà nghe nợ nần quá vậy. Không, ý của tôi nói là 50 chân hồi chết đây tôi sẽ đóng thay bà. Tôi sẽ trả nợ ngân hàng cho bà. Trời ơi, quý hóa quá. Còn ai nữa không ạ? Con cái gì vậy? Trời cái gì vậy? Cái gì mà cái gì vậy? Không, tôi theo gì nè. Cái gì vậy? Không sao, có điện rồi, mọi người bình tĩnh. Tiếp tục buổi đấu giá. Trời! Mất viên kim cương rồi. Mất tiêu rồi. Có chọn. Tất cả mọi người, không một người nào được bước ra khỏi chỗ này. Cửa sổ, cửa chính, cửa nhỏ, lỗ không gió đóng hết. Bà chủ, có thể chừa cái cửa toilet được không? Không, kẻ trộm nó cũng có nhu cầu mà. Bây giờ tiền sao được cái đống người đây, biết ai lấy đâu. Tôi có cách. Tôi cần bà đến đây gấp. Ok. Ai vậy? Gọi ai vậy? Một người cực kỳ quan trọng. Khi nào tới? Tới liền. Ủa má, tới liền của má là khi nào vậy má? Trời đất, có cái gì vậy? Bay qua đây cực quá mà chị ơi. Bà tới chưa vậy? Tới nãy giờ rồi. Tới xong vô đi. Đóng cửa sao vô? À xin lỗi, mấy cưng mở cửa giùm chị. Thể gì vậy? Tôi biết là mọi chuyện đang rất căng thẳng, nhưng chúng ta không cần mời một diễn viên hề vậy đấy. Con bé này khẳng định là nó là vũ công đua xe nè. Không, phóng vô rất là hề. Nè các bạn đừng cãi nhau nữa. Thật sự là những lời hai anh nói là đều đúng hết. Tôi là cũng có biết nhảy xíu, cũng có diễn hề, nhưng mà lâu lâu mới hề thôi, hiểu không? Đó, nhưng mà công việc chính của tôi chính là thám tử tư. Thám tử Conan chính là thần tượng của tôi. Và tôi xin được trân trọng giới thiệu, tôi, một thám tử lừng danh, thám tử Cô Phi. Trời ơi mọi người sao vậy? Cô Phi là tên của tôi, hiểu không? Chứ làm gì mà mọi người xa cách như vậy? Trời ơi. Bà thám tử, ăn mặc sao ngộ nghĩnh đáng yêu quá vậy? Cũng chả giấu gì bà, hồi nãy là tôi đang tắm, bà gọi gấp quá tôi phóng qua đây nên là không có kịp sửa soạn gì cả. Tại cái chỗ này ngày hôm nay nó đã xảy ra một được kịp... rồi không cần nói tôi cũng biết, vừa mới xảy ra một vụ trộm đúng không? Rồi. Chính xác. Hay vậy? Hay quá. Cứ bình tĩnh, không có gì là không giải quyết được. Tôi muốn tất cả mọi người ở đây trả lời cho tôi đúng 3 câu hỏi, và sau 3 câu hỏi này thì tôi sẽ đưa ra kết luận của vụ trộm này. Câu hỏi thứ nhất, chuyện gì vừa xảy ra? Mới bước vô bà nói bà biết luôn á. Thì tôi biết là ở đây có vụ trộm, vì vậy mà tôi mới có mặt ở đây. Nhưng mà tôi không biết là chuyện gì xảy ra, mất cái gì, bà hiểu không? Tôi gom cho gọn vấn đề, có nghĩa là ngày hôm nay tôi tổ chức một buổi đấu giá kim cương. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy là vừa xảy ra một vụ trộm kim cương. Chính xác. Câu hỏi thứ hai là mấu chốt của vụ án, nên tôi muốn mọi người phải hoàn toàn tập trung chú ý vào tôi. Nhìn tôi nè, tất cả các người ở đây, người nào biết công thức tính chu vi tam giác? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thì cứ trả lời đi, tôi có lý do của tôi mà. Bà chủ ơi, không có gì thắc mắc hết nha, cứ trả lời đi. Thì bây giờ ai biết công thức tính chu vi tam giác thì nói làm ơn cho tôi biết để tôi giải quyết vấn đề nè. Ở đây không ai biết hả? Không. Sao không ai biết được? Trời ơi, cái này kiến thức cơ bản mà mọi người. Ê bà chủ, góp ý cái được không? Bà cái chủ, vấn đề tôi không phải bà chủ, tôi là thám tử. Bà thấy chưa, mất viên kim cương mà sẵn vậy đó. Rồi mà nhìn tôi mất bị mất một viên kim cương.
Bà vô bà hỏi cái gì mà nghe như kiểm tra 15 phút vậy? Bây giờ cái điều bà hỏi thì không còn quan trọng, chỉ cần tập trung vào những gì tôi nói thôi. Ok. Tại vì ở đây người có khả năng giải quyết vấn đề chỉ là tôi. Căng quá không có vui, biết không? Căng không có vui là căng không có vui. Ok. Vui hay không là nằm ở chỗ em đó bé. Nè, tập trung nè. Câu hỏi này mới quan trọng. Bạn cơm chưa? Cái gì vậy trời? Ăn rồi. Tôi chưa ăn. Thì sao? Đói. Cho ăn miếng qua giải quyết nữa nha. Nè. Ê. Hả? Cái gì vậy? Bà đâu cần tôi đốt liền á. Trời ơi chị ơi, giải quyết giùm lẹ lẹ còn ba về nước đó chị. Bây giờ nói chung là nãy giờ tôi chỉ dẫn cho mọi người thoải mái, vui tươi lên thôi. Rất căng luôn, không thoải mái được luôn á. Nhưng mà nói chung là bây giờ như vậy, qua ba câu hỏi tôi vừa hỏi mọi người thì bây giờ tôi đã có kết luận rồi. Sao thám tử? Sao? Tôi biết chắc chắn là người trộm viên kim cương đang có mặt ở đây. Cái đó ai cũng biết luôn á má. Tôi quá mệt mỏi với bà. Tất cả mọi người ở đây đều là khách quen của tôi. Đúng. Chỉ riêng ngày hôm nay có hai người này là hai nhân vật lạ đến từ phương xa. Và tôi tin nghi hai người này chính là kẻ trộm. Bà mời tôi tới đây dự buổi đấu giá rồi bà đổ thừa tôi là sao? Hai người bình tĩnh này đi. Đừng bình tĩnh gì được bình tĩnh, tự nhiên cái đổ thừa gì kỳ vậy? Nghe tôi nói nè, đừng mất bình tĩnh. Tại sao căng? Căng đâu? Chỉ mới nói là nghi ngờ thôi mà, đâu có kết luận gì đâu, tại sao căng? Tôi không có căng, tại tôi không có làm. Giảng qua, giảng ra, không có gì. Tôi đang bình thường, tôi không hề căng nha. Yeah, không căng nữa. Quý ngài Jack Barrow, tướng cướp vùng biển Caribbean. Sao cô biết tôi? Tại vì tôi coi phim. Trời ơi. Nói nghe nè, nhân vật đặc biệt. Nếu mà bây giờ cái tên cướp biển này đỏ trong quán của tôi rõ ràng như vậy, chốt đơn đi. Tôi khẳng định với mọi người, tôi không phải là kẻ cướp. Không có gì phải nhốn nhào. Tại vì ở đây không những có anh Jack Barrow mà lại còn có cả tướng cướp Bạch Hải Đường. Tại sao bà nhận ra tôi? Tôi đâu có đóng phim đâu. Tôi coi cải lương. Sao? Ở bên Mỹ tại sao coi cải lương? Tôi là người Mỹ nhưng gốc Việt. Hả? Hả? Đồng hương. Đồng hương. Mê cải lương. Mê cải lương. Ôi túi xanh mộng mơ, dân dương tháng năm mong chờ. Hứa duyên trao tin ngày chúng mình lứa đôi thành hôn. Pháo hoa tiếng đưa ru nồng, làng pháo hồng điểm tô mặt duyên. Điểm tô mặt duyên. Tuy chúng ta hát rất dở nhưng qua câu hát đó tôi vẫn khẳng định bà biết được cải lương. Vậy là đồng. Bà là đồng hương. Đồng hương, đừng bất vui đi anh. Tại vì bây giờ anh đang ở cái vùng nghi phạm cho nên anh lùi lại. Xin mời hai anh bước lên phía trước, nắm lấy tay nhau, hôn nhau nồng cháy. Cái gì trời, cái gì vậy? Cô đến đây nhiệm vụ của cô á là điều tra viên kim cương bị mất chứ không phải điều tra giới tính của người ta đâu nha. Bây giờ tôi không nói nhiều nữa, bây giờ hai anh trêu đùa chút cho vui thôi. Bây giờ hai anh có một phút để biện minh cho bản thân mình, hai anh nói gì đi. Đúng rồi, cho biện minh đi. Bây giờ tôi sẽ đưa ra tất cả những luận cứ luận điểm để chứng minh rằng hồi nãy tôi không hề ăn cắp viên kim cương. Bởi vì hiện trường vụ án hồi nãy là như thế này. Cướp đen. Đêm nay nghe tiếng mưa sao lòng con nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Có điện. Đó, hiện trường vụ án là hồi nãy là như vậy đó. Trong lúc cúp điện tôi ngân nghe vài câu hát. Tôi làm chứng. Đó, lúc nãy tôi có nghe một cái giọng hát này đang ngân nga. Mãi đắm say nghe cái giọng hát này mà ông nội nào thục cái cục chổi vô lồng ngực tôi mà không biết. Ủa mà mắc mới gì cúp điện anh đi hát cải lương? Tôi có lý do của tôi. Lý do gì? Tại tôi nhớ mẹ tôi. Gì thế? Hôm nay tôi dành 10 giây quý báu đó để tôi hát lên cái lòng hiếu thảo của tôi. Nè, anh ta có chứng cứ ngoại phạm thì tôi cũng có chứng cứ ngoại phạm. Trong lúc cúp điện hồi nãy tôi đã làm những hành động này đây. Cúp điện. Đêm nay nghe tiếng mưa sao lòng con nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Có điện. Đó, trong lúc anh ta hát, hai tay của tôi gõ nhịp vào nhau thì tôi đâu có lấy viên kim cương được đâu. Tôi làm chứng. Lúc nãy tôi có nghe được cái tiếng vỗ tay này. Mọi người ơi, bây giờ đã quá rõ ràng rồi. Hai anh này đã có chứng cứ ngoại phạm thì chứng tỏ hai người này không phải là tên trộm. Đúng rồi, mà hay quá. Cái điều này, cái điều này là tôi đã biết khi mà tôi vừa chọt cái chân vô đây rồi. Từ vị trí của viên kim cương tới vị trí của cầu giao điện và tới vị trí của mọi người, tạo thành một hình tam giác như vậy. Cúp điện chỉ trong vòng có 10 giây thôi.
Làm sao một người với dòng tóc bình thường mà có thể chạy vòng quanh cái chu vi của tam giác này được? Cái vụ án này là một vụ án có tổ chức, có sắp xếp. Bây giờ á thì mọi chuyện cũng khá là nhập nhằng và rối rắm. Mà bây giờ cái gì rối quá thì mình rút đi. Bây giờ mình rút đi để cho hai anh này còn kịp ba về bển nữa. Nè mọi người, còn ba nữa, năm xuôi tháng hạn, bây giờ bị mất không sao hết, đừng buồn. Cứ vui vẻ lên, dĩ hòa vi quý nha mọi người, không sao nha. Đúng không? Đúng rồi. Dĩ hòa vi quý đi, đúng rồi. Khoan. Xin mời cái cậu bé tăng động bước lên phía trước. Cho tôi hỏi là ở đây ai cũng hoang mang khi mà chưa tìm được hung thủ thì mắc mớ cái gì mà dĩ hòa vi quý cậu vui? Cậu vui cái gì vậy? Tại sao cậu bối rối? Cậu lấy. Không. Cậu lấy. Không phải tôi. Cậu lấy. Không phải tôi. Cậu cúp điện. Ừ. Ai là thủ phạm? Nói. Thôi. Không có căng. Hồi nãy bà nói sao căng không có vui. Cho nên là tôi thiết nghĩ là mọi chuyện nó đã đến nước này rồi thì mình bỏ qua. Coi như bữa nay tôi tâm tay. Ê, sao bối rối? Đâu bối rối gì đâu. Bà bối rối mà. Không bối rối. Bà rất là rối. Không rối. Không rối tại sao căng? Không căng. Bà căng kìa. Không căng. Căng nhăn trán luôn kìa. Không, bị viêm xoang. Tôi cũng bị viêm xoang, tại sao tôi không nhăn trán? Bà sao mũi tôi xoang trán? Tại vì sao? Tôi á. Vì sao tôi? Tôi. Bà lấy viên kim cương. Ê, bà kia. Đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá mà rớt cái viên cương ra rồi kìa. Ủa sao vậy? Sao nói rớt mà bụm lại vậy? Đau ruột thừa quá. Đau ruột thừa quá. Để tôi mổ ruột thừa ra cho. Đừng. Để tôi mổ ruột thừa. Tôi rất đau ruột thừa. Đây. Đừng, bà không có được quyền chạm vào tôi. Đây là bà muốn tôi báo cảnh sát. Không có chạm vào tôi. Đây là bà muốn tôi báo cảnh sát. Viên kim cương kìa. Viên kim cương của bà. Tại sao bà tự lấy vậy? Ủa sao tôi biết được trời? Tôi thám tử mà, giải thích đi. Ủa bà ơi, sao bà rảnh quá vậy? Bà bày ra trò này làm cái gì vậy hả? Tại vì mày, tao nói mày đó con thám tử cô Vi. Mày không nhìn ra tao à? Tao chính là cô Lê Đô Dơ Sở Bình Tình. Tình? Tao. Là mày hả Tình? Tình đây. Bộ mày đi giăng nắng dữ lắm hay sao mình mày đen dữ vậy? Mất thẩm mỹ gì? Nhan sắc. Đây không phải là đen, đây là xăm. Xăm? Xăm. Tao xăm full. Trời. Tao hận. Mày hận anh? Tao hận mày. Hận tao? Mày không nhớ à? Nhớ gì? Tao với mày đã từng học chung một lớp. Tao nhớ là mày có ở lại lớp. Đó là lý do tại sao khi tao ghét mày. Mày lúc nào trong lớp cũng là đứa nổi trội nhất, nổi bật nhất và được chú ý nhất. Cảm ơn quá khen. Tại sao vậy? Tại sao tao mãi mãi là cái đứa đứng sau lưng của mày? Ngày hôm nay tao làm ra cái chuyện này là bởi vì tao muốn cho mày bẻ mặt, muốn cho cuộc điều tra của mày sẽ đi vào ngõ cụt và tất cả thân phận thám tử tư của mày từ đây sẽ cụt như cái ngõ. Tới cái nước này rồi á thì mình cũng không có gì á mà gây cấn với nhau nữa. Tao cũng không có gì để ý tới mày rồi lỗi làm ngày xưa gì hết. Nói chung là mày bây giờ cũng mừng rồi, mày không có mất viên kim cương, mày chỉ có mất một thứ thôi. Mất gì? Mất mặt. Đừng chụp tôi, tất cả đừng chụp tôi. Trời đất ơi, đứng từ nãy giờ luôn, có đúng chỗ này không vậy? Đúng rồi, hồi sáng tao đã điện cho ổng rồi. Ổng nói là đúng 11 giờ đêm tới đây. Tới đây làm cái gì? Tới đây để nhận việc. Vẫn làm bảo vệ á hả? Ôi, sao không lựa giờ hành chánh, lựa giờ hành sát vậy? Trời đất ơi, bây giờ hành gì hành thì giờ tao với mày đã quá khổ rồi. Mày nghĩ đi, bây giờ tìm đâu ra mà cái công việc làm bảo vệ mà 1 triệu một đêm. Cái gì? 1 triệu một đêm? 1 triệu một đêm? Sao mà dễ ăn dữ vậy ta? Tao cũng không biết nữa, nhưng mà cái ông này kỳ quá. Ông hẹn 11 giờ mà giờ gần 12 giờ ông không thấy ông đâu hết. Chứ giờ sao ông lại đứng đây hoài? Bây giờ tao với mày đi vô nhà luôn kiếm ổng. Thôi như vậy người ta nói mình là đầu trộm đuôi cướp đó. Có tao mà mày sợ gì? Có mày, không sợ. Mày đi trước đi. Không sợ gì, đi trước đi. Đi trước đi, tao đi sao cho. Được, cái cứng quá trời. Thì mở đi. Ghê quá mày ơi, ghê quá là mày. Ghê cái gì hả? Cái cửa mở mà nó kêu cái két. Thì là cái cửa nó mở mà nó kêu tin 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 nữa mày mới sợ. Kêu két bình thường mà. Ôi. Ghê thiệt, có ghê thiệt luôn. Sợ rồi đó. Thấy sợ đúng không? Sợ rồi đó, ra. Thôi chị, thôi, để hôm khác qua ha. Ra vậy. Sao cái cửa mà mở ra lại không được vậy? Tao biết rồi. Sao? Cái cửa này là cái cửa hiện đại, cửa chống trộm.
chống trộm hay là vụ ăn trộm vô chống không cho ra thì cãi nó đi. Bây giờ đưa cái chuyện quan trọng là tao mày đi vô kiếm ông chủ trước cái. Kiếm ông chủ đi. Tập xíu. Trời ơi, gì mà tối vui. Ghê quá Lâm ơi, ghê quá Lâm ơi. Cái gì ghê? Cửa hàng đồ chơi. Có đồ chơi không? Chừng nào cửa hàng đồ chơi có má mẹ ở đây mới ghê. Nó bình thường. Bây giờ tao mày đưa hai đứa đi kiếp. Chia ra đi, kiếm mỏng nó dễ hơn. Chú ơi, ai đó không? Chú ơi, có ai không? Lộng ơi, lộng. Cái gì? Mấy cái con búp bê ở đây nó như thiệt vậy mày ơi. Đúng rồi đó, chắc mấy con búp bê ở đây mắc tiền lắm ha. Lộng ơi, lộng. Lộng. Cái gì? Con búp bê này nó như thiệt hơn nè. Như thiệt á ha. Trời ơi. Trời ơi, búp bê mà có mụn luôn vậy. Nặng giùm nó đi. Đó. Trời ơi, con có lỗ tai. Tao ngắt một cái trời. Nó cứng như là lỗ tai cây vậy đó. Thấy không? Ồ, cái lông lông, đúng là lỗ tai cây cối mà. Mày nói cái gì vậy? Trời ơi, còn cái ót nè. Cái ót này tao giả một cái. Má ma, má đúng không? Má đúng không? Tôi người, không phải ma. Ủa người hả? Người hả chú? Ai đây? Dạ tụi con xin bảo đi làm bảo vệ. Con tên Bảo, còn nó tên Long. Dạ. Vậy hả? Dạ. Chú là ai? Tôi là chủ tiệm này. Chú tên gì để tụi con dễ xưng hô. Tôi tên Két. Tên tiếng Anh hả chú ha? Ừ. Tên đầy đủ là gì chú? Lâm Thắng là cái Két. Trời ơi, cái tên mà cái tương lai không bao giờ đi tới được ha. Cái tên ngộ chú. Mình là con phải theo họ cha chứ sao. Cha chú tên gì? Cha chú tên Việt. Tên đầy đủ là gì? Lâm thắng thua không quan trọng, quan trọng lấy được quán quân Cười Xuyên Việt. Trời, cái tên mà đặc để quá vậy. Cảm ơn ba chú nha. Cảm ơn mọi người nha. Dạ em cảm ơn gì thôi chứ em không có ý gì hết á. Dạ nói ra vậy. Nói cười cười thôi trời. Thôi mà mấy đứa thông cảm cho chú nha. Mấy bữa nay nè, làm việc mệt quá thì mình cũng giống như đồ chơi đúng không? Mình giống đồ chơi vậy, mình hết pin thì mình phải nghỉ ngơi. Nhưng mà có cái này con thắc mắc nè. Ví dụ nha, người ta ngủ là người ta phải ngủ nằm. Chứ tại sao chú ngủ đứng? Chú ngủ đứng để có chuyện chạy cho kịp. Giỡn thôi, giỡn. Trời ơi. Hứa là giỡn nha. Giỡn. Không chú, giỡn không? Hai đứa mới vô làm, chú tạo không khí vui vẻ để mình làm việc cho dễ. Dạ. Thưa chú, dạ. Bây giờ sẵn sàng làm việc chưa? Dạ, sẵn sàng rồi. Lột đồ ra đi. Còn khốn. Mày chửi tao. Mà không làm là như vậy. Hèn gì là bảo vệ một đêm mà 1 triệu. 1 triệu là giá của tao đúng không? Tao cái gì vậy? Mày nghĩ tao bao nguyên đêm hả? Lông mày điên hả Lông? Tao đưa mày tới đây để nộp đơn mà. Nộp đơn hay nộp tao cho ổng ăn. Thôi, tao lột đồ rồi kêu hai cha qua kêu thay đồ bảo vệ vô kìa. Hết thồn đâu mình được làm thí dân thí kiều. Mày muốn dài muốn không? Qua đó lấy đồ đi. Bây giờ công việc đơn giản lắm. Hai đứa chỉ cần canh cái tiệm này cho chú. Từ 12 giờ đêm tới 6 giờ sáng sẽ có người tới thay ca. Rồi, được rồi, dễ mà. Dễ đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ nghe chú dặn dò nè. Dạ. Bây giờ trong tiệm chú mọi thứ đã để ngăn nắp hết rồi. Dạ. Nếu lỡ như tối mà có dịch chuyển á. Dạ. Xếp lại giùm chú. Dạ. Có vụ nó dịch chuyển luôn à? Thì nó dịch xuống rồi mình chuyển lên lại thôi con. Trời ơi, chú nói thẳng luôn đi chứ đỡ là hồn dí lên mây ra nha. Mày nó nhát quá. Dạ. Thôi, chú dặn dò kỹ nha, nhớ nha. Đừng có đụng chạm bất kỳ cái đồ đạc nào nha. Dạ, yên tâm. Tôi cũng biết. Nhất là cái bàn này nha chưa. Cái bàn này không phải là bàn bình thường đâu. Một khi để đồ chơi lên đó, nó là cái bàn đồ chơi. Dạ. Còn khi không có đồ chơi ở trên đó. Dạ. Nó là cái bàn chơi đồ. Về chứ đó. Liên lỵ đó. Báo bố liệt. Báo bố liệt. Làm gì vậy? Đừng báo bố liệt. Bố liệt bắt chú chứ chị. Bắt chú chị. Chơi đồ. Chơi đồ là để đồ chơi là nó chơi đó cha. Một nói thẳng nha. Một nói thẳng nha. Nó thẳng lên ngắt ngắm ngẩn. Trên sợ là hồng dí lên mây. Mệt ghê hả. Đây nè. Nói chung á là đồ đạc trong cái tiệm này đừng có đụng bậy bạ. Hiểu không? Dạ. Đúng rồi. Nhất là cái gương này nè. Nó không phải là cái gương soi bình thường đâu. Sao chú? Nếu hai đứa đứng soi nó lâu quá sẽ mất thời gian lắm đó. Chú nói nó mất thời gian ha.
Trời ơi, đưa đi ghê luôn á. Nói chi vậy trời. Ê, chú nói tối được kiên kỵ, đừng có nhìn vô gương, soi gương không tốt. À, dạ, không? Biết rồi. Dạ, nhớ dạ, vậy chưa, rồi. Không có dạ, đụng vô cái gương dạ, này chưa. Dạ, 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 dạ. Còn cái tivi này nữa nha chưa. Không có mở lên coi đó. Dạ. Không có mở lên coi, nhớ chưa. Dạ, nhớ, dạ, 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 dạ. Nếu tới 12 giờ đêm có bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra thì hai đứa cũng coi như không thấy gì. Dạ, dạ. Biết không? Dạ, dạ biết chú. Dạ. Làm gì sợ vậy? Thoải mái đi. Hai ly nước kìa, có khác thì uống. Dạ, dạ. Làm gì vui vẻ? Dạ, dạ, dạ. Ủa ông sao vậy? Ông lạ lạ sao vậy? Không, chắc ông giỡn cho mình vui á mày ơi. Chết mà. Nước khác chết thiệt luôn á. Có cái áo bảo vệ này á, ừ. Tao với mày mặc vô á mày đi làm cũng mệt. Cái gì vậy Long? Long mày bị gì vậy Long? Không, không gì, không gì. Đây, 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 tao coi có chai dầu. Chọn ra, không có. Cái vỏ. Đợi, 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 tao thiếu. Ủa? Gì ghê vậy? Gì sợ vậy? Sợ thiệt à? Hey! 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 Long ơi! Long ơi! Long! Long ơi! Gì? Vui lắm nè Long! Vui lắm nè Long! Hả? Cái gương á! À. Mày đi ngang! Mày nhìn vô không có bóng mày mà có bóng chú hề cười. Bóng chú hề cười? Bóng chú hề cười. Vậy là bóng cười rồi. Ủa? Tao không thấy bóng tao luôn. Tao thấy rõ ràng. À đi toilet, đi toilet. À, 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 à. Toilet. Ý. Ê. Vui này. Hay vậy ta. À, thôi. Mày hay thiệt á chứ. Đó. Hay là hay đi. Chơi khác, chơi, 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 chơi khác ai. Ô, hay vậy. Ê mày ơi, hay vậy. Ô, hơi, hơi lạ lạ mà cũng hay ho. Kiếm cái khác coi, kiếm. Thử coi, thử coi, thử coi, thử coi. Vẫn là hay ho. Chú Hệ này, chú Hệ chậm nhịp mày ơi. Hay quá, ta thử thử lại cái coi. Hey. 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 Ủa? Hey. Hay quá trời hay luôn nè. Hey. 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 Đá nai rồi luôn. Hey. Chú Hệ, chú Hệ làm gì bạn tôi vậy chú Hệ? Ê trời, trời chú Hệ, chú bỏ cái dao xuống đi rồi tôi chú tấu Hệ. Chú Hệ, đừng có, ê chú Hệ, ê, ê, Lâm ơi, cứu tao Lâm ơi, Lâm ơi. Cái gì, cứu tao chú Hệ. Để tao, để tao, để tao. Để ra, đúng vậy, để ra, để ra. Mệt với tao chú Hệ. Đây, vô liền, vô liền, đúng rồi, vô liền. Chạy. Mất cửa, mất cửa, mất cửa. Liêu liêu. Bảo ơi. Ổn không vậy? Tao đã tiêu diệt được chú Hề rồi. Tốt lắm. Hay, hay lắm. Trước hay lắm. Rồi. Được, đó. Làm việc. Có con dao cắm vô lưng vậy. Bảo ơi. Bảo. 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 Dậy. Mày dậy đồ chơi. Giao đồ chơi. Bảo. Dậy đồ chơi. Bảo. Đồ chơi. Cái gì kỳ vậy? Ủa là sao ta? Là... Ủa là sao? Là... Tao hiểu. Tao hiểu rồi. Do tao với mày thức đêm rồi gặp ảo giác.
phải không? Ảo giác nhưng mà tao sợ thiệt nha mày. Cái lúc mày bị nhốt vô cái kia cái gương nè. Sao? Cái có chú Hề chạy ra. Chú Hề chạy ra cái chú Hề cái mặt không hề hề. Không hề hề cái chú Hề tao thấy căng quá cái tao ngủ chú Hề tao hề. Cái chú Hề sợ không hề chú Hề không hề luôn. Mày mà không hề á. Nói gì nói riêng à. Ảo giác thôi. Ảo giác phải không ta? Không sợ, không sợ, không sợ. Có tao. Đúng, không còn sợ nữa. Cúng đi. Cúng đi. Không sợ mà cúng đi. Thì cúng đi. Mày người ta nói là có thờ, có thiên, đúng có ăn kiêng, có ốm. Là nói mày á. Ủa vậy hả? Là nói mày á. Không phải. Cúng đi, cúng đi. Có gì cúng không? Mày giờ nè. Mày đi, mày đi kiếm cho tao cái dĩa đi. Kiếm cái dĩa hả? Tại vì á, nãy tao sợ đói á. Tao có đem bánh mì với sữa tươi không đường chút chấm ăn. Đi kiếm đi. Sữa chút tao uống bánh mì gì thì giờ cúng người ta đi. Đây có cái dĩa. Ủa sao có dĩa đây vậy ta? Mày đừng làm tao sợ nha. Rồi, thành tâm nha không? Rồi. Lòng ơi, không chứng đâu. Sao vậy? Tại tao mày không có nhang. Không có nhang về sao? Mày đi vòng vòng tiệm đồ chơi mày kiếm cho tao cây nhang đi. Tiệm đồ chơi nào có cây nhang má. Nhang điện cũng được mà. Rồi tao kiếm điện thoại tao điện cái nhang. Đúng rồi. Thì đi. Đi lẹ nghe Long. Biết rồi. Đi đó đúng rồi đó, đường đúng rồi đó. Đúng rồi. Đi vô luôn. Đúng rồi. Nhưng mà ủa, đâu rồi mất tiêu rồi. Mày ăn đúng không? Không có ăn. Hồi nãy mày đi vô cái dĩa tao cúng đây, cứ lôi vô thì ra tao phát hiện con chuột khổng lồ. Mày đi là con chuột khổng lồ. Con chuột khổng lồ nó đi nhìn nè mày. Làm gì nè? Trời, tao sợ quá trời luôn. Nói điều vô lý, làm gì có con chuột bị tai biến như mày. Tao nói thiệt. Không bao giờ có được. Mày sao? Mày làm gì vậy? Đào quyệt chứ thấy nó rồi. Trời ơi, mày chết hả? Trời ơi, thằng bỏ bạn, tao sẽ chết chung với mày. Đừng. Quyệt không. Chật, quyệt nó chật quá. Không, tao với mày là chết chung. Mày không, tao sẽ chết chung với mày. Mày chết, tôi xong đi. Không mà, tao không chết có, chung với mày. Không có vô chung. Rồi, nguyên bộ tâm sơn nằm ba chết cha ở giữa nha. Linh miêu nhảy qua xác chết, quỷ nhập tràng. Chạy liền. Chạy liền. Cái này ghê quá. Cái đó là thiệt hay ảo nữa vậy? Thiệt hay ảo vậy? Nó là thiệt hay ảo vậy? Nó là thiệt hay ảo? Ảo giác. À, phải là ảo giác không? Tin tao đi. Ảo giác. Ảo giác đúng không? Lâm ơi. Cái gì hả? Có cái giải quay rồi. Ý mày nói TV. Không được đâu, ông chủ không có cho đó. Trời ơi, mày sao vậy? Coi chút xíu rồi mà coi cho đỡ sợ. Mày hiểu không? Thì cũng được nữa. Coi đại đi. Đĩa này hay nè Long. Đĩa gì vậy? Cái chết của hai thằng bảo vệ. Cho qua. Ủa vậy hả? Đĩa này hay nè. Đĩa gì? Đêm cuối cùng của hai thằng bảo vệ. Cho qua luôn. Cái đĩa khác đi. Đĩa này mày chịu. Đĩa gì? Một ngày nắng ấm. À, được. Sau khi hai thằng bảo vệ chết. Mày kiếm cái đĩa nào, đừng có đụng tới security đi. Rồi, cái đĩa này luôn. Ừ, entertainment nha. Rồi, entertainment. Trời ơi. Mày biết cái gì không? Biết gì? Xác chết trở lại. Chắc không sao đâu, chắc không sao đâu. Sao đâu? Mấy cái con ở trong cái phim đó, trời ơi, nó lo ngủ. Nó ngủ mà ngủ si mê. Nó dậy rồi. Mày cùng quá, nó dậy, nó còn ngủ dậy cả rừng nè. Ê, Tao đây. Sở thú không vậy? Rồi. Bấm lại thử coi. Cái gì vậy Long? Nó về. Trời ơi. Tao biết rồi. Cái tivi này là tivi 3D. Coi cái gì là thấy cái đó, nên ông chủ cũng ích kỷ không cho mình coi. Trời ơi, hàng chi không cho hai mình coi. Coi cho tao. Không cho coi. Coi tao. Cho tao. Coi nữa. Coi cái này đi mày. Coi cái gì? Cải lương tuồng cổ. Ê, cái đó hay nha. Hay. Tuồng gì á? Tuồng gì tao cũng không có đọc nữa. Thôi kệ, có cải lương coi thì vui được rồi. Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long xin hân hạnh giới thiệu vở diễn Hoàng Hậu
Bà nên sửa cái đầu bà lại đi. Bà không chịu luôn. Bà mà không chịu tụi tôi đập đầu, tụi tôi tự giận với bà coi. Đừng, đừng lìa trần gian, chờ ngày cùng con vui hiền bình an, kẻ gian tùy nàng. Hoàng nương ơi hỡi, thương bà hoàng khiên phái tôi đi làm kiếm cơm. Tôi gian cầu xin tha, không tha là tôi la. Tôi la mọi người ra, khi ra là biết ngay bà là ma. Còn đây là bảo vệ mời đi làm hôm nay, có một chiều một đêm con xin bà thứ tha, gắn cây đầu vô để tụi con bớt sợ ma. Sa la la la, gắn cái đầu vô đi bà. Trời, phải gắn đầu vô kìa. Trời ghê á. Nhớ rồi. Có sữa. Lấy ra liền. Có sữa. Lấy ra liền đưa cho bà đi. Đây. Có sữa tươi ông đường uống đỡ nha. Rồi. Dạ. Dạ bà. Dạ vô. À, ông chịu vô. Trời. Khổ ghê. Bây giờ sao vậy? Đi ngủ. Đói bụng quá. Mày á Long. Thiệt. Cái gì? Mày ăn uống riết là mày ăn uống như hạm vậy đó. Mà mày than đói bụng hoài. Tự nhiên mày nói vậy. Nhưng mà tao không có đói. Rõ ràng tao nghe. Tao không có đói mà. Ủa mày không đói luôn hả? Tao đâu có đói. Mày không đói không đói. Vì ai đói ta? Tôi đói bụng quá. Trời đất ơi. Mày có mở tivi không vậy? Không có luôn, tắt rồi. Tiếng người phụ nữ. Tiếng phụ nữ đâu vậy? Mình chia ra mình đi tìm. Ờ, chia ra. Mày đi, mày đi chỗ khác đi để tao đi kiếm cho. Mày sợ lắm Bảo ơi. Đừng có la. Tôi không phải ma. Tôi là người. Anh la, ông chủ ông tức á. Năn nỉ anh mà. Anh ơi. Chị là người. Tôi là người. Tôi đói quá. Trời, là chị người hả? Chị ơi. Được rồi, để tôi kiếm đồ cho chị ăn nha. Tôi kiếm đồ chị ăn đi. Chị ơi, nói nghe nè. Còn ổ bánh mì nãy con chuột nó ăn vụng lại, chị ăn đi chị. Cảm ơn không? Dạ. Trời ơi, chị ăn gì chị muốn ấy chết. Không có nước, kiếm rồi, không có nước. Thôi rồi, chị ăn đỡ coi. Tôi cảm ơn. Chị ăn đỡ. Rồi. Chị ăn nói chưa? Tôi nói rồi. Chị bình tĩnh, chị nghe tôi hỏi nè. Chị là gì của nhà này vậy? Tôi không có là gì của nhà này hết á. Chứ tự nhiên sao chị trong này? Tôi nói mấy anh nghe nha. Hồi chiều á, tôi lén tôi trốn ở trong đây nè. Xong tôi đợi đêm xuống, không có ai ở đây nữa. Cái tôi lén ra, tôi ăn trộm cái gì đó, tôi ăn cho no cái bụng. Cái tôi mở cửa, tôi thủng thẳng, tôi đi về nhà, tôi ngủ không giấc tới sáng hôm sau tôi thức dậy, tôi thư thả, tôi đi làm. Ủa? Ô tà. Tính ra chị là ăn trộm mà đổi lốt thôn nữ đó ha. Ủa, không, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải là người xấu. Làm nhiều lần luôn hả? Chứ làm vậy là bậy đó chị. Đúng rồi. Không. Ủa mà làm vậy là bậy hả? Đúng rồi. Trời, cảm ơn hai anh nha. Hai anh tốt quá. Hai anh nói vậy tôi mới biết làm vậy là không đàng hoàng á. Chứ mấy anh bảo vệ trước gặp tôi nhát một cái là bỏ chạy không à. Trời ơi trời. Đi giỡn. Chị giỡn gì á? Phải giỡn không chị? Đi giỡn. Dạ, là người. Là người đúng không? Là người. Xác định là người. Của kiếp trước. Sợ thiệt á chị. Đánh đặt ai? Tránh. Từ. Mày tránh ra. Mày đi đâu mà mày lủi vô trung tâm vậy? Cái chân nó điều khiển đó chứ. Thì mày điên quá. Chạy cửa này. Tôi là người mà mấy anh làm gì vậy? Chân chạm đất.
Giám đốc là sao? Có chân giám đốc là người. Tôi là người thiệt nè, tôi đụng mấy anh được nè. Thì chắc ăn chị là người. Nè, tôi nhảy được nè đó. Trời ơi, chị là người rồi, mừng quá. Chắc kiếp sau á anh. Anh này anh dễ xỉu quá ha. Giỡn. Giỡn trời ơi. Chị quá nổi giờ giỡn gì kỳ vậy nữa đêm luôn. Đúng rồi đó, sao chị giỡn quá vậy chị? Không á, tôi gặp mấy anh tôi mừng quá, tôi giỡn mấy anh đừng có trách tôi tội nghiệp tôi mà. Chị giỡn gì kỳ, thôi chị đi về đi, đi về đi, chị về tôi đi. Vậy cảm ơn mấy anh. Đi về đi, về đi. Tôi làm việc. Cảm ơn mấy anh. Mệt ghê. Ủa, sao khóa cửa vậy nè? Cửa nó mở được đâu mà. Sao khóa cửa vậy? Ai khóa cửa vậy? Mở cửa ra. Ở đây nè. Mày mở cửa ra cho tao. Mở cái tay bà ra. Mở cái tay bà ra cho tao. Chị làm cái gì vậy chị? Chị bình tĩnh coi. Cái gì mà chị la làng vậy? Linh hồn. Búp bê. Búp bê. Búp bê. Búp bê. Búp bê. Linh hồn. Con này hả chị? Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ủa? Con này phải không? Long ơi, không lẽ con búp bê với bả là một? Lê! Tao không tin. Như vậy là chật khớp mà, để tao rồi, để tao thả khớp cho chị. Đừng, làm gì? Chết thiệt lắm, đừng có làm gì nữa, hiểu không? Cái gì? Tiếng gì vậy ta? Biết đâu. Ông chủ. Trời ơi. Ông chủ. Ma quỷ. Linh hồn. Trời, cái gì vậy? Nè. Ủa chị à? Nè. Ủa chị ơi, cửa này sao? Chị ơi, chị. Chị ơi. Chị có sao không chị? Chị ơi. Chị. B là sao ta? Cái gì vậy Long? Linh hồn, búp bê, ông chủ. Không lẽ ông chủ đã sát hại cô gái rồi giam cầm linh hồn của cô ta trong búp bê? Nếu vậy ông chủ là ác quỷ. Tụi bay đã gặp con nhỏ đó rồi đúng không? Con nếu như tụi bay đã gặp nó rồi, vậy thì hai đứa bay sẽ trở thành hai linh hồn trong bộ sưu tập đồ chơi của tao. Cái gì vậy Long ơi? Chạy đi bảo tao mệt lắm đúng không Long ơi? Sao ly nước. Mày chạy đi đâu? Đừng mà. Tao đã nói mày bao giờ rồi? Dạ. Bao nhiêu lần rồi? Dạ. Không được. Đồ chơi. Không được mở TV. Tại sao vậy? Tại sao tao không thể biết linh hồn của mày? Tao được chơi của tao. Tại sao vậy? Tại vì ông mới chính là đồ chơi của tôi. Thank you.
Ba, sao vậy ba? Sao lúc nào ba cũng đánh con hết vậy ba? Ba ơi, cho đi chơi ai hết á. Nhốt con trong nhà một mình. Chơi đồ chơi ba cũng đánh con. Mở tivi coi ba cũng đánh con. Ba chỉ nhốt con một mình trong nhà này con sợ lắm, con sợ lắm. Ba bảo sợ lắm ba ơi. Con đi học á thì ba nói con á là không được ăn hiếp mấy bạn, không được đánh mấy bạn. Mấy bạn đánh con á, mấy bạn lúc nào cũng đánh con á, không ai chơi con á. Lấy tụi mày á, lấy tụi mày á, tụi mày lúc nào cũng ăn hiếp tao hết á. Lúc nào tụi mày cũng kỳ thị tao hết. Tụi mày nói tao mập, tụi mày nói tao xấu, tụi mày không chơi sao. Còn bạn nữa, bạn biết đó là mình thích chơi bạn, lúc nào mình cũng bảo vệ bạn hết đó. Nhưng sao mình bị ăn hiếp, bạn không bảo vệ mình. Bạn còn hướng bạn cười nữa, nên mình ghét bạn, mình ghét bạn, mình ghét bạn lắm luôn. Mình sẽ giam bạn ở đây mãi mãi với mình. Mày cười cái gì? Ai cho mày cười tao? Tao cấm tụi mày không được cười tao, không được cười tao, không được cười tao. Nó cười nó kìa. Chỉ có mày thôi. Chỉ có mày là lúc nào cũng ở bên tao. Chịu ngồi lắng nghe những gì tao nói. Nhưng mày chỉ nghe thôi. Chứ mày đâu có trả lời được đâu. Tại vì mày là đồ chơi mà. Chứ đâu phải con người đâu. Chánh ra, chánh ra, tao nói tụi mày giam ra, chánh khỏi tao ra, chánh ra. Chánh ra đây. Mẹ, mẹ ơi, mẹ là ai vậy mẹ? Tại sao trong ký ức của con không có khuôn mặt của mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Xong thấy có ai vậy trời? Quán xá gì mà ế nhẹ vậy? Quán ơi, quán. Ninh đi con, Ninh đi con, Ninh đi đừng khóc nữa con ơi, đừng khóc nữa. Ba biết rằng con khát sữa lắm, nhưng ba thì, oh my god, coi gì đâu con, không còn gì để cho con bú cả. Bây giờ cũng hết tiền rồi. Ổ bánh mì hồi sáng ba cũng ăn hết rồi, chỉ còn lại miếng giấy thôi. Đây đâu vậy? Nhưng tại sao em lại ở đây? Sao em không về nhà? Con mình đây. Nhung, Nhung ơi, sao em nỡ bỏ ra đi khi con Thu nó mới vừa lên 2 tháng tuổi? Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt trong khi lòng anh vẫn còn tha thiết yêu em? Suốt cuộc đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung chăn sẽ rối. Ai dạy dỗ con thơ trong lứa tuổi ngây thơ? Nên đi con, thôi đành buông tay cho số phận à.
sang mày. Buông tay, buông tay, buông, chết mẹ luôn. Còn tôi, cô là con người lạnh nhạt. Tại sao con của mình như vậy mà cô không nghĩ đến nó? Trời ơi, cái tai, con ơi là con ơi. Tôi em xin mình hãy xót chăm chế cho em, bởi vì em mù quáng nên lối đào tạo kháng. Với tội tài trời đã phá hại gia can, dù có chết đi em cũng vui lòng. Chán tiếc chi một cuộc đời tội lỗi, dù hôm nay đây em chết đi cho trọn nghĩa chung tình. Ừ. Cô ác lắm, cô ác lắm, cô biết không? Cô ác lắm, cô biết không? Trời ơi, con của tôi. Anh tìm ở đó nữa. Ờ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà quán tôi xảy ra chuyện gì vậy? Thôi, chứ anh ơi, anh đừng hát, tôi lại á, tôi đã hát dở anh còn ghê hơn tôi á. Trời ơi, ông chủ bà chủ ơi, ông chủ bà chủ ơi, hãy mau ra đây coi có chuyện gì. Chuyện gì? Trời chuyện gì? Hồi nãy con ra thấy thấy cái ông này nè, cầm cái tay này vuốt mái. Hả? Thằng con nít à? Ai làm ra cái chuyện này? Ảnh á. Cô này. Ảnh á, ảnh làm rớt đứa bé. Cô này. Anh này. Cô này, cô đã hành hạ con tôi. Cô đã hành hạ con tôi. Con tôi cưng như cưng, trứng nứng như hứng hoa. Vậy mà cô nỡ lòng nào cô bẻ tay con tôi. Khi cô vô trong quán này, cô không có gì ăn. Cô nói cô lấy cái này cô chiên nước mắm. Trời ơi, em không nói. Con ơi, em không nói. Chuyện gì? Anh ơi, hãy bình tĩnh cho em nói nè. Ai? Anh ơi. Ai đứng bên bóng dừa? Cái gì vậy? Hỏi ai đây? Ảnh. Ảnh làm rước đó bé. Gãy cái tay. Nhưng mà anh hai người em. Hai người là ai tự nhiên vô quán của tôi vậy hả? Đúng, em đi vô em ăn hủ tiếu. Nhưng mà đây. Em gặp anh này. Đây là ai? Còn đây là ai? Đây là Nhung. Nhung vợ của tôi. Anh là ai? Còn ông. Còn tôi. Tôi chính là tướng cướp Bạch Hải Đường. Ăn cướp à? Trời má ơi má, có cướp cái hả? Tiện có cướp cái mà đẩy tôi ra vậy? Tại vì ở nhà này má. Bởi nguyên cái chỗ này có mình bà có cái bóp hả? Không chịu nhìn ra. Không sao, có ông chủ thôi, ông chủ đó là Bạch Mã ông. Nhưng mà cô là mẹ của nó mà sao mà tay chân nó thấy ghê vậy? Đó, cô nghĩ cô tức. Trời ơi, thấy không? Tức. Ảnh lòng rớt, ảnh quăng cái nhỏ vậy đó. Tôi tức. Mỗi lần tôi tức tôi hay quăng đồ. Anh quăng cái nhỏ rồi anh đối thừa em, xanh ác quá. Thật ra đứa con này của ai? Con này là kết quả của mối tình giữa tôi và con Cẩm Hường này đây. Trời ơi, mà sao con cái gì mà để nó kỳ vậy? Cô là mẹ một con vậy là không được rồi. Kiểu này chắc thuộc về ác mẫu á. Đúng rồi, không có ác mẫu, đúng rồi. Bây giờ phải chụp hình để đăng nhật trình đi. Đúng rồi, chụp hình tại sao tự nhiên đi vô trong quán của tôi rồi hả? Vợ chồng con cái kéo nhau đây rồi bẻ
Bây giờ vậy làm sao? Bây giờ tôi bắt cái quán của cô phải đền lại cho tôi cái đôi tay này. Vậy vậy? Gì vậy? Nếu quán này mà lót thảm thì con tôi đâu gãi tay như vậy. Tại sao lại lót gạch? Trả lời tôi đi. Cả ba người hãy trả lời tôi đi. Cô cứ ngồi đó đi. Chuyện của cô và tôi tính sao? Bây giờ ai là chủ của ngôi quán này? Tôi. Tôi sẽ đi báo cò bót để bắt ông. Cái gì vậy? Về cái tội tiếc của không lót thảm. Trời ơi, tôi nghe đồn ông lâu lắm rồi. Ông là trùm số 1. Không ai ăn của ông được một đồng nào. Trời ơi, đúng rồi. Lý Bình, đúng thiệt thật. Nhà hàng này tôi đã lót gạch từ lâu rồi, chưa có ai té hết. Có ông vô tại vì ông thiếu ăn, ông mới đi gấp té thôi. Tôi không té. Con của tôi rớt xuống gãy tay chứ tôi không té. Đúng. Ông nói là ai là bằng chứng là thấy là con rớt xuống. Người này. Cái gì? Em là bằng chứng. Cái này bữa bé gì? Cái này búp bê mà. Búp bê mà. Búp bê mà ông chủ. Búp bê không phải mua bằng tiền vậy. Anh Minh ơi, anh Minh ơi, anh Minh đâu rồi, anh Minh đâu rồi, chồng tôi đâu rồi, chồng tôi đâu rồi, anh Minh. Anh ra, tự nhiên anh vô mà gặp chồng tôi vậy. Trời ơi, cái con nào đây mà hồng lè vậy nè. Nguyệt, anh Minh ơi, em là Nguyệt, Tô Ánh Nguyệt. Hào lao. Thiệt. Cái này nè, đang tức cướp bà thái đường mà nội. Anh ơi, anh lộn rồi, anh ơi, em là con Nguyệt. Con Nguyệt đang đi thu tiền góp đó. Mấy người lại. Tôi là chồng của cô này. Không. Cậu này là chồng của cô. Không phải, ảnh không phải là chồng của em. Ảnh nói láo á, em mới gặp ảnh trong quán này hồi nãy thôi, nói giờ nói làm chồng em. Chồng em là siêu mẫu. Siêu mẫu à? Siêu mẫu nào? Bình Minh. Bình Minh luôn hả? Cô Nguyệt. Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt. Rất đầu quá. Cứ cướp mà thấy được cái gì Tô Ánh Nguyệt là sao? Không có, anh là anh Minh chứ phải anh Đường. Anh Minh. Trời ơi, anh Minh là chồng của tôi mà khổ ghê vậy đó. Anh Minh ơi đi về, anh Minh ơi đi về tìm con anh Minh ơi. Đi lẹ về. Vậy? Đi ra đi. Ôi sao mày không giữ người ta lại? Giờ ba. Giờ Bình Minh đi về với lại Tô Cháu Quyết rồi. Bây giờ đứa bé này tính sao? Dạ. Em không biết. Cô đứa bé này là con của anh hồi nãy á. Không phải là con của cô đúng không? Không phải con của tôi. Ông chủ à. Thấy hôm Nguyệt đến cho lôi Minh đi về đó, đâu có liên quan gì tới tôi đâu. Cô nói đứa con này phải là con của cô. Không phải con của tôi. Tôi đến đây tôi ăn hủ tiếu mà tôi gọi hoài không thấy bà chủ ông chủ nào quán này hết. Tôi nói cái quán gì quá đẹp mà sẽ ế nhệ. Tôi vừa nói tôi nghe khóc la đó là tự đổi thừa dục con xuống đất, gãy tay gãy chân đổi thừa tôi đó. Trời ơi. Ủa? Trời ơi, chị cũng là phụ nữ vậy. Tại sao chị thấy người ta dục con bẻ tay bẻ chân, tại sao người ta chị không giải cứu cho em bé? Chị không thấy xót lòng hay thương cho đứa con nít hay sao? Tôi định cứu rồi mà vừa không xuống cái ổng đổi thừa tôi bẻ tay đó. Trời ơi, đứa bé này cuối cùng mẹ của con là ai? Thôi bây giờ như thế này, chị là phụ nữ thì thôi, nếu như chị không nhận đây là con của chị đúng không? Ừ. Thì chị coi như đây là con của chị đi. Đúng. Bởi vì trước sau gì chị cũng phải lấy chồng, cũng phải đẻ con vậy. Sao vậy? Mà tôi chưa lấy chồng, sao tôi có đứa con nhan xương vậy? Ai lấy tôi? Bây giờ chị phải có một cái giả thuyết rằng sau này chị lấy chồng, chị có con. Rồi nếu như con của chị mà nó bị như vậy thì chị cư xử như thế nào? À, đúng rồi. Thì đương nhiên là tôi phải cứu rồi, nhưng nè, mà... Nè, đó, bây giờ cứu sao nè, cứu sao? Cô rồi, nói đó. Là không có thấy, bây giờ cô phải chứng minh. Đó, bây giờ cứu sao? Nhưng hey. Mà bây giờ nè, mấy anh chị á, giàu có, chủ quán, có tiệm, có tùng á, em thấy hình như những đứa nhỏ này nó thích hợp hơn em. Không. Nè, bây giờ đi vô trong quán của tôi là phải làm theo tất cả những gì mà chúng tôi yêu cầu. Đúng rồi. Nào, tôi đã hỏi chị là nếu như con của chị mà nó bị dây. Đừng. Rồi chị phải cư xử như thế nào? Nhưng mà cái này không phải là con của tôi. Bây giờ chị phải ví dụ như đây là con của chị. Nhưng mà bây giờ tôi vô quán này ăn hủ tiếu chứ không phải vô quán này nhận con. Trước khi được ăn hủ tiếu thì phải nhận con đi rồi ăn hủ tiếu. Đây nè, cô đừng có cãi gì chân á. Đây là hộ quán này kỳ cục quá vậy. Đây. Cái quán của tôi vô, ai cái gì, ăn cái gì cũng được. Nhưng mà có cái yêu cầu là tụi tôi yêu cầu gì là cô phải làm cái đó. Thì cũng được, nhưng mà tôi cũng phải có một điều kiện. Điều kiện gì? Bây giờ tôi chấp nhận đứa bé này nhưng mà phải nguyên vẹn cho tôi chứ không gãy tay gãy chân. Gãy vô. Ngon lành rồi. Rồi gãy vô. Nó có thể nhảy hip hop luôn nè. Cái quán gì mà kỳ cục quá. Hay quá rồi. Vô đây ăn á,
không bán cho người ta ăn, bắt người ta phải làm theo yêu cầu của mình. Nè rồi giờ nhận con đi, đó ẵm con, rồi ru con, ru. Tôi có một cái yêu cầu. Yêu cầu sao? Cô hát ru con cô ngủ bằng một chữ thôi. Ví dụ như là chữ L đi. Chữ L đó. Trời sao đưa ra gì khó nhờ. Hát mà chữ L, hát có một chữ hả? Hát chữ gì cũng được hết. Nguyễn Hành bài hát vui được rồi. Trời ơi, hát cái gì mà bài hát vui kỳ cục vậy? Đâu đâu, mình vô đây mình phải. Nhưng mà bây giờ hồi nãy trước khi em đến quán này, cái anh kia, anh Đại Nghĩa đưa cho em một cái bí kíp gì đó. Em muốn thử cái bí kíp là cái gì được không? Rồi, cứ lấy ra. Có bí kíp luôn hả? Có bí kíp gì cứ lấy ra xài đi. Dạ em hát nha. Nhưng mà hát xong là phải cho em ăn hủ tiếu đó. Được rồi, cô muốn ăn cái gì cũng được, bà ngồi đi bà. Thấy nãy giờ cô tiếu tiếu quá, thế nào cho ăn hủ tiếu à? Tao thấy mày tiếu hơn rồi bà. Lè lưỡi lắc léo lạ lơi, lòng luôn lương lèo, lỡ lời lắng lơ, luôn luôn lật lọng lấp lờ, lý là lý lắc lỡ làng lò lý. Hay quá bà. Hay vậy. Hết bây giờ sao? Bây giờ vậy, bây giờ vậy. Cái chuyện mà hát á thì nó rất là đơn giản rồi. Đúng rồi. Mà bây giờ tôi muốn là cô hát tới đâu thì cô phải diễn tới đó. Đặt ví dụ như yêu nhau đã yêu nhau, cao bổ làm đôi là bổ ra, làm sao để hành động để cho người ta thấy rằng là cái cao nó bổ ra rồi lá trầu vậy đó. Dạ. Rồi đây đưa con đây tôi bế. Dạ đúng rồi, chị bế đi chứ chị bắt em bế con rồi, chị bắt em diễn nữa, không biết em giục đứa bé này ở đâu rồi, chúng nó gãy tay gãy chân rồi đổi thừa tôi nữa. Nhưng mà giờ hát bài khác đi nhé, bài đó nữa. Hay mà, hay mà. Anh, mấy người này đã ăn hiếp em nè. Đâu ăn hiếp gì đâu. Cũng gì nó vậy? Tôi chỉ yêu cầu thôi chứ không ăn hiếp. Yêu cầu chuyện gì? Yêu cầu là yêu vừa cầu. Hát vừa múa minh họa đúng theo cái lời bài hát. Nghe nha. Vừa nghe. Hát vừa diễn chứ gì? Đúng rồi. Đó là nghề của vợ tôi. Nhưng khi vô quán này, tôi muốn vợ tôi hát và mọi người cùng diễn theo vợ tôi được không? Cái này. Đúng rồi. Em thường thường em hát là phải có người minh họa em mới hát được. Bệnh gì cử. Mà thích theo. Mình quán tiếu lâu ông chủ. Vậy ông chủ bắt đầu nghe nha. Dạ. Con nằm mọi người nhích ra bên kia một chút xíu đi. Mình dàn đội hình ra đi. Em hát bài gì? Thôi được rồi. Muốn hát bài gì em hát. Nha. Hát rồi bài... xích ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Ra nữa. Ồ nhiều quá. Rồi, mình đứng bên này. Mình đứng bên này. Em hát bài em quên tựa rồi, nhưng mà em nhớ bài hát mà em quên tựa rồi. Rồi, bắt đầu hát nè. Chuẩn bị diễn theo nha. Vui lắm, bài dễ thương lắm. Dễ. 2, 3. Người ơi, mau về đây. Dễ. Về đây tí rồi, xong rồi đi. Về đây chút xíu. Ơi người ơi. Chút xíu. Ghé xong đi liền. Đi. Rồi mau về đây. Về đây ghé lại xong rồi đi. Về đây ghé lại. Ta xong xong rồi đi. Người ơi mau về đây. Về đây ghé lại xong rồi đi. Về đây chút xíu. Ơi người ơi ghé xong đi liền. Người ơi mau về đây. Về đây ghé lại xong rồi đi. Về đây nữa chưa? Về đây ghé lại xong rồi đi. Đi 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 luôn. Giờ sao? Còn muốn vợ tôi hát nữa không? Bỏ lại em lại hát lại hát lại một lần nữa nha. Hai. Phải nói là tôi thấy cái cô gái này, cái cô gái xinh đẹp này đã có một cái chiêu mà thử thách ngược lại với gia đình của ông bà chủ để tự giải thoát khỏi mình. Như vậy là một cái điều rất là thông minh ở cô ấy, cũng như là sự hỗ trợ đắc lực của anh tướng cướp bà thái được. Ủa nãy nó không phải chồng mà sao tôi nãy chồng rồi? Tôi thích nói vậy bây giờ tôi thích nói khác được không? Trời đất ơi, công nhận nha, người đẹp muốn nói gì thì nói à. Đẹp có quyền. Đẹp có quyền mà. Dạ đúng rồi, đẹp có quyền. Nhưng mà nè tôi nói trước nha, bà đừng vô bà giành giật mà nói nè, chồng bà Minh nha, Minh này là tướng cướp bà thái đường. Dạ. Bà là Tô Ánh Nguyệt, chồng bà dạ, ăn cơm hội mới chơi kìa.
Hồi nãy vô tô Ánh Nguyệt là lộn. Đây là lộn má anh. Hả? Đây là má anh. Trời má. Trời ơi. Con dâu của mẹ đó. Trời nhỏ này lẻo lửng dễ sợ luôn á. Mới nhận chồng lộn chồng con vậy má. Nó ăn ngược, nó nói xui thì cái gì cũng được hết trơn. Nhưng mà má, con nói cho má nghe, hồi nãy con bồng á là con bồng con búp bế thôi. Chứ má không có cái người phụ nữ nào mà thấy con mình mà không thương hết á. Đúng rồi. Vì hai đứa con kết hợp nhau để diễn, để hại cái gia đình ông chủ này thôi. Đúng rồi, bị gì má cũng hai coi cái lương á, má lộn tuồng bích nhân cung kỳ án, má tưởng má là Lý Thần Phi không á. Chứ còn phụ nữ nào mà không yêu thương con, người nào mà không có lòng nhân đạo, đúng không bà chủ? Đúng rồi. Dạ thôi, cảm ơn bà chủ đã tiếp đãi vợ chồng em nồng hậu. Dạ, vậy dạ, dạ, con tôi về nha. Dạ, tôi về. Về. Quay tại ông Chí Tài. Dạ, em chào anh. Chào mừng đến hội quán Tiêu Lâm. À, anh chắc là hôm nay muốn ăn gì xin cứ nói ra đi. Còn có Tiêu Lâm xin mời. Chào mừng quý khách đến đây. Dạ. À, nghe nói anh là quỷ sứ không? À không, đại sứ bảo vệ động vật hoang dã. Dạ đúng rồi. À, hân hạnh cho gia đình tôi quá. Dạ. À, gia đình ơi, mình ra đây chào mừng người diện khách trần quý đây con. Bà ba, có khách hả bà ba? Trời ơi, xếp hàng vô, xếp hàng vô cho con. Ông chủ. Đây. À, ai vậy, ai vậy? Đây là quỷ sứ. À không, đại sứ bảo vệ động vật hoang dã. Gia đình tôi xin kính chào đại sứ. Dạ, xin phép chào đại gia đình. Trời ơi, em ủng hộ anh Lâm. Em ngưỡng mộ anh Lâm anh ơi. Thôi thân, anh biết anh cũng thương em lắm. Ừ, ở có hùng luôn á hả? Ông chủ. Thần tượng con à. Thần tượng hả? Đại sứ. Đại dạ, sứ. Em chào anh động vật. Vậy. Nè, người ta là con người. Con người chứ không phải là con thú mà kêu người ta động vật. Đúng rồi. Chứ sao? Kêu có tên có tuổi đàng hoàng, người ta tên động văn vật. Đúng. À. Vậy cho em hỏi anh có lấy vợ không hay là anh tính ở với động vật? À, nói chung thì cái chuyện vợ đối với anh là bỏ qua một bên đi. Anh là đam mê, anh thương động vật lắm. Em hiểu không? À, giống như là chủ, bữa tôi có bà bạn á, à, bà đó bà thương động vật lắm cơ. À. Bà yêu quý động vật lắm, bà mà thấy ai sát hại động vật á, bà hốt bà thấy, tại sao họ có thể làm vậy được, họ tàn nhẫn quá, họ ác quá, tôi yêu động vật, hãy bảo vệ động vật đi. Trong khi đó đồ bà xài toàn là da thú không à. Bà nào mà kỳ quá vậy. Bà nào kỳ quá, lại dám giết động vật để mai áo. À, cái gì vậy? Là đại sứ động vật đó hả? À. Cái vỏ này bằng cái gì đây? Simili. Hả? Simili. Cái này tôi thấy đâu phải là simili đâu, mà là da động vật mà. Da con bò. Ba ơi ba, cái này là da bò đó ba. Không có. Động vật. Cái này đeo là da bò, giết bò đó, lấy bà, da đeo. Bà chị của tôi nãy á, nãy mới kể nghe bà gửi tặng ha, giữ giùm chứ không phải là của tôi. Bây giờ tôi được biết á, anh là cái người bảo vệ động vật đúng không? Đại sứ bảo vệ động vật đúng không? Đúng rồi. Vậy thì anh có thể cho tôi hỏi một câu á, rằng là mày làm cái gì vậy? Dạ từ lúc bà chủ mặc cái bộ đồ này con phải theo bà chủ suốt. Chí. Dạ bắt ve. Đó tôi tình à. Mày làm như con mặc áo lông chó vậy, có ve mày. Đây nè. Chứ áo gì vậy? Trời ơi anh. Trời. Áo tao là áo lông gấu Bắc Cực mà. Trời ơi. Bây giờ ví dụ như là có một cái con rắn nó cực kỳ độc. Mình đặt tên con rắn đó được không? Con rắn hổ mang đó. Mà ví dụ như bây giờ mà nó lè cái lưỡi nó ra đúng không? À. Lẹ lưỡi ra là chẳng may nó cắn trúng cái lưỡi của nó rồi nó có chết không? Ôi, câu hỏi trời đi, mai tôi gặp nó tôi hỏi. Trời ơi, hay quá vậy ta. Ủa gì kỳ vậy ta? Có trả lời được đâu mà hay. Ông nhận hỏi tôi à. Ê, nhưng mà trước mắt ông chủ có yêu quý động vật như tôi không? À, tôi lúc nào yêu quý động vật. Ông yêu quý động vật lắm hả? Đúng rồi. Ừ. Vậy cái này ở đâu ra đây? À, chắc là cái nanh của ông. Cái này là quá khứ, quá khứ rồi. Người ta tặng cho tôi. Cái này quá khứ rồi, dạ, đúng rồi. Bây giờ anh là đại sứ bảo vệ động vật hoang dã. À. Nếu mà đã như vậy thì anh sẽ tiếp xúc rất nhiều với động vật. Đúng rồi ông chủ. À, anh có biết nói tiếng thú không?
Biết chứ, biết chắc chắn là biết rồi. Trời ơi, đại sứ động vật mà. Mình là đại sứ là mình phải đi sâu trong đó mình mới am hiểu được động vật nó cần gì, nó muốn gì thì mình mới bảo vệ được nó chứ. Thì là thí dụ bây giờ anh muốn nói chuyện với cái con chó thì anh nói sao? Đúng rồi nha. Mày cho con nè. Con giận chó rồi. Trời ơi, am hiểu quá vậy ta. Đang nói gì? Là anh đang nói cái gì với cái con chó đó? Mày có muốn đi chơi với tao không? À. Rồi nó trả lời sao? Nó trả lời sao? Là nó muốn cắn rồi hả? Muốn gì? Không muốn gì cả, nó đi nha, là đóng nhiều chuyện quá. Dạ đừng, nó hỏi chi vậy? Người ta không biết, người ta mới hỏi cha ơi cha. Xin lỗi. Bây giờ anh là động vật đúng không? Anh là bảo vệ động vật. Đúng rồi, anh am hiểu mấy cái ngôn ngữ mà đúng rồi. Động vật nó bây giờ anh phải giả được nhiều thứ tiếng đó cho gia đình tôi biết. Ví dụ như tiếng khỉ, tiếng chuột, tiếng gì kêu sao anh giả. Con khỉ nó sao? Kêu sao? Kêu sao? Hay quá. Này nó có lai con lại lúc không? Này là cái trạng thái nào, nó đang vui hay đang buồn? Nó đang khấn khích đó, tại vì nó chuẩn bị vô cái mùa giao phối rồi. Ây da, cho em hỏi câu cuối cùng thôi. Anh cho em hỏi anh là cái gì động vật gì là am hiểu động vật đúng không? Anh cho em hỏi là anh sao biết mà phân biệt được con nào là con gián đực, con nào là con gián cái anh? Dạ, cái này căng anh. Cái đó cũng dễ mà. Sao anh? Sao? Đơn giản lắm, em không biết mà. Dạ em biết gì hết trơn. Đây nè. Bỏ con dán bên này, nguyên bà dán ở đây, cái cho ông chủ đứng đây, tôi là dán gì, cái bà chủ đứng bên này, đó, dán nào bò qua đây là dán đực, dán nào bò qua đây là dán cái, vậy thôi. Ôi con mày ơi, ôi còn cũng có nguyên bà dán nó bu vô anh thì sao? Biển thái, có loại dán luôn hả? Đó. Trời Nam hiểu em thích anh quá, ba ơi, để em vô lấy đồ ăn nhanh, em vô lấy đồ ăn nhanh liền. Em vào đây, tôi là tôi quý anh quá. Tới hội quán Tiếu Lâm là phải ăn. Đó. Đây. Đó, con mà. Trời ơi, nãy anh bữa thịnh soạn liền chứ. Thích ghê đó mà. Tàn nhẫn quá. Mấy người giả man quá. Tại sao lại giết nó? Nó đang sống, nó đi lang thang trong chuồng, nó giúp mọi người mỗi sáng thức dậy mà. Nó là ông nội khùng á, ông nội đồ chai đậu hũ không á ông nội, tôi bị lố quá ông ơi. Thấy quá, nhìn đâu thấy động vật hết vậy, ăn đi. Tôi yêu động vật mà tôi sợ là vậy, gà thiệt ông ơi. Trời ơi, bây giờ đồ chai người ta làm vậy đó, ăn đi. Nhưng mà trong thâm tâm tôi lúc nào cũng nghĩ nó đồ thiệt, tôi không thể đâu giết những con vật mà tôi yêu thương, hiểu không? Chứ hằng ngày ăn cái gì chứ hồi ăn đi ăn cái gì? Rau cỏ và củ quả. Bây giờ anh ăn rau cỏ đi. Ngon. Sao nó làm y chang như thịt gà luôn vậy? Trời ơi, anh trai vợ làm nhiều món hay lắm. Ông chủ. Ngon quá ông chủ ơi. Ông chủ ơi. Ớt chai. Để tôi luôn. Ông chủ. Anh ăn nó ngon luôn kìa. Anh không được. Trời ơi sao vậy Tuyên ơi? Trời ơi, tôi đi tìm ông suốt bao nhiêu lâu nay rồi, tiền đâu sao không chịu trả tôi hả? Tôi không thiếu nợ nào người anh đâu. Trời ơi khổ ghê luôn nha mọi người coi đó ha. Công này nè, ông mua nợ tôi đồ hàng toàn là những cái đồ quý, đồ hiếm mà mua nợ hả mấy chục ký ngà voi. À, mấy chục cái nanh cọp, mấy chục bàn tay gấu. À. Chuyện đó từ từ nó đang tính. Đây. Ai sao cậu là đại sứ bảo vệ động vật quan giả mà tại cậu lại mua mấy cái thứ làm cái gì? Đâu? Hả? À, tôi mua đâu? Ai làm chứng tôi mua? Kệ chứ. Tôi mua không? Okay, okay, okay. Cái này, đồ riêng tư của tôi cấm ghét chứ là ai sẽ đụng vô nha. Tôi không có đụng, tôi chỉ khám thôi mà. Bây giờ ông chủ muốn gì đó, ông coi đi. Trời ơi. Đây nè, trời ơi. Nguyên một cái nanh, gài tôi hả? Mấy cái này là tôi bán cho nó nè, trời ơi, bóp da cá sấu nè. Đó. Trời ơi. Tôi bán cho mấy con cá sấu về nhà lột da ra ngồi may cái bóp đó. Đây nữa nè, cái này là cái gì đây? Cái gì? Đây nè, cái ngà voi. Trời ơi, ông tới kìa, ông tới kìa, ông tới kìa. Ủa, ai vậy? Ai nói vậy? Mình làm, chào cả nhà. Ủa, ai vậy? Làm gì ở đây vậy? Dạ, em tính đi vòng vô cái quán chơi, cái tự nhiên giờ hồi nãy ông nội này ông nhờ em đeo dùm cái giỏ này. Trời ơi, hồi nào, cái này là đồ của tôi. Nè, tôi nói cho ông anh nghe. Cái
cái người này á vô đây tự xưng là người đại sứ bảo vệ động vật hoang dã. Ừ. Vậy mà ông nỡ lần nào ông ăn nào là thịt gà nè ha, tùm lum la hết rồi đây nè. Ông còn tàn trữ ba cái ngà đồ. À dạ không phải, tôi nói nó kêu mày đi tìm đạo cụ về quay phim, sao mày mượn xong rồi mày không đem về cho người ta quay phim? Bị cái quán này bắt vô ép ăn thịt gà chứ em đâu nói gì đâu. Mày ép ta ăn chi vậy? Đúng rồi. Tụi tôi là trong đoàn làm phim, làm phim để bảo vệ động vật đó, mượn mấy cái này nè về làm đạo cụ để cho mơi mốt người ta thấy được á là người ta đừng có giết thú vật. Đúng rồi, người ta phải có tình yêu dành cho động vật. Đúng rồi, người ta đừng có giết thú rừng nữa, đúng không? Tôi không thích mấy cái phim ảnh lắm. Ê, cho tao Hùng cái bàn tay gấu này về làm phim luôn. Anh mượn được gì anh mượn đi, về làm phim luôn. Mày đem về mày ăn đi. Cái đó mà tay gấu tào lao. Đi nhanh đi. Dạ dạ. Đi về cho tao quay phim. Ai trả cái vậy là đoàn đợi em nãy giờ luôn ha. Trời ơi. Cái gì? Tôi làm gì đâu? Nên heo này nhà tôi có trợ, có nuôi. Không, tôi không sao. Đi về đây. Đi về đây. Rồi rồi rồi, tôi đứng đây, đứng đây, đứng đây nào. Mời mời Quách Ngọc Tuyên, mời mời mời. À trời ơi, như vậy là chúng ta đã vừa trải qua một cái tình huống khá là gay go, khá là hóc búa mà gia đình của bà chủ quán này đặt ra cho cái vị thực khách này của chúng ta. Nhưng mà cũng rất may là cuối cùng nhân vật người bí ẩn đã xuất hiện và đã giải cứu cái tình huống khó đỡ này cho anh chàng này. À, em cảm ơn anh. Tuyên ơi, khi nãy bạn vô đây, khi mà bạn bị gia đình ông chủ quán mà hành hạ thử thách bạn nhiều như vậy, bạn thấy sao? Dạ vui anh. Vui hả? Em thích vậy á. À, rồi thích cái thử thách em nào? Thích nhất là con của ông chủ á. Lấy đi, lấy đi. Trời ơi, con này ở không dữ lắm đi. À, nói chung là cái tình huống vừa rồi thì gia đình chủ quán đã đặt ra cho vị thực khách của chúng ta rất là vui, mặc dù khá là hóc búa. Cũng may là cuối cùng đã nhờ vị khách bí ẩn này đã giải thoát. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật to để cảm ơn vị khách bí ẩn, cũng như là vị thực khách của chúng ta đã mang đến cho chúng ta thật nhiều niềm vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ, chúng ta chuẩn bị để tiếp đón vị thực khách buổi chiều tối nào. Rồi, chú. Tăng ơi Tăng, Tăng đi đâu vậy? Dạ con đi học. Ủa con ơi, con là con trai hay con gái vậy? Dạ con không biết nữa. Chú nhìn con tú cũng không biết luôn. Dạ. Bởi vì cái thân hình là con trai mà trên đầu là con gái. Dạ. Con mấy tuổi rồi? Dạ con 3 tuổi. 3 tuổi thì học lớp mấy? Dạ con học lớp mẫu giáo. 3 tuổi lớp mẫu giáo hả? Mẫu giáo. Mẫu giáo. Ừ, cái lớp mẫu giáo đó chắc cũng khó lắm với con ha. Dạ. À, khó cho cô giáo đó. Dạ. Bởi vì cô giáo mà có học trò như con là khó lắm luôn đó. Dạ con biết rồi. Ai chỉ cho con làm cái kiểu tóc mà ấn tượng vậy? Dạ con tự con làm, mỗi sớm mai thức giấc là con tự con trang điểm cho con đi học. Mỗi sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình thấy không có ai bên cạnh mình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì phải hỏi là tại sao không ai ở bên cạnh mình hết nha. Dạ con giống quỷ quá. Đúng rồi đó. Nói nghe nè, bây giờ con đến đây cái hội quán Tiếu Lâm này nè, trong này có nhiều món ăn lắm nè ha, nhiều đồ chơi lắm nè ha, muốn cái gì cũng có cái đó trơn á. Nhưng mà gia đình chủ quán ở đây khó lắm luôn đó. Khó lắm hả chú? Dạ. Chúc con thành công nha. Cảm ơn chú. Nào, hội quán Tiếu Lâm mở cửa đón bé vào. Tạm biệt. Chào chú. Cái nói ra đi. Dạ con chào. Tiếu Lâm xin mời. Dạ chưa được cái giỡn trò chứ con. Đến đến đây. Chú Chí Tài đúng không? Trời ơi, chú Chí Tài những hài vui lắm nè, mà nè chú Chí Tài bán chè rồi hả? Bạn con, con là Kubi đúng không? Dạ con là Kubi. Kubi con. À đây, dạ con ngồi đây, con ngồi đây. Dạ con ngồi đây hả chú? Con ngồi đây đi nha. Dạ. Con ngồi đây trong khi chờ má con tới đón con. Đây, ngồi đây. Chú hỏi con cái này cái. Dạ. Trời ơi. Này con đẹp quá hả? Dạ con đẹp, con đi học là con phải đẹp, phải chỉnh chu. Nè con. Dạ. À con đi học vậy là con vô lớp rồi các bạn này, ngoài cái học chữ ra là con còn có ca hát nữa phải không? Dạ con hát múa, con phun lửa, con làm gì con làm cũng được. À trời ơi, phun lửa đó hả? Dạ con hát nè, con đọc thơ, con nhảy pop nè, rồi con đọc rap nè, rồi con đánh lộn, rồi con làm gì cũng được hết. Từ đánh lộn luôn con. Thôi, đừng có đánh lộn. Dạ. Nha. Yeah.
bây giờ nè, bây giờ con có thể hát cho chú nghe, tại vì á, tại vì chú nhớ cái hồi xưa chú đi học đó, chú thích mấy cái bài hát thiếu nhi lắm. À hát đúng không? Vậy bây giờ chú Tài làm MC cho con ơi, con muốn xuất hiện như một người ca sĩ chuyên nghiệp, con muốn làm mà xuất hiện một cái là như anh Đàm Vĩnh Hưng luôn. À. Tại vì con thích anh Đàm Vĩnh Hưng nên con lấy cái tên cũng giống anh Đàm Vĩnh Hưng luôn. Cái tên gì? Đừng Vĩnh Ham. Thích con quá đi. Dạ. Nè, bây giờ nè, bây giờ à con biết cái bài à. Thôi mấy con hát mấy bài cho con tự sáng tác trước được không? Con tự sáng tác? Dạ con tự được, sáng tác được, cái bài được. Này. Chú Tài giới thiệu cho con anh Đừng Vĩnh Ham là con phóng ra một cái là con hát cái bài con tự sáng tác. Đừng Vĩnh Ham. Yeah. Rồi. Dạ, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một tài năng rất là mới. Mời quý vị một tràng pháo tay để chào đón ca sĩ Đừng Vĩnh Ham. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Cuộc tình dĩ vãng cũng chỉ là dĩ vãng cuộc tình. Nếu cuộc tình cứ dĩ vãng cuộc tình, yêu nhau tâm hồn càng thêm dĩ vãng cuộc tình. Dạ xong rồi. À, hay quá, con dỗ quá. Đây nè, nhưng mà bây giờ con chú nói con nghe. Dạ. Đó là mấy cái bài hát người lớn. Người lớn. Bây giờ con hát cho chú muốn tìm lại cái thời thơ ấu của chú. À thơ ấu bài cái gì bài chú? Chú thích nhất là cái bài Bắc Kim Thang. Bắc Kim Thang. Con thuộc bài đó không? Con không thuộc. Con đọc rap bài thiếu nhi được không? Được, mà có bài gì nè? Con đọc rap bài con cò bé bé. Con cò bé bé. Rồi. Đó khoan. Dạ. Con vừa đọc rap mà con vừa diễn theo cái từng câu hát được không? Trời chuyện nhỏ con nghề cũng không mà. Rồi. Đây, chú. Rồi giới thiệu nha, rapper là đàng hoàng chứ. Rapper hả con? Dạ. Thôi đây con tự giới thiệu luôn cho. Rồi. Bắt đầu. Dạ thưa chú Tài và thưa tất cả quý vị các bạn đang đến với quán chàng hôm nay. À. Con tên là Đừng Vĩnh Ham. Danh của con là Cạc Tuân Tuẩn. Cạc Tuân Tuẩn. Dạ con xin trình bày bài rap được mang tên Con Cò. Rồi, vô. Chú Tài. Con cò có cái cổ cong cong, có cái cẳng cao cao, cổ cong con cò, cò cắn cò, cái, có cò cái, cắn cổ cắn cẳng, có cò con, cào cào, cấu cấu, có cò cái, cú, có cò... Sao gì vậy? Gì vậy con? Sao? Sao vậy? Có gì? Chuyện gì? Mất cái lưỡi rồi. Đọc nhanh nó mất cái lưỡi rồi. Kiếm cái lưỡi cho con. Đâu? Trời ơi mẹ quýnh chết, mất lưỡi mẹ quýnh chết. Lưỡi con ơi, rồi mà. Có rồi. Đâu, con được dàn lời rồi hả con? Dạ xong rồi. Xong rồi hả? Hay quá. Đây, thôi là còn xuống đây đi. Dạ con mệt quá chú. Được rồi. Thôi được rồi, con làm vậy là chú vui lắm rồi. Dạ. À bây giờ con mệt rồi, bây giờ chú mời con ăn chè nha. À chú mời ăn chè. Ừ. Con không có đem tiền. Không. Chú tặng không cho con. Chú cho con ăn giờ không? Chú hát cho con hát cho chú nghe mà. Dạ. Đạt à. Đạt. Chú kêu con. Đây. Trời đất ơi anh Đạt diễn hài luôn nè. Hâm mộ anh Đạt, em không anh Đạt một cái. Trời ơi sao nào đây không? Cô Bi phải không? Con cô Bi nè. Trời cô Bi hôm qua thấy cô Bi có chút xíu mà anh ta nhìn cô Bi bự quá vậy. Trời đất ơi, hoàn cảnh hôm qua là con vô lớp là mấy cô là tiêm phòng cái thuốc mà ngừa chó điên đó. Rồi cái bà cô kia bà chích lộn thuốc tăng hóc môn nam, chích lộn cái thuốc của Lý Đức nó. Bây giờ cơ bắp con nó cuồn cuộn và râu ria mọc tà le luôn. Trời ơi, khổ vậy trời. Dạ, chích lộn thuốc. Ngày mai vô kêu cô giáo chích cho cái thuốc chó ốc để bình thường lại nghe chưa? Dạ. Trời ơi thương con quá. Chủ yêu con gì? Đi chè cho cô Bi ăn. Dạ. Ừ. Ngồi chơi con đi được chọn ngồi chè chơi. Không? Con được chọn chè gì không chú? Ở đây là có một món chè. Hay con cứ lựa đi. Con thích chè nào nè? Con thích chè màu xanh này nè. Màu xanh. Màu xanh, màu thập cẩm này. Rồi thập cẩm. Rồi pha vô luôn. Rồi pha hết rồi đi. Rồi trộn xong. Vô, xay rồi cho đàng hoàng. Nha. Màu xanh màu thẩm pha vô xong nó ra màu này. Cái gì vậy? Pha đó con. Yêu cầu của con màu xanh với màu thập cẩm nó pha vô thành nó ra màu đó đó, cho con lấy một màu nó còn một màu. Ngoan. Đây, để anh Đạt hết lo cho con. Thôi để con tự con ăn được rồi. Con nít ăn nó đổ tháo vô mình vô mẩy không có được. Để chú đút cho con. Thôi, ta bây giờ mình chơi trò đi. Bây giờ chú đút con một muỗng, con đút chú một muỗng. Con không có làm đúng. Con thương chú mà, con đút chú một muỗng. Con lớn rồi, nghe lời chú. Thôi bây giờ con muốn ba người chúng ta cùng ăn thôi. Con không ăn. Từ từ. Con không ăn. Bây giờ con ăn trước, con ăn trước. Bây giờ ba đứa mình cùng ăn, con mới ăn. Rồi, rồi. Một muỗng là chú ăn, là một muỗng con ăn, là một muỗng là chú Tài ăn. Rồi, chú Tài. Muỗng đầu tiên.
em thôi thôi phải con đút cho thơm cho chú ăn không được. Thơm con nhỏ đổ tháo lắm. Đổ tháo. Để tự ăn đúng không? Thôi. Đây chú tự chú múc là lát chú tự con múc nha. Con nè, con nít không được cãi lời người lớn hay chưa? Con xin lỗi. Cái gì là hổn đó. Đi rồi. Để đây chú đút cho anh nè. Chú cười giả mang quá thôi, để con đút cái thằng này sao mà đút chè đút nít mà cười ghê vậy mày. Này chú ăn trước nè, được nè. Đó. Thơm. Ngon lắm con. Ăn đi, ăn miệng nè, mâm mâm. Bây giờ con ăn là lát con phải hôn xuống nha. Chú cho con, chú cho con ăn là lát con phải hôn xuống, con để thể hiện cái tấm lòng của con. Bây giờ hai chú cháu mình hôn nhau luôn nè. Trời ơi, mấy ngày luôn. Trời ơi, trời ơi. Dễ thương quá. Chú Tài cũng dễ thương lắm con. Trời đất ơi, vậy ba chú cháu mình là thành ra bên đây hát một cái bài gì đó mà liên quan tới ba người nha. Ừ, bài gì vậy? Ba là cây nắng xanh hay gì đó này đó. Ba người. Ba là cây nắng vàng. Mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn lên lung linh. Ha 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 ha, hỡi sáng hồn gia đình. Dạ, vui quá rồi. Vui quá rồi. Trời ơi, con quán chú vui quá rồi. Vui quá con ơi. Cô Bin, ôi trời ơi Bin, mỗi lần mà con xuất hiện trong cái căn nhà này đó là tiền cô bị mất. Sao vậy Bin? Ủa gì vậy? Trời ơi. Sao con nói gì? Vậy mà ăn cắp tiền gì con? Trời ơi. Trời cô ba ơi. Tôi đến đây là để thăm con với thăm cháu tôi mà sao cô ba đuổi tôi là ăn cắp tiền, ăn cắp gạo. Trời ơi tôi nghèo thiệt nhưng mà không bao giờ tôi ăn cắp tiền của cô ba. Cô ba ơi không được thì tôi về. Cô ba có ý gì con coi ba cái tôi lộn, tôi lộn lá sầu riêng. Cái gì mà vô mà đủ tôi ăn cắp tiền của tụi lá sầu riêng. Nít gì mà bà coi phim anh. Nít nha. Không được ăn nói mà nói xạo nữa nha. Trời đất mặt bày ăn tèm lem còn không biết chùi nữa mà nói cái gì bậy bạ. Con nít mà. Lấy khăn chùi cho nó đây. Lấy khăn chùi mặt. Cô ba lanh quá. Sao cô ba nói gì con? Cô ba muốn nói cái gì? Bây giờ là ăn cắp tiền thì nhận đi. Tại sao mỗi lần con qua đây là cô bị mất tiền? À bây giờ là mình diễn cái trích đoạn mà trên phường mình tuần sau mà chơi trích đoạn lá sầu riêng phải không? Bây giờ cô ba là cô ba. Con làm cô không có giận với con. Nói đi. Con mất tiền phải không? Con có lấy không? Hồi nãy vô đây bao nhiêu người chứng kiến là cô Bin nó đeo cặp này. Đúng. Có phải không? Đúng rồi. Dạ trời con khai đi con ơi, con có lấy không để cô ba lục ra có là. Ừ, cái cặp của con. Không nít không được nói dối nha con. Ủa? Nói dối á là rất là xấu. Đúng rồi. Mà con mà nói dối á là cô hả, cô sẽ quýnh đòn con tét đít. Con dạ, hiểu trời không? Ơi. Quýnh tét đít. Đúng rồi. Tét luôn rồi. Tét luôn dữ vậy con. Bây giờ con có lấy con khai lại không đi có con. Lấy mà. Có không? Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa? Trời ơi. Trời ơi. Cái này là của con. Cái này là trời đó, coi chứng minh nhân dân của con nè, con lấy rồi. Đúng rồi. Trời ơi, lấy tiền. Coi chứng minh nhân dân của con. Thôi rồi, rồi, rồi. Còn chứng minh nhân dân gì, con nói xài. Đi vào nhà đi. Bác, không được nói chối ba. Con chết kéo con cái quần xuống cho con quýnh con. Trời ơi, con ơi, con hư quá. Kéo cái quần cởi ra cho con. Nằm xuống. Con nói cái gì, con nói cái gì, chị nghe. Uống công chú thương con. Vô cái quần thằng cô Bin cho con quýnh. Lấy người ta, dẫn vô đây rồi, quýnh xác rồi. Gì vậy? Nằm xuống. Con có thì con khai đi cô ba tha. Có không? Giờ làm cái gì vậy không? À, có lấy tiền hay không? Dạ, dạ không. Mày cởi quần nó ra coi. Cái gì? Mày ghét tập lên mà coi nó có ghét tập trong luôn. Từng trời đất hết vậy. Bà về bà coi. Cái gì? Cô Bin qua lấy tiền con á. Ủa cô Bin. Cô Lan. Trời ơi sao mà mặt mũi con tìm lem vậy nè. Mọi người ăn hiếp con đó cô. Trời ơi. Thôi cô đẹp quá nha. Cô Lan. Hả? Con mặc đồ như cho đốm vậy, thương dễ thật à. Cô dễ thật à. Má Huynh vậy đó hả má? Nó là nít quỷ chứ không phải nít đồn đâu má. Chứ gì vậy cho nó kêu tao con chó là tao thấy tao mệt. Có ý mặc đồ như cho đốm. Giống chó đốm thôi chứ bà sao mà đến, bà chủ không biết chuyện gì xảy ra đây hả? Chuyện gì? Nó trơn tiền rồi, nó không chịu học hành. Có không? Dạ không có, nhưng mà chửi con, là chửi số sợ. Không có ăn cắp. Người ta không ăn cắp mà tại sao đổ thừa người ta ăn cắp vậy kỳ cục. Cắp cái gì? Là sao cô ba? Cô ba, tôi coi coi ai ra ngoài nè. Cô chủ, con phải nói gì nữa? Ba đi đâu vậy? Bây giờ sao? Thôi,
mệt quá à. Thằng Cu Bi lâu lâu nó qua nhà mình chơi thì để cho nó chơi thoải mái chứ làm cái gì vậy? Đó, chỉ có cô mới thương con. Đây đây, với thằng gặp chú công an thứ. Vụ gì? Nói thằng Cu Bi bắt cóc rồi. Thằng này phải Cu Bi, nó giả mạo Cu Bi. Hèn gì thấy cơ hội nhỏ xíu mà bữa nay Cu Bi nó bự quá là nghi rồi. Hồi nãy con tâm sự rồi, ở trong lớp là tim lộn hóc môn lý đức cho con mà. Nó giả mạo. Trời ơi, trời ơi, thằng Cu Bi có bao giờ nó kêu tôi là chó đớn đâu trời. Mà thằng này nó kêu tôi chó đớn rồi tôi nghi rồi. Nó nói đùng đùi. Cái quần thằng Cu Bi nè. Mày lột quần nó hả? Trời ơi. Trời ơi, chết rồi. Thật ra này, thật ra mày là ai? Mày là ai? Hả? Con Cu Bi nè. Là ai mà tại cái gì vậy? Cái này là nó nè. Nó lột đồ. Cái gì vậy? Nó mua lửa. Của con. Cu Bi đâu biết mua lửa. Trời ơi, quá đáng lắm rồi. Đưa lên phường. Cũng tại mẹ nó mà ra hết trơn á. Sao vậy? Nó là thằng Cu Bi thiệt mà. Dạ. Bị mẹ nó ép cho nó học nhiều quá, rồi đầu óc nó khủng hoảng vậy đó. Mà tôi nói con tôi bao nhiêu lần rồi, cho học nó đâu phải lúc nào cũng phải cắm đầu vô trong sách trong vở là được đâu. Vậy mà nó không nghe tôi, nó để cho cháu tôi vậy đó. Không cho ra đường cô chú ơi, nó không cho ra đường đi chơi. Ăn được cái nhóm của thằng nhỏ tự kỷ. Rồi bữa nay nó trốn được ra đây nè. Nhìn cái mặt mất hết quá. Đi về với ngoại. Dạ. Chứ ở đây người ta giết mày à. Dạ cảm ơn ngoại. Ở đây thử giữ không đó con. Dạ. Ở về cảm ơn cô chú nha. Bi. Bi à. Ủa nó nghe nè, dễ té ra là nó học nhiều quá là nó bị hát đó hả? Làm cha làm mẹ mà không có hiểu, có bắt con mình học hành mà không có cho nó nghỉ ngơi, riết nó già hát trước tuổi đó. Đó, ông chủ bà chủ cũng phải dạy lên mình đi, không có dạy cô chủ gì, biết cô chủ không biết cái gì luôn. Cái gì vậy? Mày liên quan đến gái nào mày? Mà đi. Thôi được rồi. Hồi nãy chơi với Quy đó. Bây giờ hết giờ phụng chủ rồi. Bây giờ là coi như là xong rồi. Bây giờ mình phải vô chuẩn bị. Thế nào hồi nãy giờ đó, ba cái người khách từ buổi sáng, buổi trưa, buổi tối trở lại đây. Trả rồi. Cái gì vậy? Trời ơi. Đóng cửa đi, trưa rồi. Trời ơi. Tào lao. Nhà nhiêu kìa. Đang ban quá vậy ta. Thôi vô chuẩn bị đi. Hết cả một giờ. Hôm nay muốn ăn gì? Xin cứ nói ra đi. Hát cái lương đi bà. Xin mời. Chào mừng quý khách đến đây. Bà im đi, bà im đi. Đây năm ngoài. Bà hát tôi muốn xỉu với bà luôn á. Quậy đi bá. Cái gì vậy? Quậy đi. Trời ơi, bà chủ. Cái gì vậy? Quậy hết đi. Cái gì? Quậy quán tôi vậy? Quậy hết đi. Ông ngồi xuống đó rồi tôi. Cái gì? Sao? Bây giờ muốn làm sao? Bước đây. Chuyện gì? Chuyện gì? Từ từ mà nói. Ngồi xuống. Chủ tôi mà. Ông ngồi xuống đây. Ông ngồi xuống đây. Từ từ. Không có từ từ gì, ngồi xuống đây. Ông làm chủ quán được rồi, ông bắt trước người này người kia, ông thần tượng người đó, ông làm gì hả? Ông tháo cái một người ông ra đi. Ê, bậy rồi. Ông bắt trước chế tài làm gì? Ông đó ông bị khùng đi, ông theo ông đi. Ông tào lao. Hả? Ông đó còn bị biến thái, tháo cái một người á. Ôi, là ông còn thêm mà. Bình tĩnh anh ơi. Sao? Anh nói đi, cái một rùi này sao vậy ông chủ? Cái một rùi này, sự tích một rùi này là sao? Nói cho mọi người giải thích, mọi người hiểu chứ. Một rùi này của tôi từ lúc tôi lọt lòng mẹ là tôi đã có rồi. Bắt trước thần tượng nào hết trơn á trời. Đúng rồi, vậy là ông Chí Tài bắt trước ông này. Vậy là ông Chí Tài bắt trước ông. Cái sao? Chuyện nó bỏ qua đi, còn cái bỏ chuyện con tôi sao con? Con tôi đến đây ăn chè quán ông à. Để con tự nói đi. Con nói đi. Chuyện là như vậy. Họ ác lắm. Ác cái gì? Họ ăn hiếp một đứa con nít như con. Con từ từ sống thật thôi, đừng có diễn quá, đừng có vô cái lương quá nha. Ủa mình chân thật đúng không ba? Anh để cho anh. Mình kể chuyện là mình phải dung dị đúng không ba? Mình mà làm lố là không có vui. Câu chuyện là như vậy. Khi mà con chờ mẹ đến giữa con, thì con vào đây con ăn chè, rồi mọi người tụm lại ăn hiếp một mình con. Và nhất là ông Chí Tài này, ông ăn hiếp con vậy. Còn cái ông mặc đồ xanh lè xanh lét này, ông lấy chè, ông chét vô mặt con. Ông làm cái gì mà ăn hiếp con tôi vậy? Mày
ba bốn người này làm cái gì bạn hiếp con tôi? Thanh Thiên chợt giật xảy ra chuyện gì ở quán của tôi vậy? Mày là vậy? Im! Tôi đâu có đâu. Tại con kể tới chuyện đó đi. Nhân vật kia thì sao? Nhỏ này là cái bà này là đây bà thủ phạm này. Bà đi đâu? Bà đi dạ con xin lỗi cơ yêu. Lúc nãy tôi nghe nó nói là bà lột đồ đó đúng không? Bà nằm xuống đây cho tôi lột đồ. Cái gì? Mày. Ai lột đồ? Em qua đây chị xử cưng. Bây giờ là bạc co với mẹ tôi. Bây giờ không nói nhiều. Mẹ chơi tay đôi với bỏ luôn. Trời ơi, lột với mẹ tôi đi, không có nói nhiều. Trời ơi, không lột với mẹ con đó hả con? 1, 2, 3 chơi. Dạ kêu con ca như một con điên, con không biết con ca cái gì luôn. Bắt con hả? Hát hò rồi múa lửa. Rồi làm trò cười cho thiên hạ. Dạ, mấy con hát hò ai? Cái gia đình kia trong bước ở đây. Này, ra đây. Sao ông băng đứng tôi vậy? Gia đình kia bước ở đây. Con không có. Chúng ta phải đoàn kết lại. Một cây làm chẳng nên non bốn cây chụm lại là từ nó luôn. Biết cái hành hạ trẻ em như vậy nó là ảnh hưởng tâm lý nặng nề lắm. Tội nghiệp nó lắm, nó là trẻ em thôi mà. Nó điên rồi, đưa đi chết thuốc. Tôi chỉ trách bà trước đó. Bây giờ con muốn bà này tháo một đôi guốc ra và đi cắt guốc. Lẹ lên, tháo một đôi guốc ra. Lẹ, lẹ đi. Gỡ đôi guốc này ra. Bà đi liền cho tôi. Lẹ. Đi kiểu con chó đếm nha. Đi cho đẹp nha. Đi kiểu con chó đếm nha. Chết tôi rồi. Bắt đầu. Tôi cảm thấy chưa sinh động lắm, bà làm lại. Chưa sinh động lắm. Bà làm đa dạng lên cho tôi. Vừa chó đực, vừa chó rái, chó con tùm lum. Bây giờ bà cầm cái ghế cho tôi. Người ta muốn lửa, bà phải mua ghế cho tôi. Bà phải đi Sài Gòn cho lớn, vậy. Rồi lẹ lên cầm ghế. Bà đang hành hạ con tôi mà, bây giờ làm đi, mua ghế đi. Bây giờ con muốn hành cô hãy cầm cái ghế này và đi cắt guốc cho con. Bà chú lọt cái ghế mà chết lại với tôi. Tiếng chó đâu? Đưa cái súng cho bà chủ tôi muốn luôn đi. Bà bắn tôi hả? Đâu đâu đâu. Trời ơi, hay quá, hay quá, hay quá. Con lửa nè, con lửa nè, con lửa nè. Cái gì nữa? Con lửa nè. Trung quá rồi. Trung quá rồi. Tới rồi bà chủ ơi. Gia đình nhà chó. Nhốt con thú bà nhỏ lại đây. Gia đình nhà chó. Hồi nãy rồi. Em nhớ là anh cũng ăn hiếp em rất là nhiều. Hồi nào? Hồi nãy á. Ai đâu? Lúc sáng em có đến đây đó. Em có đến quán rồi. Không có trả treo, ông im. Bây giờ vậy nè, em nghe dân chúng, dân làng đồn rằng là anh lắc cái má rất là dễ thương. Đúng rồi. Bây giờ em muốn xem anh lắc má. Lắc chừng nào mà em cảm thấy mà em vui thì em bỏ qua chuyện này. Anh muốn gia đình tôi không buồn phiền chuyện này nữa. Anh thể hiện cái đó đi. Thể hiện cái gì? Chứ mở quán lắc má cái này chiêu lắc má gì có lắc má dễ thương á. Anh làm đi, lắc mà nữa cái bông là phải lắc lại rồi. Lắc má đi anh, em nghe đồn là anh lắc má nó vui lắm mà. 2, 3 lắc má đi. Lắc má không lắc mông. Lắc má chứ phải lắc mông. Ủa lắc gì? Lắc má hả? Lắc má đây là vợ tôi ở nhà kêu bằng má. Rồi lắc má ồ hay quá. Má tôi lắc ghê quá. Má ông chủ lắc ghê quá. Má ông chủ lắc ghê quá. Lắc má. Trời ơi. Nhà ông bà lắc được khét luôn. Không có vui. Lắc má mà từ cái máy này đụng qua cái máy này nè. Từ cái máy trái đụng qua cái máy phải mới là đúng. Thôi vậy là má anh đó chứ. Chứ mà lắc má lắc qua lắc lại với ai là không được.
Không được lớn cái bông nha, để cái bông như vậy cho giống Thanh Kim Huệ. Cầm cho tôi rồi. Không rớt bông hơi khó đấy. Wow. Bà thà là ông đi má. Mấy người nhớ ơi, mấy người thành khải tôi bắt tôi làm con thú như một con thú không? Đâu làm gì có làm vui con thú mà. Thì phải giống thú rồi. À, mọi người diễn theo cái lời bài hát của tôi hát. Đúng rồi, sao cả con hát một bài, mẹ hát một bài, cha hát một bài, nhiệm vụ các người phải hát theo. Bốn người luôn. Bốn người luôn. Một cây làm chẳng lên non đâu ông chủ à. Cái gì? Bốn cây chụm lại với thầy quầy luôn. Tôi gì có tao chân mày. Con, ông chủ. Con đi học như trong lớp có cô giáo dạy con hát sao con mở. Rồi bài đầu tiên. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bướm bướm bay đôi ba vòng, bướm bướm bay đôi ba vòng. Hai con thằng làm con đua nhau cắn nhau đứt đuôi, ba thằng làm cùng nhau ghé nhau ra đến chặt chân. Ăn cái thằng này cũng tóm mày cắn. Đừng mà ăn đi. Chẳng quá. Vậy anh Tài. Con à. Con còn bị ức chế về tâm lý. Hết rồi. Ông chủ ơi. Hết giờ không vũ. Rồi. Vũ nói gì đi ông chủ. Quý vị thấy đó, hậu quán Tiêu Lâm là nó nổi tiếng là làm khó khách mời, nhưng mà lúc nào cuối tình huống đảo ngược là ba vị khách mời này làm cho những người trong hậu quán này rất là mệt mỏi. Đặc biệt là không biết mấy người này trẻ mà sao không nhìn dồn, cứ dồn cho người tôi là người trẻ nhất trong cái hậu quán này à. Nhưng mà tuy nhiên hành hạ gì tôi sẵn sàng chấp nhận. Anh hiến xác luôn đó không? Vì đó gia đình mà. Ý anh Tài anh kêu là anh muốn làm nữa đó, làm đi. Bỏ đi. À, xin thưa quý vị, đây là một cái thách thức tình huống đảo ngược cũng đã chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay. Trước nhất là cảm ơn ba vị khách mời, đó là Lâm Chi Khanh, Dương Lâm và Quách Ngọc Tuyên. Thay mặt chương trình cảm ơn ba vị khách mời đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ xin chào tạm biệt. Ồ, thì ra đây là món quà mà chồng đã tặng cho em đó hả? Đúng rồi. Xác coi. Trời ơi. Kiểm tra coi không có được. Trời ơi, robot. Trời ơi, vợ nha, vợ ao ước có một cái con robot trong nhà để mà vợ chơi với nó đó. À, sao đặt robot ít tóc quá vậy ta? Ủa quá, tôi đặt tôi nhớ là tóc nhiều lắm mà. Vậy hả? Trời ơi, chồng làm cho vợ bất ngờ, vợ thích là vợ phải kiểm tra con robot này mới được. À. Ê, chồng ơi, nó nghe là sao nó nhúc nhích hoài vậy, anh không muốn đứng yên mà. Đây, để mình lấy cái remote này. Bấm cho đứng yên để kiểm tra coi. Đứng yên! À. Trời ơi. Trời ơi coi nè. Trời ơi. Ôi, tóc thiệt quá ha. Trời ơi, cái da y như là người thiệt vậy nha. Trời ơi hay quá. Ôi. Thích quá. Chồng. Nó xài bằng gì chồng? Hả? Xài bằng pin hả? Xài bằng pin đúng không? Bằng pin. Để coi. Đó hết pin sao ta? Trời ơi hay quá ta. Mà bấm cái gì vậy? Dạ không có bấm, không có hề bấm nha. Không có bấm nha. Chết cha nó bị mát rồi chồng ơi. Lấy. Nó mát rồi. Bấm chồng ơi. Trời ơi. Mới vô là đập tôi đang bể đầu luôn. Mai là có bộ bảo hiểm không có là đi rồi. Vợ chồng này bị khùng. Ê chồng. Nó nói được chắc nó hát được đó chồng. À đúng rồi. Hay là em thích hát nghe nhạc gì? Nghe đủ thể loại hết đi. Mình thử nó đi chồng. Bây giờ mình cho nó hát nhạc giật trước đi. Nhạc nghe gì? Hip hop hả? Đó. Hip hop. Oh!
Chà chú phụ chú ta Nhanh lên chồng. Au! Chồng đổi chế độ cho nó hát cải lương với chồng. Thôi, cải lương. Hát cải lương. Đã từ lâu rồi ta muốn trở về đấy để thăm thằng bạn cô, để coi mày có hạnh phúc với vợ của tao không, với con tao mày có thật giả thật lòng thương yêu chúng hay là tụi mày ghét bò. Thú thật với mày có nhiều để mà thèm vui giá thịt cô. Chồng ơi quyết đi mày để đòi lại nghị hương xưa. Tao đã dừng níu tao rồi, tao là một thằng ngu, còn mày trả lại thì mày là một thằng khờ dại. Cho nó ngưng đi chồng, nó qua đây rồi chồng ơi, cho nó ngưng đi chồng ơi. Trời ơi. Nhức đầu quá. Tôi đâu có bấm nút vừa hát vừa đánh đâu mà vừa hát vừa đánh dữ vậy. Trời ơi nhức đầu quá. Nhưng mà muốn cái gì con nữa, này bây giờ là nữa? Phải đem vô diêm điện cho set up lại rồi. Hả? Vậy là không được rồi đó. Đây là phải sửa lại chút xíu rồi chứ. Cái gì vậy? Hai đứa bay định đưa tao đi đâu? Hả? Định đưa tao đi đâu? Tắt ông nội mày chứ tắt. Gì vậy? Trời ơi con robot này nó hổn quá à. Nó chửi hoài luôn á. Hết pin. Nó cũng nhả rồi chồng ơi. Thay pin đi chồng. Thiều chứ cái mấy tầm ba không à. Chồng ơi thay pin đi chồng. Đây. Thay pin nè, nằm xuống thay pin, pin ở đây nè. Chồng ơi nói nghe nè. Ê, à còn cái nắm tôi nắm rồi chưa vậy? Dừng lại. À, được rồi. Con này phải kiểm soát nó mới được. Chồng ơi nói nghe nè. Nghe nói mấy con robot là nó phải có sức mạnh hơn người. Đúng rồi. Bình thường á là tôi đi đứng là nó khó khăn lắm. Hay là tôi kêu nó bồng tôi vô được không? Đúng rồi. Chế độ ẩm. Cái gì vậy? Nó ẩm. Nó ẩm là làm tôi sợ quá bà ơi. Ê, vậy mua mày về đây để phục vụ tao nha, chứ không phải mua mày về đây để mày hành vợ chồng tao nha. Cái thay loại pin gì mà sao nó yếu vậy? Cúi xuống nè, cúi xuống thay pin nè. Đó, rồi, xong chưa? Rồi, xong. Rồi, đó. Hình như con nãy thích hát, thích nhảy chồng ơi. Nhảy nữa hả? Nhảy hoài vậy? Ẩm đi, đi. Ẩm chế độ. Ẩm. Vừa ẩm vừa nhảy nè, vừa ẩm vừa nhảy nè. Đi đâu vậy? Ẩm đi đâu? Ê, ê, ê. Đi đâu vậy? Ê. Thôi được rồi, hay quá bạn. Thôi cho nó nghỉ chút đi. Cho nghỉ, ngồi đây, nghỉ. Bây giờ mà có robot mà nó làm việc hoàn hảo quá. Ừ. Hay là mình cho cái thằng đi làm mình nghỉ đi. Đạt á hả? Ờ. Đúng rồi. Nó vô dụng quá. Đúng rồi. Ở trong quán mình không làm được cái gì. Con robot này nó đúng tiền hơn. Không bao giờ làm cho vợ vui. Dạ. Yeah. Kêu nó ra cho nó nghỉ việc đi. Rồi. Kêu đi. Đạt. Đạt. Dạ. Đi ra đây. Ai mới chọi đồ vậy? Có chuyện gì vậy ông bà chủ? Trời. Cái gì vậy? Mày chọi vô đầu tao. Đừng ghê phù hộ cho con chuyện gì những kẻ ác. Có chuyện gì vậy ông bà chủ? Nè. À, chuyện này cái gì? Ông bà thấy con ở đây cũng lâu rồi. Chắc là cũng mệt mỏi lắm rồi. Cái này chắc nhớ nhà lắm phải không? Thôi kể từ ngày hôm nay đó, con có thể nghỉ việc. Có chuyện gì vậy? Con không có chuyện gì. Thôi bà, tôi ngại quá. Bà nói cho trời ơi, nghe đi. Ông chủ, bà chủ, con còn khỏe mà sao đuổi việc con? Trời ơi, thích đi. Trời ơi, phù hộ cho con. Cái tướng mày vậy mà mày nói mày khỏe hả? Mày khỏe mà đứng thẳng lên cho tao coi coi. Người khỏe người ta đứng vậy nè, không ai đứng vậy. Đó, con thẳng rồi. Chỉ bị trùng cái chân thôi. Bây giờ đứng thẳng cái chân lại nè. Đó. Cái tướng mày vậy sao mà mày làm được công việc nhà? Ông chủ, bà chủ không phải thương con chứ. Thượng đế ơi, phù hộ cho con đã phục dịch cho ông chủ, bà chủ mấy chục năm nay khiến bây giờ phải còng lưng như vậy. Nở lòng nào nuôi con như vậy, tội nghiệp không con phải, lắm. Ông chủ, bà chủ ơi, hãy dừng lại cho con. Thượng đế ơi, đứng thôi nè. Dạ, đúng mệt quá rồi. Thằng khùng.
chuyện gì xảy ra trong nhà mình vậy? Không có gì, không có ai nè, đâu con. Nói cho con nghe, thương con cho nên là mới cho con nghỉ sớm, chứ để hơi ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Là ông bà chủ đã tìm được một cái con robot nó có thể làm được tất cả mọi việc. Ai? Mà. Ai? Nè, đây. Thằng nào tên robot? Đó. Không, nó làm được tất cả mọi việc nên bây giờ không cần tới con nữa. Con đi về, con nghỉ ngơi dưỡng già đi nha. Rồi, dậy đi nha. Dậy đi. Ừ, rồi. Mình vậy, vô anh là lo. Mình đi bàn tính công việc. Đúng rồi. Lo thu dọn quần áo đồ đạc đi nha con nha. Tao tin Đạt, mày tin robot thôi, cuối cùng hai thằng cũng ở đợ thôi mà. Mày hơn gì tao? Mày có gì mày nói, mày tâm sự tao nghe coi. Tao khác mày. Sao khác sao? Mày thì bị chủ chửi, tao thì chủ nể tao. Mày có đồng cảm với tao không vậy robot? Không. Vậy là mày bất đồng quan điểm với tao rồi hả? Đứng lại! Tao buồn quá robot ơi. Đứng lại cái gì, cái robot đang cầm trên tay của tao nè. Tao cũng có thể không cần robot. À, tao vẫn đi được nếu tao thích. Mày là con quỷ với con robot gì? Mày ở đâu gài vô để phá hại tao phải không? Tao được một người Việt Nam bào chế ra. Việt Nam mà bào chế robot hả? Thì bởi vì trời ơi, robot ơi là robot. Mày bị cái gì rồi, hèn gì? Mày đúng là robot luôn. Sao mà bào chế ra được robot? Bào chế khác. Sao nói bào chế ra mày? Thì bào chế ra tao. Người ta chế tạo mới ra robot, còn bào chế là nó thuốc uống má ơi. Chế tạo là nó làm theo người đó, còn bào chế làm theo người bào chế. Cái mạch điện trên đầu bị cái gì nữa rồi, hèn gì nó thiếu dây điện qua trời ngay chỗ này nè. Khổ quá. Robot rồi là robot, mày cũng giống như tao thôi mà bây giờ mày lỡ làm tao vậy rồi, không lẽ giờ tao không hại mày? Giật dây điện cái tay ra sụi nè. Tao với tao. Giật cái dây điện này ra sụi luôn nè. Giật cái chân ra luôn nè mày. Giật cái chân nghe luôn nè mày. Mày hả? Tao cho mày chết, tao đổ cho mày điện giật nhảy xuân lai mày luôn. Vô mát giật 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 cho mày chết. Bấm tùm lum đà la cho mày nhảy tùm lum theo điệu nhạc không nè. Nhanh lên nè. Mày hả? Mày hả? Hay quá. Bấm nè. Bấm luôn nè. Bấm nè. Rồi cho mày banh luôn. Coi mày bị vậy hư vậy, coi ông chủ bà chủ còn dám đuổi tao nữa không? Ông chủ bà chủ về, ông chủ bà chủ về. Cái món quà, cái gì vậy má? Một cái con robot, trời ơi, dễ thương đáng yêu lắm, kêu nó làm cái gì nó cũng làm hết trơn. Cái đó nó còn hoàn chỉnh. Ông chủ bà chủ, có chuyện con báo cho nghe nè. Cái gì thằng hồi nãy con robot này bị hư tự nhiên á, nó lại nó cầm ly nước nó uống, bây giờ nó mát nó tùm lum tà la luôn rồi. Con robot dễ thương rồi, sao phá hư rồi? Không biết, nó cầm ly nước nó lên nó uống, nó nhảy 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 xong rồi nó hư luôn rồi. Trời ơi, nó chế nó uống uống nước luôn hả? Trời ơi, nó bắt uống, tao nghi lắm, tao nghi mày lấy nước mày chế vô người nó lắm nha. Trời ơi, có trời ơi, thương đế ơi, làm đi con sửa cho. Con sửa sửa đó nè cho, con sửa đi. Xuống đây, xuống đây. Rác cái bày xuống đây. Rác cái bày nó xuống đây. Điện vô. Ừ, điện vô. Vậy là con bỏ cái chân lên đây. Đây đi tôi sửa cho. Đây nè, cái này là dây điện hai cái chân nè, gắn vô. Đây là hai cái tay nè, gắn vô. Rồi cho kêu đứng dậy đi đi. Đó, ráp lại rồi đó, kêu nó đi đi. Kêu nó đi đi. Đi đi. Rồi kêu nó đi đi, nó đi. Hết pin rồi. Hết pin rồi. Trời ơi, nó hết pin, nó đổ mồ hôi quá trời luôn. Đó, thấy chưa, tôi nói rồi, tự nhiên à. Con muốn chơi gì nó không? Con muốn chơi lắm. Con chưa kịp chơi hết rồi. Con gái của tao muốn chơi với Nhân rồi. Thôi vậy chơi với nó đi. Thôi để tôi sửa lại bình thường rồi chơi. Sửa nó lại bình thường đi. Rồi rồi rồi. Rồi rồi. Khỏe không? Đứng dậy đi. Robot nói chuyện được không Robot? Sao không biết? Đó, nó bình thường rồi. Thôi đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy. Chơi gì chơi với nó nữa đi. Cho nó thở một chút đi con. Bây giờ con robot này phải biết ru em bé, nhẹ không có em bé. Bây giờ ru em bé đi.
Ai làm em bé? Dạ em. Được à. Ngủ ngủ đi con ngủ ngủ cho ngon. Nếu mà con không ngủ, ba ngủ trước nghe con. Trời ơi. Con robot này nó già rồi, nó yếu lắm rồi. Trời ơi trời. Chơi chút xíu là nó xỉu, chơi chút xíu. Chơi ngu quá vậy trời. Thôi con muốn con robot này nó nhảy chân sáo với con. Trời ơi nhảy kìa. Trời ơi con nó luôn hả? Bước vô đây rồi là biết số phận ra sao rồi. Đúng rồi. Ông chủ chế tôi ra chi rồi bỏ tôi bơ vơ vậy? Sao ông chủ không cứu tôi? Không cứu tôi. Trời ơi nó kêu cứu rồi. Trời ơi. Tao tóc bù xù thấy ghê quá. Vì tôi phải suy nghĩ để chế tạo ra nó, cho nên tôi mất ăn mất ngủ, đầu tóc nó bù xù. À, ông là người bào chế. Cảm ơn bà đã khen đầu tóc của tôi. Đầu bà chắc không bù. Đầu bà còn ghê hơn tôi đó. Bồ câu nó thấy cái đầu bà nó lên nó làm ổ luôn á. Chào ông. Ông đã đặt hàng cho tôi làm con robot này. Ồ, ông là người... Là dạ, tôi là bác học. À, bác học, trời ơi. Dạ, dạ bây giờ là mới là bác học tương lai thôi. 7 năm nữa mới làm bác học. Ủa, là sao? À, giờ ông là tiến sĩ hả? Bây giờ ông đang là tiến sĩ... Không, không, giờ nói chung là bây giờ là mới chú học thôi. Ủa, sao vậy? Sao? Quan... Tại tôi có... con có đứa cháu. À. Con của ông anh của tôi. À. Tôi đi học rồi, tới giờ này tôi đang học nè. À. Nó tôi kêu tôi là chú học. Ồ. 7 năm nữa con thằng em tôi nó lớn lên tôi vẫn còn học, nó đi ngang nó sẽ kêu tôi là bác học. Trời ơi hoang mang quá. Chế tạo này hơi kỳ kỳ rồi đó. Không sao. Tôi nói nghe nè, khi ông bà đặt tôi làm, tức là ông bà sẽ đuổi việc cái cậu người làm ở trong nhà này. Bị giết cho tôi cái meo như vậy mà. Ông bà hành hạ cậu ấy rất là nhiều, cho nên cậu ấy mới thân thể mới hao mòn như vậy. Thì bây giờ nói là một con robot chế tạo ra nhằm để phục vụ con người, nhưng phục vụ cũng có mức độ thôi. Nếu ông bà cứ lạm dụng như vậy á, cái gì cũng cần robot, thì con người sẽ trở nên lười biếng. Mà khi con người trở nên lười biếng thì không biết cái thế giới này nó sẽ như thế nào. Bây giờ ông đứng lên. Đứng lên. Robot nói câu công đạo coi, người bào chế của ông nói đúng không vậy? Nói đi. Chính xác 100%. Vì công việc làm của một người khác nên tôi đưa con robot này về. Tôi không vì ham tiền mà để cho người khác phải mất miếng cơm. Cảm ơn ông bà đã đặt hàng. Mai mốt tôi sẽ làm con khác, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ phụ ông bà về công việc làm. Nó nhằm để phục vụ nghiên cứu những gì đó có ích cho xã hội. Đi, về. Cảm ơn chú học nhiều lắm. Tên kia thấy hoàng thượng còn không chịu mau tạ lễ. Dạ, tạ lễ. Dạ. Hoàng thượng giận, hoàng thượng chém đầu bây giờ tạ lễ cho đàng hoàng. Trời ơi là trời. Quỳ. Quỳ xuống hả? Quỳ hả? Chứ còn cái gì nữa? Tướng ra đây, tướng cái mặt ra đây. Tướng đâu ạ? Tướng cái mặt ra ngoài kia cho ta thấy cái mặt, thấy cái lưng sao thấy. Đây. Chào hoàng thượng đi. Thô nghe. Ta không nghi lễ gì hết. Nè. Dạ. Tên đó có phải là người của phủ nội thị hay không? Dạ đúng rồi, hai tên này là hai tên mới vừa được tuyển vào cung của mình đó hoàng thượng. Không biết nó ở cái miệt nào mà nó chào kỳ cục quá à. Người đứng dậy cho ta coi em. Nghe hoàng thượng kêu không? Đứng qua bên này. Cái gì căng quá, đi về đi. Tên kia. Người đi qua đây cho ta coi. Ai tên kia? Một mình ngươi thôi. Cái tên là mày đó, còn kia là cái con bà, con mụ. Em cũng không biết nữa. Người nói hắn là người phủ nội thị. Dạ đúng rồi hoàng thượng. Tại sao ta thấy cái tướng đi của hắn không có chưa cái giống hả?
tên này có đã bị triệt sản chưa? Trời ơi, Hoàng thượng, ông thượng đứng ân minh sao dùng từ thô thiển quá vậy? Thô thiển gì? Triệt sản là để cho heo, cho heo, cho bò, đồ ta kêu là thiến. Có này là người kêu là tỉnh thân. À, tỉnh thân? Dạ rồi, chứ đi vô đây tỉnh thân rồi. Để chắc chưa? Để cho thần hợp chút xíu. Ừ. Bà nội, bà nội, bà nội, bà nội vô đây bà nội bị tỉnh thân rồi. Bà nội không nhớ khúc đó hả? Bây giờ vô đây làm đàn ông quá, coi chừng bị cắt đầu. Làm ơn đi lại đàng hoàng đi, hoàng thượng mới nghi là chết đó bà nội. Trời sống nói bà nội. Nói hoàng thượng. Bây giờ gồng, mệt quá trời. Gồng. Như vậy, mới đúng đây. Dạ đúng rồi, nên áo trắng này nè là thông minh, võ công cao cường. Võ công cao cường à? Xuất chúng. Trời ơi, coi như là múa dẻo là tuyệt chiêu. Được, nếu vậy thì hai người kia nghe ta nói. Lâu nay thì ta trong cung, ta coi các tướng sĩ múa kiếm cũng đã nhiều, và các cung nữ múa hàng ngày ta coi cũng đã chán. Bây giờ hôm nay hai người có thể biểu diễn cho ta xem, nhưng ta muốn ngươi là phải múa lụa, còn người kia, cô gái kia là muốn kiếm cho ta xem. Múa lụa là tở trường. Trời ơi trời, đây để cho đồ cụ múa nè. Trời nè, tự chọn cái gì múa đi. Nhưng cái này đâu phải là kiếm đâu. Lụa kỳ quá. Cái đó là cái này kiếm là dao nè. Rồi, giờ múa hả bạn? Múa rồi giống nó nha. Đó, nhạc lên. Cái gì vậy? Múa cung đình đi mấy bà nội ơi. Trời ơi, ngưng. Trời ơi, ông cưỡi ngựa nữa kìa nè. Dạ, hoàng thượng thấy sao nãy giờ? Hoàng thượng đã vui chưa ạ? Tạm tạm thôi. Nhưng mà tôi nói cho ngươi nghe. Hồi nãy ngươi nói tên này là võ công rất cao cường. Dạ, múa lụa cũng đẹp quá trời luôn rồi. Học hôm nào? Ta muốn thử tài võ công của hắn. Hả? Thử tài võ công nữa hả? Là sao? Bây giờ ta sẽ phóng cái đao này. À, thôi, thôi. Và hắn sẽ chụp lại cho ta xem, được không? Dạ cũng được, nhưng mà để cái gì trên đầu nó cho hoàng thượng dễ thông. Ôi, có mục tiêu. Để cái trái đó thì nhỏ quá. Dạ, hoàng thượng muốn trái gì? Để cái trái này lớn hơn nè. Trái nho. Đúng, muốn trái nho luôn hả? Rồi bé à, cho con phóng với bạn thử. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây coi. Rồi, chúc bạn may mắn lần sau nha. Hoàng thượng cao lên. Cao lên bị thấp rồi. Thì bình thường quá. Dạ sao hoàng thượng? Có khăn không? Có khăn luôn hả? Dạ có luôn hoàng thượng. Trời nghỉ trời luôn. Bịt mắt không nhỏ. Bịt mắt ta lại. Trời ơi. Chế ơi, cho em cái khăn luôn. Anh chế vậy? Em không dám nhìn cảnh này. Đừng lo, mà bịt mắt thì mũi ta rất là thính. Ở trời ơi. Thôi nghỉ đi. Nghĩ đi, nho còn không vậy? Hướng này, hướng này. À, rồi, qua hướng phóng đi. Qua cao bên phải, qua cao bên phải. Rồi, mày ngậm vô, mày ngậm cái dao vô đi, mày ngậm cái dao vô đi. Đâu rồi? Trời ơi, ngậm trúng cái dao rồi. Ghê chưa? Ngậm trúng cái dao rồi. Hay quá, võ công hay quá. Hay con khỉ. Ôi trời ơi. Tụi ta ngu hả? Dạ sao? Người giật cái đao tao ra kẹp cho miệng hát. Không có, nó không nuốt cái dao luôn mà. Hai ông này bị gì vậy? Con Hương bình tĩnh đi. Hay quá, võ công sức chúng quá mà. Bạn mình hay quá hả? Vậy là ta không chưa chắc võ công tình này cao cường hay không. Nè, trả nè. Trời ơi, đừng có chơi dao nhiều quá. Căng vậy. Coi như là ta chưa có thử tài hắn xong. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội nữa. Nhưng ta không muốn thử ngươi, mà muốn thử người đi chung với ngươi. Bây giờ nếu mà cô có thể kể cho ta nghe một câu chuyện. À không, ta đố thử rồi mưu trí đi ha. Dạ, võ thực thì bây giờ chưa tin mấy, bây giờ phải mưu trí, đã nói rồi. Mưu trí. À, nghe ta hỏi. Dạ. Nghe ta đố đây. Bây giờ, nếu ngươi là một tên tội phạm, sắp được đem ra tử hình. Sắp được.
Sắp bị chứ. Sắp bị chứ. Hoàng thượng, có sai văn ở đây không hoàng thượng? Có lẽ bịt mắt là quên nha. Dạ đúng rồi. Sắp bị đưa ra tử hình. Dạ. Người đứng trước ba cánh cửa. Cánh cửa thứ nhất, bên trong thì toàn là lửa. Cánh cửa thứ nhì, rất nhiều quân thủ chuẩn bị bắn người, hàng trăm tên. Và cửa thứ ba, có ba cái sư tử đã nhịn đói 3 năm. Nó đang đói lắm, nó rất thèm thịt người. Nó hỏi người, cho thần cửa thứ tư nữa đi. Toàn là thái giám đang thèm ăn thịt. Cấm mẹ. Vậy bỏ đi, bỏ cửa thứ tư đi. Vậy theo ngươi, nếu ngươi muốn thoát chết thì ngươi sẽ chọn cánh cửa nào? Nói. Phải. Cửa thứ hai. Phò. Cửa gì? Cửa thứ hai. Cửa thứ hai. Tại sao? Tại sao? Sao chọn cửa thứ hai? Tại cửa thứ hai là những cái người mà tội phạm chỉ muốn bắn mình đúng không? Hoàng thượng. Tại vì công thủ. Không, những cái người bắn muốn bắn mình mà. Ừ. Thì mình cũng là tội phạm sắp bị tử hình mà. Bạn bè hết, đâu có gì đâu. Rồi, vậy cho nhà ngươi vô cửa thứ hai, còn tên kia vô cửa thứ mấy? Cửa tư. Trời ơi trời, bỏ cái cửa thứ tư rồi. Ông đập phá cái căn phòng đó của tôi vô. Bỏ cái đọc đó luôn rồi hả? Chọn lẹ lên. Bây giờ không được chọn cửa thứ tư thì vô cửa nào cũng được, chết là được rồi. Miễn là cửa thứ tư là còn sống, còn mấy cửa kia chết hết thôi, vô cái nào cũng được. Trời ơi, nhà ngươi làm ta thất vọng quá. Vậy mà ngươi nói hắn là mù tí, phi thường. Vậy với hoàng thượng là... Vậy đáp án là gì hoàng thượng? Hoàng thượng chọn thử cửa nè. Ta thì ta sẽ chọn cửa thứ ba. Tại sao vậy? Cứ tưởng tượng đi, có con sư tử nào mà nó nhịn đói 3 năm nó còn sống không? Đúng rồi. Nó vô rồi nó sẽ chết rồi. Mình có cánh cửa đó mình thoát thôi. Hiểu chưa? Quỳ xuống với lỡ bà thượng đi. Vậy mà không nghĩ ra. Ăn nói nè, mê cửa thứ tư lắm, mê cửa thứ tư lắm. Hoàng thượng không chắc đi. Quá à. Hoàng thượng. Làm cho thấy buồn quá à. Ồ, nàng buồn à. À, đây có chuyện vui lắm. Ai vậy? À, đây là hai người ta mới tuyển vào trong cung. Rất là vui và rất là tài giỏi. Nàng có thể đem cái nỗi buồn của nàng trút hết lên đầu của nó được rồi. Trời ơi, ai mà đẹp quá vậy thế giới hắm. À. Trời ơi, bà nội này cái gì vậy? Cô đẹp, đẹp quá à. Đẹp quá trời. Đây là hoàng hậu đó. Cái đồng đẹp okay. Quá à. Tạm thượng, tạm thượng. Đi ra đây. Đi ra đây. Trời ơi, hoàng hậu đó. Thế con chào cô. Cây ơi, sát cây dớt là bà nội. Thấy là không có vui vậy đó. Hoàng thượng bây giờ hả, Thiếp á, Thiếp muốn hả? Hai cái đứa này nè, nó kể chuyện cho Thiếp nghe. Nó kể làm sao mà cho Thiếp vui á thì thôi. Còn mà Thiếp mà không có vui á, đem đi chém đầu hết đi. Ờ, hai người nghe rõ chứ. Kể chuyện kìa. Kể chuyện vui. Bây giờ ai, ai có thể bước ra đây kể một câu chuyện cho hoàng hậu của ta cười. Giờ đứa ta... nào kể? Hoàng hậu muốn kể chuyện. Ai, đi chuyện nó mệt quá à, con nãy nhoi đi cho nó đứng đó, điện nhỏ này ra đây. Rồi giờ nè, nhà ngươi phải kể chuyện cho ta nghe. Kể chuyện kể, kể sao mà ta cười á thì kể, còn nhỏ này ra đây. Rồi. Không có kể chuyện. Trời, mà đứng đây con nhỏ thích lắm. Diễn nó kể sao á thì diễn ngược lại vậy, chứ không có được diễn y chang. Ví dụ như nó nói vậy nè, ở trong cái khu rừng đó, có một con khỉ. Con khỉ? Dạ. Thì ngươi không có được làm con khỉ. Làm con dượng. Ờ, à, làm cái con gì đó không cần biết. Không được làm con khỉ. Nó kể tiếp nè. Có một con khỉ đang tung tăng đi trên đường. Thì ngươi không có được đi tung tăng. Đi làm liệt giường. Làm sao làm để không được đi tung tăng. Nó nói con khỉ nó đang vui thì ngươi không có được vui. Ngươi phải buồn. Ok. Nói chung là nó nói sao ngươi phải làm ngược lại y chang vậy đó. Cố gắng. Nhớ nhở. Dạ. Ngày xưa, trong một khu rừng, có một con chim. Hey. Con chim đó làm đối con gì? À, là con thầy. Hay quá. Đang bay trên trời. À. Bay mãi. Bay mãi. Con
thủy hết đó. Bay mãi mãi. Hết chuyện chưa? Vẫn còn bay. Bay một hồi chim mỏi cánh, chim đậu trên cành cây. Mày làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Nó kêu đậu, con không có đậu, con đứng con nhảy. Chim đậu hoài, chim thấy vui quá, chim tiếp tục đậu. Thôi thôi không diễn. Ủa làm cái gì vậy? Hả? Chim vui quá. Diễn thêm rồi sẽ kể chuyện. Cô ơi, cô vui chưa? Chim vui quá, chim mới đậu nè. Chim đậu. Tao vẫn chưa cười. Tiếp tục đậu. Bay nhìn mặt tao coi vui. Nhưng mà khó khó à. Có cười kìa. Công chúa. Chuyện gì? Phụ hoàng. Sao? Con khổ quá. Phụ hoàng. Ai làm con khổ? Giờ con không có thiết sống nữa, con chỉ muốn quyên sinh, con muốn chết. Chuyện gì? Chuyện gì mà con muốn quyên sinh? Nói tao nghe. Cái gì vậy? Mê trai. Thôi đừng có mê trai, nó là mông đó. Trời ơi, phụ hoàng có biết chuyện gì không? Chuyện gì? Vào một đêm mưa gió bão bùng, chính cái tên này đã mượn rượu để cướp đi đời con gái của con đó phụ hoàng. Trời ơi. Trời ơi, là trời. Con à, con mình tỉnh lại đi. Con thế nào có chuyện này được? Sao tôi quan mang quá vậy? Anh là sao? Là đó là trời. Con có nhìn lộn không vậy? Con không thể nào lộn được. Rang nhìn kỹ coi. Nhìn kỹ coi. Phải không? Chính cái diện mạo này. Trời, cái hình hài này. Tên là Gia Bảo. Và người ta còn gọi là Vi Tiểu Bảo. Nó làm gì? Nó lừa con. Hắn chuốc rượu say. Xong rồi ăn cướp đời con gái của con. Ông bà nội ơi. Trời ơi, không lẽ thằng ông nội này. Thằng ông nội này lúc tỉnh thân còn sót miếng. Trời, nói miệng đi. Có cô kỹ không có tỉnh thân chưa? Cho con nói miệng đi. Hoàng. Chuốc rượu nó làm sao vậy? Chuốc ai cũng vậy, chuốc em cảm ơn. Trời ơi, Hoàng Hậu. Hoàng Hậu. Ông thấy chưa? Bây giờ tới mẹ kìa. Thấy em. Qua đây. Chưa kịp nói gì luôn. Qua đây tao biểu. Dạ. Có giám. Có thái. Có thái giám. Quyền cái gì? Trời, cái từ này đắt ra khó kêu quá. Có chắc chắn là lúc tịnh thần ngươi có mặt ở đó hay không? Kiểm tra. Lúc đó thần không dám nhìn cái cảnh đó. Sợ nhìn lại quá khứ của mình. Thái giám à? Đúng. Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ. Là thái giám mà. Nó đã lừa luôn cha. Nó không phải là thái giám mà là đàn ông. Cái gì? Con chó này bà nội. Thôi đừng có giả đò nữa. Nhưng mà bây giờ cha không tin thì cha hãy kiểm tra ngay. Đúng rồi, lúc đó nghe. Để tiếp kiểm tra cho. Để kiểm tra cho. Chen ra, tao là thích khách nè. Bạn tao chém một cái là mày đứt làm đôi đó. Chen ra. Hổ gia. Bây giờ như vậy, nếu như mà các ngươi không bảo vệ được cái tên vua kia thì tao xin chém. Tao chém. Cái gì vậy? Chen ra. Tôi chém bà nha. Tôi nói thiệt nha, tôi chém, tôi cũng vẫn chơi đó. Nhưng mà đừng vậy. Tôi biết cái này nè, con gián kìa má. Con quỷ gián. Bây giờ làm sao? Ở trong cái đám này ai là đàn ông? Ai làm đàn ông? Hả? Tao thấy cái tên này đàn ông nhất nè. Bây giờ mày có võ thuật gì đó, mày trưng ra cho tao coi đi. Thì tao tha trong vua này, nếu không thì tao chém. Bớt chém đi nha. Mọi bảo người vệ hoàng thượng đi, chỉ có nhà ngươi mới bảo vệ hoàng thượng đi. Hãy nói là sự thật đi. Công chúa, tôi đã lầm lỗi với công chúa trong cái đêm mưa gió đó. Trời ơi. Cái gì? Nhưng mà bây giờ tôi sẽ lấy công chuộc tội. Nhà ngươi sẽ làm cái gì? Cái tên này hả? Một nốt nhạc thôi. Một nốt nhạc à? Bước ra lại chơi cùng. Một, hai, ba.
nhau cùng. Trời ơi, bác sĩ gì mà chơi cái nhỏ như vào không cho bà nhỏ. Trời ơi, con quỷ, trời ơi. Cuối cùng là con quái vật gì vậy? Con là quái vật, con quái vật. Cái gì vậy? Quang, Quang Thái Hậu. Ta nghe ở đây có chuyện gì náo loạn. Hoàng Thái Hậu hãy bình tĩnh, mời Hoàng Thái Hậu an tọa. Cảm ơn. Trời đất ơi, Hoàng Thái Hậu ngồi hèn hạ vậy. Hoàng Nhi xin dẫn an mẫu hậu. Mình nhường ghế cho bà ngồi. Trời ơi là trời ơi, hồi đó giờ chưa thấy đứa con nào bất hiếu vậy. Mẹ ngồi chè mẹ với đất mỏng ngồi trên ghế. Đưa dẫn ta tới. Dạ. Để ta dẫn an Hoàng Nhi. Dạ. Từ xưa đến nay chưa thấy ai là người mất dạy à. Mẹ mình ngồi lết như con điên mà mình vẫn ngồi nguyên. Hồn nhiên tặng ta lăng tặng tăng tặng tăng. Dạ, Hoàng Nhi có lỗi, xin mời bảo hậu ngồi. Hoàng Nhi, chuyện gì trong cung mà ồn ào náo nhiệt? Dạ, có một tên đột nhập vào hoàng cung giả dạng thái giám và đã làm nhục công chúa con gái của Hoàng Nhi. Dạ, có người nói nó là ai? Dạ, hắn chính là tên thái giám làm quyền dưới kia. Bảo bảo, bước qua đây. Cẩm Hương. Dạ. Bước qua đây. Tên mới luôn. Cẩm Hương. Ngày hôm nay ta cũng gần đất xa trời. Ta muốn nói cho Hoàng Nhi biết, hai đứa này là cháu ngoại của ta. Nhưng đối với con và cha mẹ của nó, cho ta ăn dụng. Trời ơi. Cho nên ta mới có hai đứa nó. Ta nói thiệt, nó bây giờ là công nghệ mới rồi, không thể nào làm gì công chúa được đâu. Nó bà đi, bà đi. Chúng ta vậy hả? Hoàng thượng, thấy chưa? Theo ta về cung. Dạ. Hoàng thượng. Mẫu hậu, công nghệ mới. Hoàng thượng thấy chưa? Thấy chưa? Hoàng thượng nói thần phải giả dạng ra là một tên thích khách để mà thử cái tên kia. Bây giờ trắng đen mọi chuyện rõ ràng. Hoàng thượng thấy sự thật chưa? Ta đã thấy rồi. Thiệt. Ta ở trong cung mà ta không biết chuyện gì hết. Chuyện tay ta không biết à? Thiệt tức quá. Bái chào. Ai à? Chi mà lạ lùng. Treo đầu dê bán thịt chó thì sợ, còn biệt thự bên trong mới lát thôi. Nó làm gì nhổ phì phèo vậy? Rầu mày ơi. Trời, nhà này có rầu cao gì đâu mà má phun. Con chào má. Má bên đây nè con. Con chào má. Cô đứng ra đây cho tôi. Cô làm dâu cái kiểu gì mà tôi chờ cô ở đây từ hồi 4 giờ sáng tới bây giờ là đúng 12 giờ khuya rồi cô mới tới. Dạ con xin lỗi má. Má ơi, tội nghiệp con lắm. Con cũng không nhớ lắm, nhưng mà tại vì ba con dẫn con đi một con đường, đi qua ba cái cầu khỉ, 6 cái cầu tre, lội qua 3-4 con mương, nhảy qua 3-4 con sông, bơi mãi mấy cái hồ. Ôi, rồi đủ rồi, chị đủ rồi. Má tôi nãy giờ á đợi dài cổ rồi, chỉ là con dâu mà, phải không? Xí. Tới trễ rồi. Xí, xí. Xí gì má, nữa nè? Con xin lỗi má. Ba con dạy con làm gì thì cũng phải biết trên biết dưới. Con này là con nào vậy má?
Chị chồng với. À, chị chồng có nghĩa là chị của chồng. Má ơi, chị chồng mà chị dâu hay là chị chồng vậy má? Chị chồng là chị của chồng cô, tức là lớn hơn cô. Mà dạ, cô hổn như vậy thì bây giờ cô xin lỗi đi. Dạ, để con xin lỗi. Chị ơi, chị thông cảm cho em. Em đẹp như vậy á, nhưng mà hồi 3 tuổi là em có bị té giếng. Hồi 6 tuổi em có bị té mương. 12 tuổi em bị chó dại cắn. Nên là em bị liệu mà em ưa bị điên lắm. Chị ạ, mỗi lần mà em làm cái chuyện gì mà không nên không phải, chị nói để em xin lỗi. Chứ mà em nên cứ điên. Mà em cứ cắn vậy. Em có điên ở đâu thì đừng điên nhà chị em nha. À, và chị cũng con nói cho em đây, nghe đây. Con dâu ở đây rót cho ly trà coi. Coi cái chuyện đó chị tính sao với em. Bây giờ em đi xin lỗi mẹ đi em. Tướng chị mà đi thi người mẫu là đậu chắc luôn á. Tướng gì nhỏ xíu ốm nhách như con mắm vậy đó. Khỏi cần em quan tâm, rót nước xin lỗi đi. Rồi xong. Chị á, là em phải theo lễ nghĩa của chị. Chắc là em không có biết rót nước mời người lớn đâu đúng không? Chị đây. Tại vì lúc nãy chị không có nói với em là đi vô nhà là phải theo lễ nghĩa. Em không có biết là cái lễ nghĩa nhà mình trước khi rót nước là không có được quạt như vậy. Nhưng mà tại vì em thấy ở trong phim á, là người ta ưa quạt như vậy nè, thì nó mới có một cái sự trân trọng. Thôi bây giờ cô đi ra đây đi. Cô đi ra đây, cô tôi nói chuyện cho cô nghe. Dạ. Đi ra đây. Bây giờ thấy má dễ thương nè. Má, con quên chưa có khen má. Hôm nay á, hình như là má với chị có mặc lộn đầm không? Má mặc cái đầm màu cánh sen. Còn chị chồng thì mặc cái áo da khăn giúp áo bé. Tôi sợ tôi đuối đó, cho nên tôi phải chọn cái màu này nè. Còn tôi sợ tôi không có đủ sức chống cự nên tôi phải mặc cái đồ già dặn như vậy nè. Nãy giờ tôi muốn nói, tôi muốn dạy cô mà sao khó khăn quá hà. Dạ má. Nói má hoài hà. Dạ má. Bây giờ má, tôi hỏi cô nè. Dạ, dạ thôi má, mà trút hết nguyên cái bình má vô hồng tôi chắc luôn đó. Dạ má. Má bây giờ ơi, tôi hỏi cô nè. Dạ má. Bây giờ cô vô nhà tôi, cô làm dạ dâu. Dạ má. Má thấy chưa, con nói má cưới dâu về làm cái gì. Bây giờ nói cái gì người ta cũng không nghe. Người ta vô đây người ta nhảy lên đầu lên họng mình. Để không nói gì hết. Để chị dâu nãy giờ em không có nhảy, toàn chị nhảy. Bây giờ tôi hỏi cô nè. Dạ má. Cô đi về nhà chồng, cô nấu cho gia đình chồng một mâm cơm, thì cô sẽ nấu gồm những món gì? Dạ thưa má, lúc nãy má có sai, con rót nước và con chưa có được rót nước. Con phải làm xong nhiệm vụ 1, con mới được làm qua nhiệm vụ 2. Rồi, ba hoài linh của con dạy như vậy. Thôi con rót xong rồi mà má đứng xa quá à. Con không có đưa tới. Mà má đừng có nhìn con hình viên đạn như vậy, con không có dám. Đâu có, đâu. Nhìn cái nhà bên kia kìa, ai dám nhìn cô. À, với lại á, sẵn tôi đây xin phép nói với chị luôn là luật nhà tôi á, rót nước á, là phải quỳ dân cho má đàng hoàng chứ không phải đứng đưa. Hay làm rồi như quá, cô coi thường tôi á. Rồi quá. Làm má, như cô coi rót thường một ly tôi nước rồi đó má, mà không có rót được chị dâu tôi gì rót đó. Cái ly nước em dâu đi tới rồi đi tới rồi tôi vô cổ rồi. Quỳ xuống đưa đàng hoàng. Ủa, phải quỳ xuống đưa nữa hả? Má, con quỳ dâng nước cho má nè má ơi. Quỳ. Sao má nhắc hoài vậy? Má, con quỳ thiệt nghe má. Buồn như ly trà đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly trà cạn, má đây không chịu rơi. Ê, ê, nói nghe nè. Bộ cô tính tế dòng ai hả? Cô rải đây cô tế dòng ai vậy? À, đúng rồi đó chị nè. Mà nãy giờ thấy hát hoài, bộ thích hát lắm không? Tại vì lúc nãy là con hát bài buồn như ly trà đầy. Còn nếu như mà con tế phong á, thì con nói thiệt với má là con sẽ hát cái kiểu khác. Rồi, má hát bài tế dòng nè. Má có linh tiên thì về đây uống miếng trà má ơi. Tại trời sao ơi, má mặc áo hồng đẹp quá mà má chết oan uổng má ơi. Má thấy không? Má vô ơi, nhà chưa vậy là chuồng chéo thì má chết rồi. Má ơi, má chết làm chi oan uổng má, con mặc áo không hồng chấp nhận về đây má ơi. Má nói con nghe, má nói chồng về
Ôi ba, ba ơi, chưa bao giờ em yêu anh như lúc này. Ba cứu hai gì? Mẹ con có chuyện gì ở nhà đây mà chồng ơi, nhà mình mới có dâu tùm lum vậy? Mới có dâu mình, em dâu đó ba. À, có dâu, con dâu đây hả? Đúng rồi. Ba có uống nước không? Ba có cần con quỳ rót nước cho ba uống không? Không, rót nước được rồi, không cần quỳ. Sao mà trong ngôi nhà này lại có một người đàn ông đức độ và hiền hậu như vậy? Chồng má đó con. Giá gì đâu. Nè ba, chồng dâu má nó mới má về, có dạy gì cũng phải dạy từ từ, nghe chưa? Dạ. Đừng có làm quá. Dạ. Người ta sẽ đánh giá cái gia đình của mình, hiểu chưa? Dạ. À, con à. Dạ. Ngày đầu tiên con về làm dâu ở nhà của ba má chồng đó thì dạ, ba muốn hỏi con một số chuyện thôi. Dạ. Thấy con ăn mặc thì cũng hơi chim vúa đó. Ừ. Cái đầm này ba con mua cho con làm quà cưới, cũng của một cái nhà thiết kế cũng vừa vừa thôi. Ngày đầu ba con mua 7-8 nghìn đô gì đó. Nghe lại lúc nãy má có nói tại sao mà tới nhà muộn, bởi vì ba có mua cái đồng hồ Rolex 38 nghìn đô làm của hồi môn, nhưng ba hoài linh chưa có dạy con cách xài nên bây giờ nó cứ 12 giờ hoài. Bây giờ cái chuyện mà con có bao nhiêu tiền, bao nhiêu đồ mắc tiền thì ba cũng không cần biết. Dạ, ba chỉ ba cần biết là chi, con cũng đâu có tính cho ai nhà này đâu. Dạ. Ba chỉ cần là một đứa con dâu khi về nhà này thì phải biết chăm sóc cho chồng mình. Dạ chồng con đâu hả ba? Ừ. Nãy giờ con chưa thấy mặt chồng. Chắc có lẽ là chồng con bận chưa có ra gặp con được. Bây giờ cho ba hỏi, ví dụ như là con là một nàng dâu. Dạ. Con có chồng. Dạ. Con có biết nấu ăn hay không? Dạ thưa ba, tất cả những món ăn ngon nhất ở cái vùng này con đều biết nấu hết. Thậm chí là những cái món ngon của những cái vùng khác con cũng có thể nấu luôn. Tốt. Ví dụ là chồng con đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên nó bị bệnh. Dạ bệnh gì vậy ba? Có phải bệnh dại không? Không. Đừng, bệnh dại thì con chữa được. Tại vì ở trong xóm nhà con có mấy con chó cứ bị dại con lại cắn, cái là nó tỉnh được. Không. Dạ con chào ông chủ. Dạ con chào cô chủ. Dạ con chào cô Hương. Dạ vô giải quyết đi. Dạ. Biểu 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 biểu. Ba, nhà mình vui quá ha. Con thấy ai cũng không được bình thường hết á. Đâu có, bình thường chứ con, nó có gì. Chuyện gì, chuyện gì mà mình. Ông chủ với lại cô đi ra chỗ khác ghi một góc trời được không? Cho con với lại cô ghi góc trời được không? Khoan khoan khoan. Đâu có chuyện rồi. Khoan khoan khoan. Dạ. Thứ nhất, em vào trong nhà này tại vì chị về đây làm dâu mà. Dạ, dạ. Nên là chị cũng là một thành phần trong chủ nhà này. Dạ em biết. Em cần phải giới thiệu là em tên gì, chức danh là ai. Tự nhiên em vào đây em đuổi hết ông bà chủ đi, giống như là ông bà chủ ở đây làm ô xin cho em vậy. Dạ trời ơi chuyện. Hay là ông bà chủ ở đây làm ô xin cho em. Cô ơi chị. Cô không, cô chỉ vậy. Nè nè nè, trước khi tiếp xúc với người này qua đây dặn dò vài thứ. Nguy hiểm. Má ơi, nhưng má mà giới thiệu đi chứ nó sợ sàng với con vậy? Quá trời ơi. Người ở nhà này đó. Coi chừng đó. Cô hai biết sao không? Quỳ gối xuống. Có chuyện rồi trời, cô hai quan tâm chứ. Quỳ gối xuống nói chuyện. Trời ơi khổ cô hai. Tôi quá. Là cô hai trưởng dâu nhà này. Con biết cô hai nè, bị chó cắn nè, bị té giếng nè, bị tùm lum tà la hết. Nhưng mà bây giờ tà la là cái gì mày kể lại từ đầu cho tao nghe đi, tao quên rồi, tao không có nhớ. Nhưng mà cái này nhớ nè, cái người tình của cô hai đó bây giờ ổng bị bệnh nan y, bây giờ ổng lấy cho cô hai rồi. Cái gì? Rồi. Đạt, mày đi qua đây. Mày mới nói cái gì vậy? Mày qua đây. Chết rồi, bên kia nghe rồi hả? Mày nói gì mày không nghe? Quá mà biểu sao tao không nghe? Tại vì con nói là tại cô hai vô nhà này mẫu bí mật của cô hai, hoài cưng chiều con, bao nhiêu thư tình thư tiết gì là gửi cho con hết. Mà bây giờ chuyện này cấp bách quá, con phải chạy báo hai gấp. Là bây giờ cái người bồ bịch của cô hai đi ngoại tình đó, bây giờ là ông bị bệnh nan y rồi, bây giờ lấy cho cô hai rồi. Nguy hiểm lắm chủ. Con dâu, chuyện này có thật hay không? Dạ, bây giờ sao trời? Chuyện gì vậy cha? Còn lén lén lúc con lúc mời cha ngồi ngoại à. Tình với ai hả? Con mới vừa bước chân và làm dâu cái ngôi nhà này chỉ được có nửa tiếng, như vậy sao gọi là ngoại tình thưa cha?
Con mới chỉ về làm dâu là nửa tiếng thì sao mà gọi là ngoại tình? Con không biết. Bé ơi, bây giờ tôi hỏi cô, tại sao cô đang có bồ mà cô còn đồng ý lấy con trai của tôi? Tại sao? Hết cuốn rồi. Chuyện này là sao? Trời ơi. Anh Xui, tôi ra có chuyện muốn kiếm nói chuyện với anh đây. Anh khỏi cần nói. Ba tới. Con tôi ở nhà ba tới là ngồi. Nó hư tôi dạy. Mày im. Tại sao vậy? Lỡ giờ con có nói. Hồi nãy tới bây giờ ba giả bộ ba đi qua nhà gì, nhưng tao đứng ở trong tao đã nghe hết rồi. Mày là con gái. Dạ con không. Mày về nhà chồng chưa nói về chuyện mày tư tình, nói về chuyện mày hỗn xược với gia đình bên chồng. Đừng cãi. Không có cái thứ con gái nào ngồi nói chuyện với cha mẹ chồng mà ngồi như vậy hết. Dạ tại vì má chồng em tao không ngồi. Khi nào tao cho mày nói mày mới nói. Lỗi này là lỗi do ba. Do ba quá nuông chiều mày. Để tới ngày hôm nay mày xảy ra cớ sự này thì mặt mũi của ba mày để đâu? Tôi xin lỗi anh chị Xui. Con dạy cái mang, mũi dạy lái chịu đòn. Tôi xin nó về để dạy lại. Coi như lời hứa của hai gia đình chúng ta hủy bỏ. Tôi xin lỗi. Đứng lên. Có cái gì từ từ anh Xui à? Không sao đâu chị. Không dạy hả? Sau này nó làm mất mặt dòng họ cũng vậy thôi. Đi về. Dạ thưa ba, ba cho con tạm biệt. Khỏi cần tạm biệt. Bao nhiêu đó tao cũng đủ nhục lắm rồi. Đi. Đi. Mày đi không? Ờ, anh Xui à. Từ... Đi. Anh Xui à. Anh Xui. Bình tĩnh anh Xui à. Cho tôi hỏi một câu. Mô là à, tất cả à, con đi. Thôi. Trời, mày đi về. Lúc cô giận cô là vô thôi. Mô là tất cả vô ơi vô ơi. Nhưng lúc cô giận cô là vô thôi. Thôi 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 đi anh đừng có giận. Tôi nói anh chị nghe. Đáng lý ra tôi không có để nó làm dâu anh chị đâu. Bị cái đầu nó đó. Đó tôi muốn hỏi anh chuyện đó đó. Có phải nó bị té giếng không vậy? Tôi không biết nó có té không mà giếng tôi hồi xưa đào có 3 mét giờ thành 6 mét rưỡi rồi đó. Trời ơi. Chuẩn bị chờ chết đi. Đêm nay muốn ăn về. Không được tôi. Đêm nay nói là chúng ta đi tới đâu chúng ta phải hát lên cái nhạc hiệu của nhóm chúng ta. Cái nhạc đó nó dữ lắm. 1, 2, 3. Ba thương con là con giống mẹ. Mẹ thương con như con giống mẹ. Nhà nhà ta cùng thương thương nhau. Xa là nhớ gặp nhau ta thương. Thích nhau vậy đó. Lâu chưa thấy nó không đại gia nhà nhà nào mà đi vô sách người ta cùng nhau hết. Em lấy chứ không phải là một bài khác. Rồi anh em ta cùng nhau xuống pha. Đại ca ơi, bây giờ mình vô mình dập tắt cái đám này đi. Bây giờ để tụng bài kìa. Hôm nay chưa tới rằm mà kỳ vậy đi ha. Đại ca nói là đi tắm hồ với các con chứ mà đi vô chùa thắp nhang á. Ờ đi lộn chùa rồi. Không phải lộn chùa mà gia đình nó đang sám hối. Bây giờ mình nhào vô mình dập tắt cái tụng này. Vô anh em. Thưa với Bồ Tát là từ hồi gia đình con đón cái con dâu nó về là gia đình con như vậy luôn. Tội nghiệp con quá. Không có tụng nữa. Mày không yên là hai cái đôi quốc tao tát vô họng không còn cái răng ăn cháo này con. Dẹp dẹp trời ơi Bồ Tát. Bồ Tát hiện thân rồi các con à. Nhưng mà thôi ta sẽ không xuất hiện và nói quá nhiều. Ta cần phải đi
thỉnh cái kinh đây. Dạ đi đi. Ở đây là có ba người đệ tử của ta sẽ sám hối cùng các con. Ta đi đây Hồ Biên. Em ơi. Lẻ rồi. Mình cái gì? Dạ. Chuyện gì? Cái gì? Hồi nãy hai người này nè, tôi nhớ rồi, hai cái mặt này hành hạ tôi. Bây giờ bước ra đây, hai đứa kia vô trong. Vô trong ngồi. Mất chỉ nhớ rồi, không nhớ gì hết. Khi mà nhạc nổi lên là cha già này phải nhảy. Tại sao cứ là ta nhảy hoài vậy? Nãy giờ đâu có nhảy. Hồi nãy ta nhảy, nhà ngươi không nhảy. Bây giờ nhạc nổi lên. Chú ơi, không còn năng lượng hả? Vẫn còn mà. Mạnh lên, mạnh lên. Cái gì vậy? Christmas. Bây giờ chị là sư này nhảy nhanh nhá. Quá không chú ơi. Thôi. Bây giờ tới ca nhạc. Ca đi. Ca nhạc. Muốn ca bài gì ca? Tuyết sinh chết nữa hả? Yo. Yeah. Oh. Yo. Tay chọt chọt rồi ông chủ. Chủ gì nó nào tên lý vậy? Lấy thôi. Ai đi? Chở ông xe là có thu hạ. Biên cương lá rơi. Bị lọt vô cái mê cung á, bị cái thằng gái trai á bắt con ngủ chơi chung hội với nó luôn á. Gái trai là đứa nào? Nó thằng nào? Nó đó lãng đi kìa đại ca, đứng lại mày. Ô trời ơi, vô bước ra mày. Ô tới giờ sám hối nữa rồi, nó bắt con chơi kiểu mà già bồ tát cho rồi chịu đồng. Bây giờ diễn lại, thái giám sao đâu hồi nãy sao? Làm lại đi. Thì hồi nãy đi vậy thôi à. Bạn kể chuyện đi. Cái tiếng mục kể chuyện hồi nãy. Kể chuyện là bà này, kể chuyện là bà này. Kể chuyện xong rồi chị Lan, chị muốn. Kể chuyện làm sao mà là chuyện hài mà người ta khóc hay chưa mày? Tôi kể chuyện của tôi luôn à. Tôi làm ở đợ trong cái hội quán Thiếu Lâm rồi. Khóc mà. Bữa đó là ông chủ bà chủ tôi đã chuẩn bị tư thế, cô chủ đồ chuẩn bị tư thế đón nàng dâu tương lai về. Đang khóc mà. Kể chuyện chưa vậy? Cười ra nước mắt. Mày xuống đây. Chết tụi. Đưa cái mặt mèn ra. Không có cơ hội nói đâu con. Đón nàng dâu tương lai về. Thì hỏi ơi trời ơi đất hỡi. Bà chủ tôi bị nàng dâu hiện hình. Kéo bà chủ tôi từ trên án kéo xuống. Xin lỗi. Quay vòng vòng. Chủ tôi. Còn ông chủ tôi vừa nhìn thấy ông chủ phải bấu vào người. Trời ơi, còn tôi vô chưa kịp nói cái gì, bóp mỏ nín thở chết luôn. Câu chuyện đây là hết. Nhà mày này cũng biết hả? Nước dâu là nước cho mày mà. Bỏ xuống, chú để mang cái dây guốc rồi vô con. Coi. Đó. Ba con ra kìa. Trời ơi. Chào anh. Đó là tôi đưa con dâu anh với con anh về tới rồi đó. À vậy hả? Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. À, nè. Khoan. Hả? À, cái gì cho mướn chiếc ghe là làm đám cưới luôn được không? Ui. Đồ hàng xóm láng giềng. Cho mượn cho mướn cái gì? Tôi chuyên môn làm từ thiện mà mướn chứ em anh nói vậy mất tình cảm anh em hết trơn.
Thôi đây, đây, anh muốn mượn tôi để lại cho anh mượn. Cái gì? Tôi gì à? Cho mượn hả? Ờ, cho mượn không à. Rồi anh về bằng cái gì? Tôi bơi gì à? Anh trả tiền bơi cho tôi thôi. Ừ. Tiền bơi tôi lấy 10 triệu. 10 triệu cái gì? Cái bơi hai cây số biết đâu được nữa chừng là tôi ngủm rồi sao lấy tiền tao mua hộp. Dạ. Ờ được, 10 triệu bao nhiêu cũng được. Ờ vậy tao kêu gì vậy nè. Hoành tráng mà. Cái gì à? Anh có lớn. Tôi về trước nha. Rồi. Nè, tôi nói được cái này nè, để nói cho anh vui. À. Tôi chưa thấy ai mà hàng xóm mà cà chớn với anh đám cưới không mời mà mượn ghe. Dám cắn hơn chân con nhỏ này luôn á. Đó. Cắn hơn chân vợ mày phải không? Nó cắn hơn nhỏ này luôn à. Thôi đừng mơ ước gì nha con. Mệt á. Chú già rồi. Về nha. Về nha, cảm ơn nha. Đây, vô đây, vô đây. Đây, đây. Đây, vô đây, vô đây. Bữa nay chú sẽ là người chủ hôn cho hai con, nghe không? Được chưa? Ủa nãy nãy chú này nói chú làm này ba. Làm ba đứng đồng hồ chủ hôn luôn. Ba, không phải chú. Chú gì mà chú, ba mà. Ba, ba. Ba chú rể hay ba cô dâu? Chú chưa là nó có ba gì chứ. Chú làm dịch vụ thôi, thấy không? Nói ba vậy cho người ta bớt giá tiền, được chưa? Được chưa? À, chú, tôi ba. Chứ là người dịch vụ thôi. À, chú ba. Chú ba giỏi. Ừ, được chưa? Chú xin đây. Dạ. Kính thưa quý vị, sau đây là lễ đám cưới sẽ được bắt đầu. Đây, chú rể. Cái gì vậy? Chú rể con dâu phải dính nào. Chưa mà chứ, bắt đầu. Không, nói mở ra nha. Làm lễ. Cho dù sau này có sóng gió gì đi nữa thì chú rể cũng sẽ hứa tay nắm chặt tay cô dâu Yến Trang chứ. Qua đây, qua đây. Tao qua kêu đây. Hứa thôi. Cô dâu Yến Trang. Dạ. Cho dù sau này có chuyện gì đi nữa thì cũng đi với cùng chú rể tới cuối đoạn đường đời, đúng không? Có chịu hay không? Đi cùng cuối đoạn đường đời nha. Chịu nha, hứa hứa nha. Rồi. Đi, hứa rồi giờ khoan, đi. Khoan, khoan. Cứ gặp cái gì vậy? Tôi là chủ hôn mà tôi cãi hoài. Đây nè, bây giờ trước khi tao nhận cưới, chúng ta sẽ làm một cái thủ tục đầu tiên. Đó là uống rượu. Trước khi uống rượu, chúng ta hãy khiêu vũ một vũ điệu mà tất cả đám cưới nào cũng đều nhảy. Đó là một bài hát điệu van thật là tình tứ lãng mạn. Có chịu không? Điệu van à? Điệu van. Đám cưới nào cũng nhảy à? Đám cưới nào em tưởng nhảy. Đâu đám cưới nào người ta cũng nhảy chai cha chứ đâu phải van. Không, chai cha là cái điệu buồn nhẹ. Đây là đám cưới nhà quê mà nó nhảy điệu van, thấy không? Cho nó tình tứ lãng mạn, cho nó sang trọng, hiểu chưa? Rồi bắt đầu. Hãy ôm nhau. Nếu mà nhảy á thì nó bình thường quá. Sẽ dùng cái môi để giữ cái ly rượu tình yêu này không được đánh rơi. Hai người hãy dùng môi giữ ly này lại. Ở bên kia đó. Cái này ly mướn nhà tôi mà. Đừng làm vậy. Tội nghiệp tụi nó. Chị làm sao? Trúng bà. Kỳ. Lấy ly này nè. À. Đó, ly không rồi cho nó nhẹ á. Rồi rồi rồi. Dạ đừng có áp. Thôi để ra đi về đi. Để tôi làm gì vậy mà. Cắm thật. Ông ơi cho quên. Chỉ có xíu thôi. Ngậm cái gì ngậm cho cố sáng. Chà, chiều cao khó quá. Mày lùn xuống coi. Đó, giỏi. Bắt đầu. Đi vô. Rồi, 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 rồi. Hay quá. Bây giờ là cái này là xong rồi đó. Quá giỏi, giỏi. Đây, bây giờ tới cái phần cắt bánh. Đây, đây mỗi người cầm cái dĩa. Đây, cầm đi. Cắt bánh nha. Đây. Wow. Rồi, cầm đây. Đó, kẹp. Sao đám cưới này khác đám cưới người ta quá vậy chú ba? Trời ơi, lạ sao không lạ. Tôi mà tôi chú hôn mà. Rồi, bắt đầu. Bây giờ hai người hãy đút bánh cho nhau ăn nha. Wow. À, nhưng mà đặc biệt. Không có chỗ này khác đó chứ. Wow. Đây. Cho thêm phần tình tứ.
bịt mắt lại. Cái gì ăn lẹ vậy? Sao? Thấy không? Rồi. Cưới gì mà hả? Kỳ cục lạ đời. Con đồng nha. Sao? Ngon không? Ngon. Ờ, hay quá. Ờ, hay quá. Trời ơi, cái này đưa cái khăn gì mỏng quá. Tao bỏ đi. Rồi, xong rồi. Thôi rồi. Giờ nó phần uống rượu nha. Qua đây, tôi để qua đây. Tôi vô ba bố. Rồi, rồi. Vô đây luôn. Bọn uống ra. Cái mới lạ chứ, đám cưới tôi làm phải lạ. Bây giờ cô cho chú rể cùng nhảy tới đây để lấy rượu này uống cùng. Bắt đầu. Nhảy rồi phải nhảy. Ừ, là cái này là nhảy mà. Bọn chú thay đổi ý kiến rồi, không nhảy nữa. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Nằm xuống. Nằm lên từ đây. Bắt đầu. Vui nè. Rồi, uống đi. Uống đi. Uống đi mà hả? Bọt lưng đi trời. Lấy tiền cưới cao quá trời mà bà bỏ rượu gì kỳ cục à. Bà đứng gì đi, đứng gì đi. Tốt quá. Nó vượt qua được ba chặng rồi. Bây giờ tôi chính thức tuyên bố hai người trở thành vợ chồng. Ai cho tổ chức cái đám cưới này vậy? Cái gì? Tao mới hỏi mày nè. Sao? Mày là người làm tao, mày, tao đang làm đám cưới mày vô mày quậy hả? Quậy gì? Con phải ngăn cản cái đám cưới này. Con lúc trước con là người làm của ông chủ là khác. Nhưng bây giờ khác rồi, lúc trước con nghèo khổ con ở đợi. Nhưng giờ khác con là tỷ phú rồi. Cái? Mày là tỷ phú? Mày cũng đâu có quyền phá cái chuyện làm ăn của tao. Được thôi, thường con là tỷ phú, bây giờ con giàu ngang ngửa cơ ông. Hồi xưa con nghèo con còn khe khe ông. Đừng có phân biệt người ta giàu nghèo sau khi cái giờ sổ số nha. Ông chưa sợ hả? Con mới trúng số khác rồi. Thấy quần áo mặc không? Toàn đồ hiệu, đồ bên Tây không nè. Nón Tây nè. Cái này của Tây nè, miền Tây nè. Áo nè. Đó, của Tây Ninh nè. Của dài nè. Của Tây Tạng nè. Đó, đầy đủ hết. Bây giờ phải ngưng cái đám cưới này liền. Tại sao? Ông tránh ra đi. Chuyện ông tổ chức chuyện khác, chuyện của con chuyện khác. Đây, đây, đây. Nè, cái gì không có nè, Trang. Xem đối xử với người yêu anh như vậy vậy. Em mới là sao? Người yêu của anh mà. Đúng như vậy, em là người yêu của anh. Mà tại sao lại tổ chức đám cưới người khác là sao? Hả? Anh vậy nói, tên đi. Anh nói anh là người yêu em. Đúng mà rồi. Anh không nhớ đây là ai sao? Đây là ai? Trời ơi trời, đây là ai? Chồng tương lai người, của em hả? Người yêu em mà không nhớ đây là ai? Chồng tương lai của em hả? Yêu em kiểu gì vậy? Em đám cưới là bây giờ thằng này là chồng tương lai em chứ đây ai? Đây là Trịnh Tú Trung, anh có nhớ không? Trịnh Tú Trung gì? Em là Trịnh Yến Trang, anh có biết không? Anh biết em của em là Trịnh Yến Nhi luôn. Vậy đó là Trịnh Tú Trung nè anh. Sao? Em là Trịnh Yến Trang nên là Trịnh Tú Trung, anh không nhớ nào. Là ai? Tự nhiên bây giờ em cưới đây người nè. Ta nó là Trịnh Tú Trung nè, đứng lên. Nó là cái gì? Nó là em của em, mới rước nó ở chạy điên ra đó. Cái gì? Trời, nó bị điên hả? Nó bị điên mà sao nó khôn quá vậy? Nó biết nó cưới muốn, người. Nó muốn cưới một người cô dâu từ lâu lắm rồi cho nên nó mới bị điên như vậy. Trời ơi là trời, trời ơi khôn quá vậy. Tụi ơi con ơi, trời ơi, má mày đi kiếm mày quá trời kìa con ơi, đi về con. Đi đâu vậy? Đi về, má mày kiếm mày quá trời kìa, đi con, đi con. Thôi không chơi cái này nữa đâu, hết vui rồi. Thôi. Chị này đẹp hơn hả? Đi về chứ cũng đi nha chưa. Thôi đi, đi. Ông á, ông bê tiền tổ chức ba cái vụ này chúng tôi vô tôi xử ông nha. Đi con. Chết chìm. Bơi vô. Thấy không? Tội nghiệp nó chưa? Em thấy tội nghiệp nó chưa? Em cứ làm cho nó ảo mộng chi vậy? Buổi chiều của đứa em bị khùng mà nó muốn đám cưới mà cũng tổ chức đám cưới. Nó bị hoang tưởng, nó mới vô bệnh viện điên đó anh. Trời ơi, tội nghiệp nó chứ.
em đừng em đừng có ảo tưởng như vậy. Em mới làm như vậy với nó. Đồ bỏ đi, nếu nó bị khùng cho uống thuốc, bây giờ giải quyết tình cảm của mình. Mà giờ anh sao? Anh giờ tỷ phú rồi đúng không? Đúng rồi. Tỷ phú mà anh trúng đài nào vậy anh? Anh là trúng là như là tất cả các đài luôn, hồi chiều anh mới mua tất cả đài trúng hết luôn, giờ thành tỷ phú rồi. Anh báo tin mừng cho em luôn. Hai đứa mình đã có một giọt máu 2 tháng rồi. Hả? Cô hởm hai đứa mình đi đó em không nhớ hả? Đi khám đó em la em có gì khó chịu trong người thèm chua em nhắc em đi khám. Ủa, đó. Em nhớ là em uống thuốc mấy năm nay mà sao có bầu được vậy ta? Em uống thuốc cái gì? Hả? Cái gì? Em uống thuốc ngừa thai mấy năm nay mà. Ờ vậy hả? Chết rồi, vậy là cái này là của vợ anh rồi. Chết rồi. Không được được. Không giờ chuyện nó đổ bể vậy rồi. Thôi được rồi, sẵn ba em nói để ba mặt một lời anh về từ thú với vợ anh luôn. Em ơi. Đi ra đây sao vậy? Em không hiểu gì hết. Hả? Sao vậy chú ba? Trời ơi, hỏi chú biết gì làm sao? Không giờ vậy. Giờ sẵn đi. Ba mặt một lời nói thẳng luôn. Giấy này là thiệt tình là giấy anh hai của vợ anh thật ra anh yêu em mà anh có vợ lâu rồi. Bây giờ anh cũng yêu em thiệt tình nữa mà bây giờ không biết giải thích cho vợ anh nghe sao. Bây giờ thôi đây hai người nói chuyện nhau đi thật. Cô bước qua đây cô nói chuyện với tôi coi. Thu đứng tay giùm tôi một cái. Lỗi tôi hết. Rồi lỗi anh hết, bây giờ anh giận hết đúng không? Bây giờ là anh cũng yêu em mà anh cũng yêu vợ anh nữa mà bây giờ hai người nói chuyện với nhau đi, hai người phụ nữ nói chuyện với nhau đi. Chồng của tôi ảnh nói á là cô dụ ảnh à, rồi cô muốn làm vợ của ảnh có đúng không? À ảnh nói vậy hả chị? Đúng. Cái anh ra giải thích đi anh. Cái gì vậy? Anh ra giải thích đi. Sao đó? Ờ thật ra tôi nói em là tôi yêu Trang nhưng mà lỡ cưới em rồi mà lỡ có bầu vậy anh có trách nhiệm, anh cũng yêu em nữa thì bây giờ em lựa cách nào đi, nếu mà em mà làm căng mọi chuyện quá Trang bỏ tôi thì là tôi sẽ bỏ em đó. Em tự suy nghĩ đi nha. Tôi nhớ là tôi quen anh trước và anh nghèo quá, anh không xứng đôi với tôi cho nên tôi đã đá anh trước mà sao tự nhiên giờ anh đem vợ anh đến đây nói là anh có vợ rồi, anh quen với tôi, anh yêu tôi, anh muốn bỏ tôi. Cái gì vậy? Hồi nãy em mới vừa nói hai chúng ta yêu nhau mà. Rồi xong rồi em nói là em không có thể nào. Trời ơi. Chú ba làm chứng giùm con cái nha. Em hãy giải thích cho anh đi. Có phải là chú ba hả? Hồi nãy đứng là ảnh nói là ảnh bây giờ là hồi xưa ảnh nghèo, bây giờ là ảnh thành tỷ phú tỷ số rồi. Ờ đúng rồi. Hồi xưa con bỏ ảnh là tại vì ảnh nghèo, con bỏ ảnh. Bây giờ không có giải thích gì nữa, thôi nè chú. Chuyện của gia đình ta chú đừng xen vô nha. Tôi đá anh vì anh nghèo mà, thôi anh đi giùm tôi một cái đi. Nó chở vậy ta? Chánh nhà. Chuyện gì xảy ra? Chánh nhà. Con gì vậy? Con lâu quá không gặp gì nhớ con quá con. Dạ vậy tên gì vậy? Con dễ thương gì đâu luôn á. Con nhớ gì hả? Dì nhớ con. Con ơi, con là một con nợ mà nó dai như đĩa vậy đó con. Là trời. Mang tiếng giàu có gì thiếu nợ người ta vậy sao? Mượn nợ qua đây hả? Mày nghĩ sao vậy hả? Mày nói với tao là dì ơi dì, má con bệnh nặng quá dì ơi, em con 4-5 đứa nó phải đi học, con hết tiền rồi, dì cho con mượn một ít tiền, con cho má con mổ, con cho em con nó đóng tiền học phí. Tao thương người quá mà, tao hiền quá mà, tao lành quá mà, tao cho mày mượn. Bao nhiêu tiền trong nhà tao móc ra tao cho mày mượn hết. Tưởng sao mày đi qua đây mày làm đám cưới mà mày tới một cái dịch vụ đám cưới mà đắt đỏ nhất cái vùng này, mày tính chơi nổi hả? Trời ơi là trời. Con xin lỗi gì? Lỗi phải cái gì? Con xin lỗi gì? Con biết lỗi rồi. Con biết lỗi là con làm đám cưới lớn như vậy mà cũng không mời gì là con có lỗi. Mà gì có biết không? Hồi nãy á hả? Anh này ảnh ăn hiếp con dữ lắm. Bây giờ dì đứng ra dì binh con trước đi. Con nợ lớn nhất của con là anh này nè. Bây giờ nếu dì đòi được tiền của anh này, ảnh là tỷ phú rồi, dì đòi được tiền của ảnh thì là con sẽ lấy tiền của con trả. Nhưng mà cho em dì có dì yêu anh không? Nếu anh yêu em thì anh trả tiền cho em để em trả cho dì của em đi anh. Nè, khoan đã. Tự nhiên anh yêu em mà em không yêu anh trả, anh đâu có bị khùng. Nhưng mà anh bị khùng. Anh đã thiếu nợ tôi thì anh phải trả tiền cho tôi. Bây giờ hả dì, tôi đòi tiền tôi nè. Có nợ luôn hả? Thôi bây giờ anh trả nợ cho tôi đi, tôi sẽ yêu anh. Thiếu nợ gì? Em thiếu nợ gì? Giờ tỷ phú mình thiếu nợ gì? Bây giờ biết ai nợ ai chứ? Bây giờ chợ phải thanh toán cái tiền đám cưới. Bữa nay là chi phí tất cả là 100 triệu đó.
Rồi cuối cùng là thiếu hai người luôn, người này 100 triệu, người này 100 triệu là 200 triệu. Trời ơi, trời ơi, nặng dữ vậy trời. Trời ơi, cái đâu có thiếu vậy. Giờ làm sao cô có thanh toán tiền cho tôi đi. Trời ơi, trả tiền cho người ta, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ờ, nên giới thiệu cái mối gì mà kỳ cục vậy? Khóc rồi, khóc rồi. Tiền đâu mà trả tiền cho tôi. Kìa. Giới thiệu cụ Loi. Tôi chở giùm thao tôi chưa lấy tiền mà. Tao nói. Trả 10 triệu tiền tiền bơi đây cho tôi. Tôi bơi gì? Tôi 100 triệu tôi còn chưa lấy được. Bây giờ tôi nói với anh nghe nè. Ham hố gì mà làm đám cưới cho to. Anh cũng vẽ ra cho ai. Anh làm mai làm mối rồi anh vẽ ra cho người ta. Làm đám cưới cho lớn lên. Đặng cho nó thiếu nợ. Biết bao nhiêu cái đám cưới như vậy rồi. Mặt mũi chi? Có nhiêu làm nhiêu. Ở quê mà mày đặt bài vẽ ra làm tùm lum tùm la ra 200-300 triệu cái đám cưới. Đám cưới xong về nó thiếu nợ. Rồi nó trả nợ được chừng nào vợ chồng nó mới khá được. Bả đòi chứ cứ. Ê, đòi gì đòi ác ông vậy con hả? Mày làm cái đám cưới miễn sao vợ chồng yêu thương nhau, sống như nhau suốt đời là được. Làm lớn làm nhỏ không quan trọng. Thấy không? Được chưa? Được. Bây giờ mà làm cái đám cưới hết nhiêu? 100 triệu. Cái hết 100 triệu. Thiếu nợ đây 100 triệu. Tổng cộng 200 triệu chứ gì. Trời ơi, tưởng 200 triệu to tát gì. Ăn thua gì, qua đây tao cho mượn triệu. Cái gì? 100 triệu, mượn triệu đủ tiền cả. Lành chanh. Sao mà nổi lần nào cũng tiêu đi. Chưa qua gì cho nó tát. Học trời, cho mượn triệu làm gì? Rồi đặng nó đi về Sài Gòn, nó về nhà chồng nó đó. Sao nhà chồng nó khá giả lắm, về trển lấy tiền xuống trả tiền nợ đi.